khí cơ kia đi đôi với sao động hắc phụ, lộ vẻ được cực kỳ đáng sợ, nhất là ở sau đó đem vậy hồng sư đạo nhân cả người phong tỏa lại sau đó, người sau ánh mắt kia, sắc mặt kia, ngay tức thì không nhịn được bỗng nhiên thay đổi. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, ngươi, hồng sư đạo nhân trong mắt bạo xúc, thất kinh nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thanh xà lão nhân lại có thể có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Đừng nói là hắn bây giờ đã bị thương, coi như là không có, sợ rằng hắn vậy rất khó cùng cái loại đó tầng thứ lực lượng đối kháng. Nhưng vấn đề là, tại sao? Cái này thanh xà lão nhân tại sao phải có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi? Không phải là tầm thường luyện khí tầng 9 cảnh giới sao? Hơn nữa, liền hắn bây giờ loại chiến trận này, vậy căn bản cũng không giống như là mới vừa đột phá dáng vẻ à? Chẳng lẽ hắn đã ẩn núp rất lâu? Nhưng vì cái gì, trong này khắp nơi lộ ra quỷ dị? Ngươi rốt cuộc là ai? Lai lịch gì? Nghĩ đến đây, vậy hồng sư đạo nhân liền không nhịn được sắc mặt phiền muộn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hỏi. Bây giờ, hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định đoán được, hoặc là, cái này thanh xà lão nhân tuyệt không phải trước hắn biết vậy thanh xà lão nhân. Hoặc là, chính là tên này có cái gì không thể cho người biết lai lịch, hoặc bí mật, nếu không, cần gì phải như vậy ẩn núp. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, vật này ngươi hẳn biết chứ. Nghe vậy, vậy thanh xà lão nhân khặc khặc cười lạnh một tiếng, tiện tay ai ra một quả bụi đất quang, hướng hồng sư đạo nhân đập tới. Ừ, vừa thấy được vậy bụi đất quang, hồng sư đạo nhân liền không nhịn được con ngươi lại lần nữa rụt một cái. Bởi vì là hoảng hốt ở giữa, hắn tựa hồ ở phía trên kia, gặp được cái gì quen thuộc dấu vết. Keng, đem vậy bụi đất quang tiếp ở trong tay mặt sau đó. Hồng sư đạo nhân dương ra cái tay kia, phát hiện, vậy đạo bụi đất quang lại là một quả lớn chừng bàn tay lệnh bài. Lệnh bài kia phía sau ấn vẽ một đoàn yêu dị ngọn lửa, trông rất sống động, chính diện chính là có một cái hai mặt, lục giác yêu quái hình vẽ, cho người cảm giác rất là âm u. Mà ở thấy đồ án kia sau đó, vậy hồng sư đạo nhân trên mặt thần sắc cuối cùng là đại biến đứng lên, vèo một tiếng, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về thanh xà lão nhân khó tin, nói tử viêm ác quỷ. Ngươi là tử viêm cung người. Tuần tra quỷ khiến cho. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thanh xà lão nhân lại có thể sẽ có loại này lai lịch. Tử viêm ác quỷ, đây chính là tử viêm cung tuần tra quỷ sử dành riêng, mà tuần tra quỷ khiến cho. Trên thế giới này, có minh thì có bóng tối. Tựa như cùng tử viêm cung dưới quyền 13 động phủ, phụ thuộc vào ở tử viêm cung dưới cờ, coi như là hắn, minh, bên trong thuộc hạ, mà tối tăm đâu. Tử viêm cung vụng trộm mặt, chính là vậy tuần tra quỷ khiến cho giữa đường. Tuần tra quỷ khiến người đếm cũng không nhiều, phỏng đoán nhiều nhất, cũng không quá cũng chỉ là không tới hai tay số, nhưng là. Nhưng là bất kỳ một người nào có tư cách nhưng làm tuần tra quỷ xử người, cũng tuyệt đối là lực lượng mạnh mẽ nhân vật hung ác. Không kém với 13 động phủ bất kỳ một vị động chủ cấp bậc nhân vật. Nói cách khác, cái này tuần tra quỷ khiến cho, sợ rằng trong đó yếu nhất. Cũng biết có đứng đầu luyện khí tầng 9 cấp bậc tu vi, sức chiến đấu. Nếu là mạnh hơn nữa một ít, tựa như cùng bây giờ đứng ở hồng sư đạo nhân trước mặt cái này thanh xà lão nhân, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Chỉ là cái này 6 chữ đại biểu hàm nghĩa, liền đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trọng yếu hơn chính là, bất kỳ một vị tuần tra quỷ khiến cho đều là tử viêm cung vậy ba vị trúc cơ chân nhân cảnh cung chủ thân tín. Là có tư cách và quyền lợi hướng 13 động phủ động chủ ra tay, tựa như cùng, như bây giờ. Khặc khặc, đầu óc coi như thanh tỉnh, thanh xà lão nhân khặc khặc cười một tiếng, nhìn hồng sư đạo nhân, vậy âm u lời nói lại lần nữa vang lên nói, bây giờ có thể nói một chút vậy minh thần động hắc huyền mỏ đồng mạch, là chuyện gì xảy ra chứ? Có thể đừng nói cho ta, người mòi không ra tâm tư hao phí nhiều chuyện như vậy, liền thật chỉ là vì tấn công vậy minh thần động một chút. Vậy thanh xà lão nhân lời nói chợt dơ lên, nhìn hồng sư đạo nhân, ở trong mắt tràn đầy cười nhạt và có nhiều ý vẻ, nói, xem ra vậy minh thần động hắc huyền mỏ đồng mạch trong, là thật cất giấu cái gì đại bí mật chứ? Nếu không, người cần gì phải như vậy bí quá hóa liều? Thanh xà sứ giả đại nhân, ngươi lời này có ý gì, ta có chút không quá rõ. Có thể nhưng vào lúc này, hồng sư đạo nhân nhưng đem hắn nói cắt đứt, ánh mắt né tránh nói. Quả thật. Hắn trước tiến hành một loạt được là, cũng chân thực bí quá hóa liều. Thành, hồi báo phong phú, sao? Vậy nên giống như là như bây giờ,
bị Tử Viêm cung tuần tra quỷ khiến cho để mắt tới. Tựa hồ muốn cầm hắn khai đao. Không hiểu, ta cảm thấy ngươi hẳn hiểu. Vậy Thanh Xà lão nhân nghe vậy ngẩn ra, chợt lắc đầu một cái, dữ tợn cười một tiếng, nói, Hồng Sư, nói thật, ta nếu đều đã tìm tới ngươi, ngươi cảm thấy còn biết tốt như vậy lừa gạt sao? Ta cũng chỉ là lười phải đi vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch tự mình hỏi dò mà thôi. Nghe được cái này, vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt chợt đổi một cái. Thấy tình cảnh này, Thanh Xà lão nhân lắc đầu lại âm thầm giễu cợt vậy cười lạnh cười, nói, bây giờ đàng hoàng giao phó hết thảy, có lẽ mấy vị cung chủ vẫn có thể cho ngươi đem công cơ hội chuộc tội, dẫu sao, ai không có lòng tham thời điểm. Có thể ngươi nếu là không phải đệ tử không thừa nhận, đến cuối cùng, sẽ là cái gì kết quả, vậy cũng chỉ có thể chính ngươi tốt nhất xấu nhất dự định hả? Nhắc nhở, ta cũng chỉ nói tới chỗ này, cũng coi là hết tình hết nghĩa chứ. Còn như lựa chọn thế nào, ngươi tự suy nghĩ một chút. Nói đến đây, Thanh Xà lão nhân trực tiếp không nói. Ở trong mắt lóe lên nhàn nhạt ánh sáng lạnh lẽo, nhìn Hồng Sư đạo nhân, không nói một lời. Nghe vậy thấy vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân trong lòng trực tiếp là loạn thành một đoàn, sắc mặt rất là âm trầm, cùng đắng chát. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đáng chết tuần tra quỷ khiến cho lại có thể tới nhanh như vậy. Hơn nữa, quả thật à, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch cũng không phải là đồ gì khác, liền chôn ở nơi đó, phía trên đều đã bắt đầu hoài nghi. Thật muốn tra, chẳng lẽ còn sẽ tra không ra thứ gì? Đến lúc đó, hắn mới có thể chân chính trăm miệng cũng không thể bào chữa. Tội danh chân thực. Ai? Nghĩ đến đây, vậy Hồng Sư đạo nhân không nhìn được trùng trùng thở dài một tiếng, nhìn Thanh Xà lão nhân, mặt đầy khổ sở nói, cái này không nghĩ tới, Thanh Xà sứ giả đại nhân ngươi lại có thể giấu được sâu như vậy. Sợ rằng trừ ta ra, những người khác cũng còn không biết sao. Nếu là đều biết, cái này tuần tra quỷ khiến cho, ta chỉ sợ cũng tiếp tục làm không nổi nữa. Nghe vậy, Thanh Xà lão nhân khóe miệng kéo một cái, nhàn nhạt nói. Cũng đúng. Hồng Sư đạo nhân chậm rãi đáp một tiếng, yên lặng hồi lâu sau, mới chậm rãi nói, Minh thần động vậy Hắc Huyền đồng trong hầm mỏ, hẳn chôn giấu một cái bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Cái gì, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, ngươi chắc chắn, nghe vậy, không ra nơi liệu. Coi như là vậy Thanh Xà lão nhân cũng không nhịn được già nua con ngươi hung hăng rụt một cái, rồi sau đó sắc mặt cùng giọng cũng đổi được vô cùng ngưng túc, cùng ngưng trọng. Lấy hắn tầng thứ và thân phận, đương nhiên biết rõ, Hắc Huyền mỏ đồng mạch cùng Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng đại biểu hàm nghĩa, nhưng là chân chân chánh chánh, khác nhau trời vực à. Nếu không ngươi cảm thấy ta tại sao phải bí quá hóa liều, cùng vậy Vân Long Sơn khuấy chung một chỗ. Uổng công để cho các người nghi kỵ. Lời đều đã nói, Hồng Sư đạo nhân vậy cảm giác không sao, nhìn một cái sắc mặt vẫn còn ở chấn động cùng kích động chính giữa Thanh Xà lão nhân, lắc đầu một cái, bình thản nói. Sở dĩ sẽ bình thản, đó là bởi vì là hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, chỉ sợ cũng muốn cùng hắn Hồng Sư đạo nhân, cùng hắn Hồng Sư động, nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Loại cảm thụ đó, phức tạp đến thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Vân Long Sơn người, biết chuyện này sao? Lần này, Thanh Xà lão nhân vậy không có quan tâm Hồng Sư đạo nhân giọng, nhìn hắn, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng hỏi. Dĩ nhiên không biết, ta mặc dù bị vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch làm đầu óc mê muội, nhưng là, ta Hồng Sư vậy vẫn là, không như vậy ngu. Hồng Sư đạo nhân nhàn nhạt nói. Phải không? Nghe được Hồng Sư đạo nhân lúc này khẳng định như vậy được câu trả lời, vậy Thanh Xà lão nhân trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, một cái Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, coi như là bỏ túi, có thể chế tạo ra giá trị sợ rằng cũng có thể đem bọn họ Tử Viêm cung hơn nửa mua lại. Như vậy một khoản thiên tài tài sản, bọn họ Tử Viêm cung, sao có thể nguyện ý chắp tay nhường nhịn. Tương ứng, nếu là vậy Vân Long Sơn đã biết chuyện này, lại làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ. Mặc cho bọn họ Tử Viêm cung bằng bạch đạt được vậy cái bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Cho nên, cuối cùng vẫn là thật may à. Thanh Xà sứ giả đại nhân, xem ra ngươi bây giờ cũng xem trọng vậy cái Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Nhưng vào lúc này, vậy Hồng Sư đạo nhân lại đột nhiên giễu cợt vậy mở miệng nói. Nghe vậy, nghe được Hồng Sư đạo nhân trong lời nói vậy giễu cợt, Thanh Xà lão nhân khẽ nhíu chân mày, lạnh lùng nói cái này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực. Đều là ta Tử Viêm cung địa bàn. Huống chi, các người Hồng Sư động,
còn có Vậy Minh Thần Động, cũng vẫn chỉ là chúng ta Tử Viêm Cung chi nhánh, cho nên Vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch thuộc về chúng ta Tử Viêm Cung, có vấn đề gì? Ta bây giờ là không vấn đề gì, nhưng mà, Minh Thần Động bên kia, Vậy Thương Khôn Lão Nhi sẽ đáp ứng không? Nghe vậy, Hồng Sư Đạo Nhân sắc mặt như cũ giễu cợt, nhưng ngay sau đó, hắn sắc mặt kia nhưng hung hăng run lên, trong ánh mắt không kềm hãm được hiện lên hiện ra vẻ dữ tợn, cắn răng nói. Nếu không phải bởi vì là Vậy Thương Khôn Lão Nhi, hắn lần này kế hoạch, lại làm sao có thể sẽ thất bại? Bọn họ Hồng Sư Động, làm sao sẽ tổn thất thảm như vậy nặng, bốn đại hộ pháp trưởng lão, trừ La Quyền, ba người khác toàn bộ chết sạch sẽ, một cái không còn lại. Đây đối với bọn họ Hồng Sư Động căn cơ mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, mà cái loại đó tổn thất, chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút cũng đủ để làm hắn ngay tức thì không nhịn được điên cuồng. Trong lòng giống như là đang bị lửa đốt như nhau. Thương Khôn, nghe được cái tên này, coi như là Thanh Xà lão nhân bực này Tử Viêm Cung luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới tuần tra quỷ khiến cho, cũng là không nhịn được diễn cảm có chút ngưng nhiên liền mấy phần, trong lòng cảm giác được nặng nề áp lực. Không có biện pháp, càng đến bọn họ loại này đến nước, thì càng rõ ràng đảo Thương Lam Vậy hai cái quái vật, là có lợi hại dường nào. Nếu không phải bởi vì là hai tên kia cộng lại, liền cung chủ bọn họ tùy ý một người ra tay, đều không cách nào làm sao. Vậy đảo Thương Lam lại tại sao sẽ ở bọn họ mí mắt phía dưới ung dung tự tại lâu như vậy? Đặt mình vào ở bọn họ điều khiển bên ngoài. Nói cho cùng, sẽ chả là bởi vì là thật lực à. Đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình hai tên kia. Không khỏi không thừa nhận, quả thật so hắn Thanh Xà lợi hại hơn. Thậm chí coi như là bọn họ Tử Viêm Cung tuần tra quỷ khiến cho trong đội ngũ này, vậy tựa hồ, không có người nào có thể cùng bọn họ cũng giá tể khu. Chớ đừng nói gì áp chế. Bất quá, coi như là bọn họ tuần tra quỷ khiến cho không áp chế nổi, nhưng cũng đừng quên, bọn họ Tử Viêm Cung nhưng mà còn có ba vị trúc cơ chân nhân cảnh cung chủ. Không đáp ứng, có bản lãnh nói. Những lời này để cho hắn tự mình đi cho ba vị cung chủ đại nhân nói đi. Dù sao chỉ cần đem tin tức này truyền về đi, ta coi như là lập được công lớn, còn như những thứ khác, ha ha, cùng ta có quan hệ thế nào? Đi theo liền gặp Vậy Thanh Xà lão nhân ha ha cười lạnh, nói. Nghe vậy, Vậy Hồng Sư đạo nhân hơi ngẩn ra, rồi sau đó im lặng đứng lên. Vèo. Nhưng sau đó, một đạo lăng liệt sát cơ lạnh như băng lại đột nhiên đem hắn phong tỏa. Cực kỳ kinh khủng. Thanh Xà sứ giả đại nhân, người đây là ý gì? Cảm nhận được vậy lạnh thấu xương sát cơ lạnh như băng, Hồng Sư đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu quát to. Vèo. Phốc suy phốc suy phốc. Âm 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 âm. Chỉ tiếc, ngay tại hắn phản ứng lại ngay tức thì, vậy hiện đầy cả tòa đại điện hắc phụ, cũng đã đem hắn cả người, đúng cổ thân thể cũng đã là hoàn toàn cuộn sạch, bao phủ lại. Tràn đầy nồng đậm ý định giết người, linh quang phun trào, kịch liệt vô cùng. Khặc khặc, có ý gì? Nói cũng hỏi xong, người cảm thấy người bây giờ lưu lại còn có cái gì dùng? Vậy Thanh Xà lão nhân khặc khặc cười một tiếng, vung hai tay lên, hai món âm u hàn mang liền xuất hiện ở hắn hai tay bàn tay bên bờ. Thổi phù một tiếng, làm tia sáng kia nổ tung sau đó, chính là có hai món giống như là xà hình vậy lưỡi dao sắc bén, xuất hiện. Nguyên lai. Đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định muốn cho Hồng Sư đạo nhân sống sót. Hống. Ầm ầm long. Thanh Xà, người chớ quá mức, người thật lấy là người đem ta ăn chắc. Từ vậy Hồng Sư động dân số trong bộc phát ra lau một cái lạnh thấu xương điên cuồng hét lên, hai mắt đỏ như máu, nhìn đối phương, cả người có một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng ở chấn động. Trừng mắt hại người. Phải biết, hắn Hồng Sư đạo nhân coi như là giàu gì. Nhưng nếu là có yêu thú cấp 2 hậu kỳ cảnh giới hổ yêu, so cùng cảnh giới luyện khí tầng 9 cường giả cũng mạnh hơn một ít. Cho nên, coi như là vậy Thanh Xà lão nhân có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi, cũng không gặp được liền thật so hắn lợi hại nhiều ít. Ha ha, xem ra người đem ta làm là cái loại đó thông thường luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Có thể vậy Thanh Xà lão nhân nghe vậy thấy vậy, khặc khặc cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cường đại vừa kinh khủng hơi thở như trời như biển. Ở âm lãnh kia trong đại điện phóng thích. Cuồn cuộn dũng động hắc phụ chính giữa, vậy Thanh Xà lão nhân yêu dị đếm cạnh con ngươi tản ra đùa cợt vậy ánh sáng lạnh lẽo, phảng phất là u quang vậy, tê tê, tê tê tê. Vậy trong hắc phụ dần dần hiện ra rắn đế khiếu thanh âm, làm ra đầu tê dại. Mà ở đó rắn đế tiếng huýt sáo,
cùng với hắc vụ cuồn cuộn phun trào dưới, vậy nguyên bản Hồng Sư đạo nhân cả người cuồng bạo ánh nắng đỏ rực yêu quang, hiện vào lúc này, vậy dần dần trở nên có chút yếu ớt. Ngọn lửa tản đi, bị vậy bóng tối bao phủ lại hết thảy. Liên liên ở đó trong hắc vụ cực kỳ lạnh thấu xương giữ tợn gào thét, vậy lộ vẻ được mờ mịt cực kỳ, có cũng được không có cũng được, không truyền ra đi. Thanh xà lão nhân bọc ở đó hắc vụ chính giữa, khặc khặc co rúm khóe miệng, lẩm bẩm nói, quả nhiên à, vẫn là trận pháp này có chỗ dùng, bất quá, ngươi thật lấy là ta và ngươi dây dưa nói nhảm lâu như vậy, chính là vì tùy tiện hỏi điểm loại chuyện đó sao? Coi như là đi tùy tiện điều tra một chút, vậy so từ trong miệng ngươi nghe được phải rõ ràng nhiều. Chẳng qua là, thật không nghĩ tới, vậy hắc huyền đồng trong hầm mỏ, lại còn sẽ chôn giấu một tòa bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, xem ra, ta được lập tức trở về một chuyến. Đây chính là công lớn à. Vậy thanh xà lão nhân lời nói trong cất giấu nồng nặc kích động, lầm bầm, cuối cùng đi đôi với vậy lăn chuyển động hắc vụ lại trực tiếp là biến mất. Từ vậy lạnh như băng trong đại điện biến mất vô ảnh vô tung. Mà vậy nguyên bản lõm sâu ở hắc vụ chính giữa, dư tận gầm thét, không cách nào tự kiềm chế Hồng Sư đạo nhân, lúc này cũng đã hoàn toàn ngậm miệng, ngã nằm dưới đất lên, hoặc là phải nói là đều nín thở. Duy có một đạo ác độc cười nhạt lẩm bẩm thanh, ở đó trong xó xỉnh, vượt phiêu càng xa, càng ngày càng yếu. Các người Hồng Sư Động không phải đã đến nhờ cậy nhan chân phái. Vậy đã như vậy, Hồng Sư ngươi chết, hẳn so còn sống càng có chỗ dùng một ít chứ. Ha ha, ha ha ha, khặc khặc. Mấy ngày sau đó, Hồng Sư Động trên dưới một mảnh kịch chấn. Bởi vì là, rốt cuộc có người ở đó trong đại điện phát hiện Hồng Sư đạo nhân thi thể. Bộ phận thối giữa, hoàn toàn lạnh như băng. Sau đó, tin tức truyền ra, toàn bộ chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong trực tiếp là nhấc lên động đất. Luyện khí cảnh giới, phân là một tới cửu trọng là nhất đỉnh cấp, cũng bị gọi là siêu phàm cảnh. Siêu phàm, danh như ý nghĩa, rất hiển nhiên là đại biểu đã đứng ở tầng thứ này trong tột cùng nhất trình độ, tựa như cùng vậy Thương Khôn, vậy Lam Kình. Thanh xà lão nhân cũng giống như vậy, bất quá. Hắn quả thật luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu phàm, mà Thương Khôn, Lam Kình hai người, nhưng là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp siêu phàm. Cùng cảnh giới dưới loài người cùng yêu tộc, không thể nghi ngờ là người sau sức chiến đấu mạnh hơn. Ít nhất ở cấp 4 yêu vương cảnh giới dưới, sẽ là như vậy. Cho nên vậy thanh xà lão nhân mới có thể từ thừa nhận không bằng Thương Khôn, nhưng mà vậy Hồng Sư đạo nhân, nhưng cũng rất hiển nhiên không phải là địch thủ của hắn. Bởi vì là ít nhất siêu phàm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mấy chữ này, vẫn có thể đại biểu một ít phân lượng. Có thể chứng minh chút sự việc. Bất quá, làm vậy Hồng Sư đạo nhân thi thể bị người tìm được sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc khu vực, đều có chút lâm vào mất khống chế sôi trào chính giữa. Bởi vì là, bỏ mặc nói thế nào? Coi như là vậy Hồng Sư đạo nhân không địch lại luyện khí tầng 9 đỉnh cấp thanh xà lão nhân, có thể hắn thực lực cùng với địa vị, vẫn còn là ở đất đai này lên ít có người có thể đuổi kịp. Ít nhất vậy Hồng Sư động lỗ lớn chủ danh hiệu, cũng không phải là gọi không. Không chút thực lực, có thể ngồi đến cái loại đó vị trí mặt sao. Nằm mơ còn thiếu không độ, nhưng là bây giờ. Nhưng là bây giờ vậy Hồng Sư đạo nhân nhưng chết, hơn nữa còn là chết ở Hồng Sư động bọn họ nhà mình trong cung điện mặt. Này thì tin tức vừa ra, lập tức dẫn phát một mảng lớn xôn xao, giống như là động đất vậy. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, nào đó tòa nhân yêu các tộc thường thường tụ tập vách núi nơi tụ tập bên trong. Ở nơi tụ tập bên trong một tòa nhà hàng chính giữa, hôm nay đang kéo dài vậy tràn ngập toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực bốc lửa đề tài. Tất cả mọi người đều ở nhiệt nghị đồ, chính là vậy Hồng Sư đạo nhân chết. Ngoan ngoãn, Hồng Sư đạo nhân lại có thể chết. Ta nghe nói lấy hắn thực lực, chỉ sợ cũng coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, cũng không gặp được có thể đè qua hắn, nhưng bây giờ. Chẳng lẽ là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ? Làm sao có thể, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đó là thân phận bực nào địa vị? Làm sao có thể sẽ đích thân ra tay, làm loại này hạng thấp kém chuyện? Không phải nghe trước khi nói minh thần động trận chiến ấy, đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân hiện thân. Ý ngươi là nói, Hồng Sư đạo nhân là bị đảo Thương Lam Thương Khôn đạo nhân bí mật thủ tiêu, nếu là hắn mà nói, hình như là có loại năng lực này và có thể. Dẫu sao, trước trận chiến ấy, Vân Long Sơn Chu Long,
Lạc Bàng, Tần Liệt Phong các người đều chết hết, cũng chỉ có hắn một người thành công cởi xuống. Nói như vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân thật đúng là khủng bố à. Cùng là yêu thú cấp 2 hậu kỳ, coi như là cảnh giới tu vi hoi kém điểm, có thể hắn giết Hồng Sư đạo nhân, nhưng thật giống như tàn sát heo chó vậy, nói giết liền giết, hơn nữa còn là ở Hồng Sư động đại bản doanh ổ trong. Nếu không thì sao, nếu không ngươi lấy là ban đầu Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi thời điểm, Thương Khôn đạo nhân là làm sao từ trong tay đối phương mặt chạy trốn. Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân, đây chính là chân chân chính chính trúc cơ chân nhân cảnh cường giả à. Có thể coi là như vậy, hắn vậy vẫn là không có đem Thương Khôn đạo nhân giết chết. Còn nữa, ta nghe nói, vậy Hồng Sư Động hai động chủ thật giống như tìm được thiên đại núi dựa. Bị thành u lang nào đó vị đại nhân vật thu vì thú cưỡi. Hình như là có chuyện như vậy. Hơn nữa ta nghe nói, vị đại nhân vật kia, là thành u lang nhan chân phái nhan chân thất tử trong màn đêm đại nhân thân tử, Dạ Thanh đại nhân. T. Nhan chân thất tử màn đêm đại nhân nhi tử, Dạ Thanh. Ví dụ như loại này cãi vả không ngừng vang lên, thậm chí những tin tức này còn bởi vì là tựa hồ càng ngày càng hướng gió không thoải mái, bị Minh Thần Động thám tử cửa nhận ra được, truyền trở lại Minh Thần Động trong. Minh Thần Động nào đó tòa bên trong thư phòng, Trần Phi ngồi ở một cây ngàn năm cây mây trên ghế gỗ mặt, bình thản nghe bàn đọc sách người trước mặt bẩm báo, mặt không cảm giác, nhưng lại thỉnh thoảng, cặp mắt kia có sắc bén tinh mang đang lấp lánh. Mà ở bên người hắn, thư phòng tả hữu phương hướng hai bên, còn có Thương Khôn, Lam Kình, Thiết Nhất Đẳng người đang làm, có thể hắn lúc này cửa, nhưng có chút cau mày. Nguyên bản tám đại thiết vệ là bị hắn điều đi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, chẳng qua là tạm thời Trần Phi đột nhiên nghĩ đến có chút thời gian, liền lại đem thiết đưa một cái điều trở về. Tính toán một chút thời gian, nửa năm thật giống như liền đến nhanh. Một lát sau, vậy tới bẩm báo người nói xong, Trần Phi khẽ gật đầu, cười nói, được rồi, biết, người đi ra ngoài trước đi. Động chủ đại nhân, thuộc hạ cáo lui, người nọ không chút do dự, từ thư phòng cửa lui ra ngoài. Đến khi vậy báo cáo người lui ra ngoài sau đó, vậy thiết một lập tức đứng lên, có chút sắc mặt khẩn trương thấp giọng nói, chủ nhân, theo người chúng ta theo như lời, hôm nay toàn bộ Ưng Giản Hạp Cánh Bắc bên trong khu vực đều ở đây đồn đãi chuyện này, Hồng Sư đạo nhân chết, là cùng chúng ta Minh Thần Động có liên quan. Cái này có phải hay không có chút không đúng lắm? Hẳn là có người ở quạt gió thổi lửa đi, Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói. Quạt gió thổi lửa, tại sao? Lam Kình lão nhân cau mày, có chút không hiểu nói. Chỉ sợ là có vài người gặp không được chúng ta Minh Thần Động như thế trên dưới đồng tâm, muốn lấy loại này dư luận người thủ đoạn, đem chúng ta đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Đến lúc đó, nhất cử nhất động của chúng ta chỉ sợ sẽ hoàn toàn bại lộ ra. Nói như vậy đứng lên, ngược lại là phiền toái à. Trần Phi híp mắt lắc đầu một cái, thở dài nói. Không sai, bất quá thuộc hạ nhận là, cái này dư luận. Tựa hồ cũng không chỉ là như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân con mắt nhanh tránh, có chút lo âu nói, không biết các người chú ý tới không. Cái này thì viết lời đồn đãi và dư luận trong, trừ cố ý đem chúng ta Minh Thần Động đẩy lên đầu gió đỉnh sóng, còn có một loại hướng gió, chính là ở chỉ vậy Hồng Sư Động bối cảnh núi dựa. Bối cảnh núi dựa, thiết vừa nghe nói ngẩn ra, chợt đột nhiên sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem, nói Thương Khôn đại nhân ngươi chỉ. Nhưng mà vậy thành u lang nhan chân phái. Nghe được cái này, Trần Phi trong con người cũng là không nhịn được tinh mang chớp mắt. Thì ra là như vậy, còn có vậy nhan chân phái à? Không sai. Vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Hồng Sư đạo nhân chết, coi như không phải chúng ta làm, nhưng bây giờ loại chuyện này, vậy hiểm nghi và nước dơ hơn phân nửa cũng là rửa không sạch. Mà đây hiểm nghi, nếu là truyền đi vậy thành u lang, truyền đến vậy Vân Sư đạo nhân trong tai, sẽ là như thế nào? Tuy nói vậy Vân Sư đạo nhân thực lực bản thân không được, có thể hắn bây giờ, nhưng là vậy nhan chân phái nhan chân thất tử màn đêm đại nhân nhi tử Dạ Thanh thú cưỡi. Đặc thù như vậy thân phận, chỉ sợ cũng coi như là cáo mượn oai hùng, vậy khẳng định vẫn là có không ít người nguyện ý bán hắn mặt mũi này. Đây mới thực sự là làm người ta khó giải quyết địa phương. Thật là vô sỉ. Lam Kình lão nhân nghe hiểu sau đó không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hôm nay hắn đã đem mình coi là đúng rồi Minh Thần Động một thành viên, gặp đối phương như vậy hèn hạ, rõ ràng gài tang vật giá họa cho bọn họ, dĩ nhiên là không nhịn được tức giận không thôi.
Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên khoát tay một cái, cười một tiếng, một mặt không có vấn đề nói, Nhan Chân Phái liền Nhan Chân Phái đi. Đến lúc đó vừa vặn cũng có thể xem vậy cái gọi là Thành U Lang nhân vật lớn, có cái gì bản lãnh. Điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý là hắn vậy thú cưỡi báo thù nói. Chủ nhân, nghe được Trần Phi lời này giọng, lại là thật giống như chuẩn bị cùng vậy Nhan Chân Phái Dạ Thanh chơi liền đi, trước thời hạn giả tưởng là địch nhân, may là Thương Khôn, Lam Kình các người, đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt một chút đổi. Không có sao, ta chỉ là nói chơi. Đến lúc đó rồi hãy nói, ta thích thuận theo tự nhiên. Trần Phi khoát tay một cái, lại đưa mắt nhìn về phía Thiết Một, sắc mặt hơi chăm chú, hỏi Thiết Một, ta để cho ngươi hồi trước khi tới đi làm sự việc, bây giờ thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, Kim Bảo Hiên bên kia đã có tin tức truyền về. Nghe được Trần Phi hỏi tới chuyện này, vậy Thiết Một không chút do dự nói, ta hồi trước khi tới, đi đảo Thương Lam Kim Bảo Hiên đã tìm Lưu Mỗi gia chủ Lưu Chính, hắn nói. Chủ nhân ngươi trước tìm bọn họ làm sự việc, đã cơ bản thỏa đáng. Vị kia họ Quyền luyện đan sư, bây giờ đã đang hướng đảo Thương Lam chạy về. Kim Bảo Hiên, nghe được cái này, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng Lam Kình lão nhân không khỏi tròng mắt hơi nhanh tránh. Vậy đảo Thương Lam nhưng mà hai người bọn họ địa bàn, vậy Kim Bảo Hiên lưu ra, lại là phụ thuộc vào ở dưới quyền bọn họ thế lực, dĩ nhiên không xa lạ gì. Bất quá bọn họ bây giờ chẳng qua là hơi sững sờ. Liền vậy không nói gì nữa. Ngược lại, bọn họ còn thật là tò mò, Thiết Một hớp ở giữa vị kia họ Quyền luyện đan sư, hẳn là quyền chân nhất chứ. Trần Phi tìm quyền chân nhất, làm chuyện gì tình? Hẳn trở về, vậy thì thật là tốt, nói chưa nói còn cần cùng thời gian bao lâu. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt vui mừng, ở Thương Khôn, Lam Kình hai người hơi có chút ánh mắt kinh dị trong, lại có chút kích động nói. Ở bọn họ trong ấn tượng, Trần Phi, thật giống như cũng không phải là như vậy dễ dàng kích động người, nhưng bây giờ. Bất quá bọn họ nếu là biết Trần Phi kế hoạch, liền chắc chắn sẽ không lại ngoài ý muốn. Bởi vì là, Trần Phi tìm quyền chân nhất làm sự việc, đây chính là đang đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chú ý. Cái này nếu có thể thành công, vậy thì tương đương với có thể rẽ tới mấy cái trúc cơ chân nhân cường giả cho bọn họ minh thần động làm côn đồ. Người nói, loại chuyện này, có thể không kích động. Vậy Lưu gia tộc dài Lưu Chính nói, nhiều nhất còn nửa tháng, bọn họ hẳn sẽ đến đảo Thương Lam. Thiết Một trả lời khẳng định nói. Nửa tháng, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nghiêm sắc mặt, nói Thương Khôn, Lam Kình, hai người cùng ta đi đảo Thương Lam một chuyến. Chủ nhân, vậy Thương Khôn, Lam Kình nhìn nhau một cái, không chút do dự gật đầu nói. Cùng lúc đó, khoảng cách Minh Thần Động ngoài mấy ngàn dặm nào đó tòa hùng vĩ núi to trên. Người khoác trường bào thanh xà lão nhân xuất hiện cái này, ở một tòa hùng vĩ, cung điện to lớn cửa dừng bước. Đi bẩm báo ba vị cung chủ đại nhân, liền nói ta thanh xà, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Thanh xà lão nhân hất tay một cái, đem trong tay tuần tra quỷ sai khiến bài vứt cho canh giữ ở cửa đại điện kim giáp uy vũ vệ binh. Những thứ này kim giáp uy vũ vệ binh từng cái khí thế bất phàm, ánh mắt sắc bén, cả người linh quang cuồn cuộn. Lại toàn cũng có luyện khí tầng 8 cảnh giới trở lên tu vi. Nhưng ở cái này giữ cửa. Đây là, vậy kim giáp uy vũ vệ binh người cầm đầu nguyên bản cũng không nhận ra thanh xà lão nhân, nhưng ở thấy vậy tuần tra quỷ sai khiến bài sau đó, con người có giúp một cái, sắc mặt ngay tức thì liền biến. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng thanh xà lão nhân cung kính nói, thanh xà đại nhân, xin sau. Dứt lời, liền gặp hắn xoay người nhanh chóng bước vào vậy trong đại điện. Một lát sau, một đạo hơi trước nghi ngờ xù xì thanh âm liền từ vậy trong đại điện ầm ầm long truyền ra. Thanh xà, là ngươi trở về, vào đi. Nhị cung chủ, thanh xà lão nhân cung kính trả lời, bước vào vậy trong đại điện. Một lát sau, ở đó hùng vĩ, cung điện khổng lồ chỗ sâu, thanh xà lão nhân gặp được ba chiếc cao ngồi ở bảo vị lên chàng trai. Bọn họ, cả người tự nhiên bộc lộ ra ngoài hơi thở, vô cùng là khủng bố. Lại cùng luyện khí cảnh còn khác hẳn mà thôi. Như vậy, cũng chỉ có một đáp án, đó chính là cái này ba cái ngồi cao ở bảo vị phía trên chàng trai, đều là trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Trúc cơ chân nhân cảnh à? Thuộc hạ thanh xà, gặp qua ba vị cung chủ, ở thấy vậy ba chiếc cao ngồi ở bảo vị phía trên chàng trai sau đó, thanh xà lão nhân không chút do dự, quỳ một chân trên đất, nói.
chỉ gặp ở hắn đang phía trước cao ngồi vậy ba người, mỗi một người hắn đều cơ hồ vô cùng quen thuộc. Từ bên trái trong tương lai, vị thứ nhất là một vị tóc mai ông già, dung mạo nhìn như cũng không bắt mắt, nhưng mà hắn cặp mắt kia, nhưng cho người cảm giác vô cùng là kiềm chế và chèn ép. Thậm chí, coi như là lấy Thanh Xà lão nhân như vậy siêu phàm luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu vi, bây giờ bị đối phương như vậy nhìn chăm chú, cũng là cảm giác hai bờ vai phảng phất có ngọn núi như nhau, áp lực to lớn. Mà người này không phải người khác, chính là cái này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực trên vùng đất, tiếng tăm lừng lẫy Tử Viêm cung đại cung chủ, trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả. Nghiêm Túc Côn và những thứ khác phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bất đồng. Cái này Nghiêm Túc Côn có thể ngồi lên Tử Viêm cung đại cung chủ vị, dựa vào không phải lý lịch, mà là thực lực. Người này sớm ở 30 năm trước, cũng đã bước vào trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tầng thứ tột cùng. Hôm nay 30 năm trôi qua, coi như hắn vẫn là chưa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời, nhưng mà, vậy khoảng cách, sợ rằng thật cũng chỉ có nửa bước xa chứ. Mà vậy từ bên trái đi bên phải đếm, vị trí thứ hai, ăn mặc hắc bào, tóc bạc mặt hồng hào, có thể vậy hỏng bét loạn tóc trong không ngờ trống lên một đôi sừng trâu, vô cùng là rõ ràng. Hiển nhiên, cái này vị trí thứ hai cũng không phải là loài người, mà là một vị ngưu yêu thành tinh, tu luyện thành công. Đây là Tử Viêm cung nhị cung chủ, có yêu thú cấp 3 một trọng thiên tu vi, có cái ngộn số, tên là Đồ Sộ Châu. Lâu ngày mọi người liền gọi hắn là Cự Ngưu đạo nhân. Còn như vậy từ bên trái đi bên phải đếm người thứ ba, thì chính là vậy Tử Dương cung mấy năm gần đây mới lên tam cung chủ, mặt đầy người già hạt ban, là một đầu trọc, cũng vẫn là một loài người, tên là Dương Hùng. Cái này ba người, dĩ nhiên là lấy thực lực tới quyết định cung chủ thân phận trước khâu hạng. Như vậy Nghiêm Túc Côn, ở trong ba người thực lực mạnh nhất, chính là đại cung chủ. Mà vậy Dương Hùng, mới vào trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, thực lực yếu nhất, chính là tam cung chủ. Được rồi, đứng lên đi. Tử Viêm cung đại cung chủ Nghiêm Túc Côn nhìn Thanh Xà lão nhân, một mặt rửng rưng, vậy trong mắt nhưng còn có chút rũ, giống như là xuất thần vậy, thật lâu sau đó, mới gặp hắn chậm rãi hỏi, Hồng Sư đạo nhân chết. Là ngươi làm. Đúng vậy. Là ta giết, Thanh Xà lão nhân hơi ngẩn ra, gật đầu nói. Ta nghe nói, vậy Hồng Sư động hai động chủ, hình như là kêu Vân Sư chứ. Không phải là bị vậy Nhan Chân phái màn đêm nhi tử, Dạ Thanh coi trọng, thu là vật để cưỡi sao. Gặp Thanh Xà lão nhân thừa nhận, một bên, vậy Tử Viêm cung tam cung chủ Dương Hùng nhàn nhạt nói. Không sai, tam cung chủ, là như vậy. Vậy Vân Sư đạo nhân, đúng là bị Nhan Chân phái Dạ Thanh coi trọng. Thu là thú cưỡi. Thanh Xà lão nhân giống vậy lại gật đầu một cái, nói. Vậy ngươi kết quả tại sao phải giết hắn? Chuyện này nếu là Nhan Chân phái bên kia thật truy cứu tới, chúng ta cái này, cũng có chút khó mà nói à. Tử Viêm cung nhị cung chủ Cự Ngưu đạo nhân hiển nhiên không nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng không nói nhảm, trực tiếp là mặt đầy nghi ngờ hỏi. Hồi bẩm ba vị cung chủ đại nhân, thuộc hạ làm như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Bất quá lần này thuộc hạ đúng là có chút lỗ máng, xin ba vị cung chủ tha tội. Vậy Thanh Xà lão nhân lập tức cúi đầu, nói. Được rồi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy Nghiêm Túc Côn phất phất tay, đứng dậy chậm rãi nói. Là như vậy, ta từ vậy Hồng Sư đạo nhân trong miệng biết được, ở đó Minh Thần Động Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, tựa hồ còn chôn giấu một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Thanh Xà lão nhân lần này vậy rốt cuộc không do dự nữa. Nói thẳng đứng lên. Cái gì, Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, người chắc chắn. Thanh Xà lão nhân lời vừa nói ra, coi như là vậy ba vị Tử Viêm cung cung chủ đều có chút ngây ngẩn. Vậy tam cung chủ Dương Hùng trực tiếp là đứng dậy diễn cảm nghiêm túc và kích động nói. Làm trò đùa, một tòa bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch đó là cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là đem bọn họ hơn nửa Tử Viêm cung mua lại, cũng đủ. Mà bây giờ... Hồi bẩm ba vị cung chủ đại nhân, thuộc hạ chắc chắn. Vậy Thanh Xà lão nhân không chút do dự gật đầu một cái, nói, khi biết chuyện này sau đó, ta lại len lén đi trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng động chỗ sâu dò xét một chút, quả thật, phát hiện có đại quy mô Hắc Huyền đồng tinh quặng mỏ tung tích. Bót! Vậy nhị cung chủ Cự Ngưu đạo nhân trực tiếp một quạt lá lớn bàn tay xếp hạng cái ghế trên tay vịn, đem vậy tay vịn đập trực tiếp nổ tung, hóa là bột. Sau đó liền gặp một mặt vô cùng kích động nói, lão đại, lão tam, đây chính là thiên đại đại hỷ sự.
Một tòa bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, chìa khóa có thể đem hoàn toàn khai thác ra, chúng ta đã có thể phát tài rồi. Không sai, vừa vặn ta trong tay cái này chó sói Vân Côn từ lần trước đại chiến sau đó, bị tổn thương lợi hại, lại khá tốt giống như không khôi phục được. Nếu là có cái này bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, đem khai thác ra, trực tiếp là ngoài ra mua thêm một kiện thượng phẩm pháp khí, cũng không thành bất kỳ vấn đề. Vậy Tam Cung chủ Dương Hùng cũng có chút kích động, nói. Tu hành, nói cho cùng, thật ra thì cũng có chút coi như là một kiện, đốt tiền, xa xỉ vận động. Cho nên chớ nhìn bọn họ ba cái mặc dù nhìn như tám mặt uy phong, địa vị là Tử Viêm Cung ba đại cung chủ, thân phận tôn quý bất phàm, có thể trên thực tế, khá vậy vẫn là bởi vì là gia đại nghiệp đại, trong tay vậy mấy vóc dáng mà, ăn xiết không được. Nếu không, lấy hắn Dương Hùng đường đường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tu vi, Tử Viêm Cung tam cung chủ, lại sao có thể còn biết đang dùng một kiện mau báo phế thượng phẩm pháp khí. Nói cho cùng, vẫn là nghèo, không linh thạch, nhưng bây giờ nhưng không giống nhau. Một tòa bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch, đó là cái gì khái niệm? Hơi nói xuôi được quen thuộc dễ hiểu một chút, đó chính là linh thạch, trắng loà linh thạch, núi nhỏ nhiều như vậy trắng loà linh thạch mà loại tràng cảnh đó, chỉ là để cho người tùy tiện suy nghĩ một chút, thì hoàn toàn là nhiệt huyết sôi trào à. Bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch à, không nghĩ tới vậy Minh Thần Động Sơn cùng Thủy Tận, lại có thể, chờ một chút. Minh Thần Động. Vậy đại cung chủ nghiêm túc côn vốn là vậy vẫn là có chút kích động, nhưng mà, làm hắn tỉnh hồn dậy thanh xà lão nhân trong giọng nói cái đó danh từ sau đó, lại đột nhiên ngây ngẩn, rồi sau đó chân mày hung hăng nhíu lại. Thanh xà, người nói thế nào Minh Thần Động, có phải hay không trước chúng ta Tử Viêm Cung dưới quyền Kim Thiềm Động? Bây giờ không biết bị người nào cho chiếm đi, tin đồn, vậy người giật dây là Đảo Thương Lam Thương Khôn và Lam Kình. Sau đó liền gặp hắn há mồm hỏi. Thương Khôn và Lam Kình, nghe được hai cái danh tự này, coi như là vậy cự ngưu đạo nhân cùng với Dương Hùng, cũng chân mày cao lại. Đúng vậy, mà nghe được nghiêm túc côn hỏi, vậy thanh xà lão nhân lập tức gật đầu một cái, nói, đúng vậy, đại cung chủ. Trước Hồng Sư đạo nhân liên hiệp Vân Long Sơn tấn công Minh Thần Động, kết quả trực tiếp là đem vậy Thương Khôn đạo nhân cho dẫn đi ra, Vân Long Sơn bên kia dẫn đầu mấy cái toàn bị giết. Vậy nói như vậy. Là vậy Thương Khôn và Lam Kình sớm liền phát hiện, chôn giấu ở Kim Thiềm Động hắc huyền mỏ đồng động trong tòa kia hắc huyền đồng tinh quáng mạch, cho nên mới âm thầm ra tay, đem vậy Kim Thiềm Động âm thầm chiếm làm của mình, muốn trộm trộm đem vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch cho khai thác. Nghe được thanh xà lão nhân mà nói, vậy nghiêm túc côn chân mày nếp nhăn được sâu hơn, phân tích nói. Cái gì, len lén đem vậy hắc huyền mỏ đồng mạch khai thác hết. Vậy Thương Khôn, Lam Kình thật là to gan. Cái này hắc huyền đồng tinh quáng mạch nhưng mà chúng ta Tử Viêm Cung. Lão đại, còn đứng ngây ở đó làm gì? Chúng ta bây giờ còn không nhanh lên lướt đi vậy Minh Thần Động, đem vậy hắc huyền đồng tinh quáng mạch đoạt trở lại. Vậy nhị cung chủ cự ngưu đạo nhân vừa nghe ý của lời này, tới tay con vịt lại mau bị người đánh cắp, tất phải làm được. Lập tức nhảy cỡn lên, ầm ầm giống to. Muốn giết đi Minh Thần Động, đoạt lại, thuộc về bọn họ hắc huyền đồng tinh quáng mạch. Làm trò đùa. Cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực tất cả địa bàn đều là bọn họ Tử Viêm Cung. Cái này hắc huyền đồng tinh quáng mạch, chạy thế nào được? Trước gấp cái gì, tuy nói là bỏ túi quặng mỏ, có thể đồ chơi kia, cũng không khả năng là một sớm một chiều là có thể toàn bộ khai thác xong. Gấp cái gì, mà vậy Tam Công Chúa Dương Hùng lại đột nhiên giọng có chút hổn hển nói. Nghe vậy, vậy cự ngưu đạo nhân tự nhiên có chút sững sờ, không nghĩ tới Dương Hùng thành tựu Tam Công Chủ. Lại dám hống hắn cái này nhị cung chủ. Cái này có phải hay không có chút quá không phân rõ trạng huống. Lại dám la ta. Đại cung chủ, ta nhớ được vậy Thương Khôn và Lam Kình, nhưng mà lấy được hắc phong hạp lão kia yêu mời chào và xem trọng. Chẳng lẽ là, có thể vậy Tam cung chủ Dương Hùng lại không có để ý hắn, mà là sắc mặt vô cùng là âm nặng, hướng vậy đại cung chủ nghiêm túc côn trang nghiêm nói. Hắc phong hạp lão kia yêu, nghe được cái này sáu chữ. Vậy nhị cung chủ cự ngưu đạo nhân nhất thời mặt liền biến sắc, bị sợ được thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Vậy lão yêu quái trước là cố ý mời chào Thương Khôn và Lam Kình, bất quá, hai người bọn họ thật giống như không có đáp ứng. Hơn nữa, lấy vậy lão yêu quái thân phận, tựa hồ cũng không gặp được có thể để ý như thế một tòa xa ở ngoài ngàn dặm hắc huyền đồng tinh quáng mạch chứ. Vậy nghiêm túc côn tự lẩm bẩm,
sắc mặt theo bản năng lộ vẻ được vô cùng là kiêng kỵ. Lấy thành U Lang làm trụ cột, chung quanh bốn phương tám hướng, hơn trăm ngàn dặm bên trong khu vực, giống như bọn họ Ưng Giản Hạp địa phương như vậy, ít nhất có 30-40 cái. Mà vậy Hắc Phong Hạp, chính là cái này 30-40 cái thành U Lang ra bên trong khu vực, thực lực tổng hợp hạng, ít nhất là ở phía trước năm mạnh khu vực lớn. Mà bọn họ Ưng Giản Hạp, coi như là toàn bộ cộng lại, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng trước 20. Như vậy có thể gặp, chênh lệch dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, và bọn họ Ưng Giản Hạp chia 5 xẻ 7, chư hầu xưng bá cục diện bất đồng chính là, vậy Hắc Phong Hạp, cũng chỉ có một nhà độc quyền thế lực, tên chữ chính là Hắc Phong Hạp. Mà bọn họ trước trong miệng yêu quái kia, chính là vậy Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm đầu lĩnh. Một đầu có viễn cổ hung thú, phách thiên ma viên, huyết mạch khỉ yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp. Mà bọn họ Tử Viêm Cung, lợi hại nhất, cũng chính là Nghiêm Túc Côn, nhưng cũng mới trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp, cùng trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp. Đây hoàn toàn không phải một tầng thứ được không? Cho nên nếu như chuyện này, vậy Thương Khôn, Lam Kình sau lưng thật có bên kia người chỗ dựa. Bọn họ ba cái trong lòng coi như là lại nín thở, lại không phục, chỉ sợ cũng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn nắm lỗ mũi bị. Bọn họ không dám cùng vậy Hắc Phong Hạp xích mích. Nhưng nếu là, để cho bọn họ bây giờ dựa vào đoán, liền sợ đến đem vậy giá trị liên thành Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch chắp tay nhường nhịn đi ra ngoài, điều này hiển nhiên hơn nữa không thực tế. Đại Cung Chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy Tam Cung Chủ Dương Hùng không nghĩ tới biện pháp. Chỉ có thể một mặt phiền muộn nhìn Nghiêm Túc Côn, hỏi. Tuy nói trong lòng của hắn cực sợ vậy Hắc Phong Hạp, nhưng nếu là, sẽ để cho hắn như thế buông tha một tòa kim sơn, hắn hay là làm không tới. Có thể coi là hắn hỏi như vậy, vậy Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn lúc này cũng là chân mày sâu nếp nhăn. Không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên là giá trị liên thành bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, một bên là bọn họ Tử Viêm Cung căn bản là không chọc nổi Hắc Phong Hạp. Người để cho hắn chọn, hắn làm sao chọn? Không phải, ta, mà vậy Cự Ngưu đạo nhân lúc này mặc dù cuống cuồng gần chết, có thể hắn vậy vẫn là không có dám nữa nói nhảm nhiều. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, hắn đầu này, không linh quang, cho nên lúc này hắn không quấy rối coi như là hỗ trợ. Ba vị cung chủ đại nhân, thuộc hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Nhưng vào lúc này, vậy Thanh Xà lão nhân đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Nói, vậy Nghiêm Túc Côn nghe vậy trong ánh mắt tinh mang chớp mắt, không chút do dự nói. Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch là thượng hạng vật liệu luyện khí, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí. Cho nên không cần nói là đã hình thành kích thước bỏ túi quặng mỏ, coi như là có một chút phần nhỏ, vậy tuyệt đối là giá trị liên thành, giá trị vạn kim. Cho nên loại vật này, nếu là thật chắp tay nhường cho những người khác, thì tương đương với là đem một tòa kim sơn đưa cho người, không việc gì khác biệt. Nhưng mà Thanh Xà lão nhân nói đến đây lại bị Dương Hùng cắt đứt. Chỉ gặp hắn tâm trạng không phải rất tốt, nhìn Thanh Xà lão nhân lạnh lùng nói, người cái này không phải nói nhảm. Người nhận là chúng ta không biết, nhưng bây giờ điểm chính là, nếu như vậy Thương Khôn, Lam Kình sau lưng thật đứng Hắc Phong Hạp bên kia người, nên làm cái gì? Ta đem vậy Hồng Sư đạo nhân giết chết, gài tang vật giá họa cho Minh Thần Động, chính là có phương diện này cân nhắc. Thanh Xà lão nhân cúi đầu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hồng Sư đạo nhân, ngươi nói tiếp, nghe vậy vậy Nghiêm Túc Côn chợt trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Thương Khôn lão nhi lần này đem Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão làm thịt hai cái, còn đem vậy Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu cũng cho làm thịt, tính kết làm tử thù. Ta không tin Ngọc Đàn đạo nhân vật kia sẽ từ bỏ ý đồ. Thanh Xà lão nhân tiếp tục nói. Coi như Ngọc Đàn ma bệnh kia. Sợ rằng liền bọn họ hai người tùy ý một cái cũng không làm gì được, lại làm sao có thể đem người sau lưng bọn họ đưa ra. Dương Hùng cuối cùng là nghe hiểu Thanh Xà lão nhân ý nghĩa, là muốn cầm Vân Long Sơn làm thử giao thạch, đi thử một chút xem Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau đó, rốt cuộc có phải hay không có người. Nhưng vấn đề là, Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân năm xưa bị thương, thân thể lưu lại ám tật, là một ma bệnh. Hắn sức chiến đấu sợ rằng cũng chỉ có tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả 7-8 thành. Loại trình độ này, đừng nói là muốn đem vậy có khả năng tồn tại người giật dây thử đi ra, hơi không cẩn thận,
sợ rằng cũng có thể sẽ trong cống ngầm mặt lật thuyền. Cho nên dưới tình huống này, cầm Vân Long Sơn loại phế vật đó đi thử Thương Khôn và Lam Kình, không phải căn bản cũng không có ý nghĩa sao? Ngọc đàn ma bệnh kia là không đủ, bất quá, nếu là hơn nữa vậy Dạ Thanh đâu? Có thể nhưng vào lúc này, vậy một bên Nghiêm Túc Côn nhưng dần dần trước mắt sáng lên, trên mặt hiện lên cười lạnh nói, vậy Dạ Thanh mặc dù chỉ có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, có thể hắn bên người, cũng không thiếu thiếu trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cao thủ à? Đại cung chủ cơ trí. Thanh xà đạo nhân vỗ liền một câu nịnh bợ, lại tiếp tục mở miệng nói, hạ sách, gửi hy vọng vào vậy Vân Sư đạo nhân. Chỉ cần hắn có thể thuyết phục Dạ Thanh ra tay, là Hồng Sư đạo nhân trả thù, như vậy thì tuyệt đối có thể đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau đó, kết quả có người hay không, cho thử đi ra. Như vậy vậy Dạ Thanh cũng không biết Hắc Huyền Đồng Tinh quặng mỏ sự việc. Uổng công là chúng ta làm đầu thương, một lần hành động hai được. Thượng sách đâu, Tam công chúa Dương Hùng chú ý tới điểm chính, con người chớp mắt, nói. Thượng sách chính là trực tiếp và vậy Dạ Thanh thẳng thắn nói rõ. Chúng ta Tử Viêm cung sợ vậy Hắc Phong Hạp, có thể Dạ Thanh sau lưng Nhan Chân phái cũng không sợ. Thanh xà lão nhân đưa lên một chút tròng mắt, nhàn nhạt tiếp tục nói, bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch cố nhiên chân quý, nhưng đối với Nhan Chân phái cái loại đó, đại hộ nhân gia mà nói, nhưng cũng chính là bình thường thôi, có cũng được không có cũng được, huống chi chúng ta cái này Ưng Giản Hạp cùng vậy thành U Lang chừng xa 70 đến 80 nghìn dặm. Vậy Dạ Thanh coi như là lại thấy thèm, phỏng đoán cũng biết lười được dày vò như vậy chứ. Cứ như vậy nói. Cứ như vậy mà nói, chẳng qua chúng ta liền cắt thịt cho vậy Dạ Thanh một vài chỗ tốt. Chỉ cần cuối cùng Hắc Huyền Đồng Tinh quáng mạch có thể tới tay, vậy hết thảy các thứ này bỏ ra, liền đều đáng giá. Vậy Dương Hùng mượn cớ nói, lộ vẻ được vô cùng là hưng phấn. Trọng yếu hơn chính là như vậy đủ an ổn. Một khi nếu là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai thân người sau thật đứng có Hắc Phong Hạp, đến lúc đó, chẳng qua sẽ để cho bọn họ đi theo Bùi gia đấu đi. Và chúng ta cũng không quan hệ gì, Thanh xà lão nhân đem mấu chốt nhất một chút nói ra. Giống như bọn họ loại thế lực này, nhìn như uy phong bát diệt, trên thực tế nhưng là như đi trên băng, chỉ dám rẻ đặt kẹp ở các thế lực lớn trong phối hợp ăn miếng cơm. Lấy hơi. Cho nên đối với bọn họ loại này thực lực mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ, là an ổn, là an toàn. Những thứ khác, từ nào đó trình độ mà nói chính là thứ yếu. Vậy dứt khoát một không làm hai không nghỉ, đem tin tức này vậy thọt cho Vân Long Sơn bên kia đi. Nếu không, ta sợ Ngọc Đàn ma bệnh kia nhát gan, không dám động tay. Nghiêm Túc Côn cuối cùng vậy đồng ý Thanh xà lão nhân kế hoạch này, âm u tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, vậy Vân Long Sơn trong đại điện lúc này cũng là bao phủ ở một loại vô cùng là đè nén bầu không khí chính giữa. Giống như là trước bão táp tấu, núi lửa phun ra trước tĩnh mịch. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, Vân Long Sơn. Nào đó tòa Vân Trưng Vụ ải vách đá thẳng đứng trong mật thất, Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử mặc một bộ bụi đất màu vàng trường bào, mặt mũi hơi lay động, lộ vẻ được ghen tị dữ tợn. Vậy trong con mắt lại là còn có một loại tên là, tức giận, sắc thái đang vang vọng, ánh mắt máu đỏ. Trưởng giáo. Mà nhưng vào lúc này, một đạo giống vậy tựa hồ hàm chứa cắn răng nghiến lợi hận ý thanh âm ở đại điện này bên trong vang lên. Chỉ gặp vậy Hắc Phong Tử bên tay phải thứ một cái chỗ ngồi phía trên, một người người mặc trường bào màu tím ông cụ đầu chọc đứng lên, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Trưởng giáo, lần này đảo thương Lam xúc sinh kia thật là quá đáng, không chỉ có giết Lạc Bàng, coi như Chu Long, Tần Liệt Phong lại có thể cũng bị hắn toàn bộ làm thịt. Hắn đây quả thực là hoàn toàn không đem chúng ta Vân Long Sơn coi vào đâu. Quá vô cùng gan dạ. Vậy người mặc áo bào tím ông cụ đầu chọc đôi mắt cũng là phơi bày hơi khiếp người màu tím, hơn nữa ở trên người, còn mơ hồ tản ra một loại vô cùng là kinh khủng uy nghiêm cảm. Cơ hồ cùng vậy Hắc Phong Tử trên người khí thế, có chút ngang hàng. Hiển nhiên, cái này áo bào tím ông cụ đầu chọc vậy tuyệt không phải phàm là người. Có thể cùng vậy Hắc Phong Tử như vậy dưới cơn giận dữ khí thế đều có chút ngang hàng. Vậy rõ ràng chứng minh, người này, vậy tối thiểu có luyện khí tầng 9 đỉnh cấp thực lực. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy. Cái này áo bào tím ông cụ đầu chọc tên là trưởng quận đạo nhân, đứng hàng ở đó Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão chóp đỉnh vị. Là hắn trong người mạnh nhất. Hừ, mà nghe được vậy trưởng quận đạo nhân mà nói, Hắc Phong Tử trên gương mặt kia sắc mặt,
âm trầm hơn mấy phần, còn hừ lạnh một tiếng. Vô cùng gan dạ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ, vì bọn họ ba cái, chúng ta Vân Long Sơn liền thật muốn quyết định chủ ý cùng vậy đảo Thương Lam khai chiến? Cũng đừng quên, vậy đảo Thương Lam trừ có Thương Khôn cái này lão thất phu ra, còn có vậy Lam Kình ở à? Hắc Phong Tử một mặt phiền muộn. Tuy nói, lần này Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong chết, làm bọn họ Vân Long Sơn có thể nói là từ trên xuống dưới, hoàn toàn mất hết mặt mũi. Nhưng vấn đề là, coi như vậy, lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ Vân Long Sơn còn thật có thể vì vậy Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, liền cùng vậy đảo Thương Lam khai chiến? Vừa nghĩ tới vậy hai cái lão thất phu sức chiến đấu, Hắc Phong Tử trong nội tâm mặc dù cảm giác bực bội, nhưng mà, thì có thể làm gì? Dẫu sao phải biết ban đầu coi như là hắn đây, đều bị vậy Lam Kình lão thất phu giống như là chó chết chủ đuổi giết qua, đến cuối cùng, mặc dù bọn họ Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi, nhưng bây giờ đối phương không trả sống được thật tốt sao? Một lần làm không chết đối phương, chẳng lẽ, còn có thể trông cậy vào Ngọc Đàn lão tổ lần thứ hai lại đi xấu hổ mất mặt? Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nhưng mà, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nghe được Hắc Phong Tử lời này, tại chỗ mấy vị Vân Long Sơn cao tầng đều không khỏi sắc mặt đột nhiên đổi một cái, một mặt bực bội. Vậy trưởng quận đạo nhân không cam lòng, nói. Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong vừa chết, bọn họ Vân Long Sơn lần này cũng coi là mặt mũi mất hết, nếu là không tới nữa chút gì biện pháp bổ túc, truyền đi, người bên ngoài sẽ làm sao xem bọn họ, làm sao cười nhạo bọn họ. Nếu không ngươi nói cho ta làm thế nào? Hắc Phong Tử mặt trầm như nước, thanh âm rất là biệt khuất nói, đảo Thương Lam Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão thất phu từ trước đến giờ mạnh không rời Tiêu Tiêu không rời Mạnh. Lần này nếu Thương Khôn ra tay, vậy Lam Kình, khẳng định tất nhiên cũng là dính vào ở trong đó. Không nói khác, liền bọn họ hai người, chúng ta Vân Long Sơn ai đánh thắng được? Không phải còn có lão tổ sao? Một vị khác Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão không khỏi bật thốt lên, nghi vấn hỏi. Coi như bọn họ diệt bất quá đối phương vậy hai đầu xúc sinh, nhưng cũng đừng quên, bọn họ Vân Long Sơn không phải còn có vị trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân sao? Có thể hắn này lời vừa mới vừa nói ra miệng, rồi sau đó nhưng liền chính hắn đều có chút cảm giác bất đại đối kính mà. Trong đại điện, những người khác nhìn về hắn ánh mắt cũng càng là có chút cổ quái. Để cho trong lòng của hắn phát mao. Lão tổ lần trước liền không có thể đem vậy Thương Khôn lão thất phu giết chết, mà hiện giờ, lão tổ vậy vết thương cũ ám tật so trước kia cũng càng nghiêm trọng hơn, cho nên. Chỉ sợ cũng coi như là hắn nguyện ý tự mình rời núi, cũng không gặp được có thể đem vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người như thế nào. Vậy trưởng quận đạo nhân mặt trầm như nước, không nhịn được mắng thầm, đáng chết. Nếu không phải bởi vì là lão tổ trên người có năm đó trận chiến ấy lưu lại ám tật. Bây giờ lại làm sao có thể, không đối phó được vậy hai đầu xúc sinh. Nghe được cái này, vậy bật thốt lên hộ pháp trưởng lão những thứ khác người không khỏi trong lòng bực bội, sắc mặt phát khổ, đây chẳng phải là nói, lớn như vậy cái thua thiệt chúng ta Vân Long Sơn thì nhất định phải được đàng hoàng nuốt xuống. Đây nếu là truyền đi, sẽ bị ngoại giới cười nhạo thành hình dáng gì. Không nói bọn họ đều là bọn chuột nhắt, nhát gan như chuột. Hắc Phong Tử nhìn được bọn họ bộ dáng như vậy. Khẽ cau mày, nhưng sát theo, liền một mặt cười lạnh mở miệng nói, được rồi, đừng cho ta gương mặt đau khổ. Chuyện này chúng ta Vân Long Sơn bây giờ không so đo, đây có thể cũng không có nghĩa là chúng ta sau này, vậy không so đo. Trưởng giáo, ngươi lời này là, có ý gì, mọi người nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó thì có người bừng tỉnh, sắc mặt giấu giếm kích động và vui sướng, nói. Không khỏi không thừa nhận, vậy Thương Khôn cùng Lam Kình hai người. Đúng là trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, đã là không có địch thủ. Ít nhất, ở chúng ta Ưng Giản Hạp bên trong khu vực, là cái bộ dáng này. Bất quá, bọn họ nếu là lấy là quang như vậy, là có thể cưỡi ở chúng ta Vân Long Sơn trên cổ động thổ, vậy thì rõ ràng sai hoàn toàn. Hừ, Hắc Phong Tử trong con mắt lóe lên một tia hàn mang, rồi sau đó hoặc như là nghĩ tới điều gì kích động sự việc, ngữ tốc dồn dập, nói, liên quan tới lão tổ ám tật. Người chúng ta trước đã ở sừng to dãy núi bên kia thành công mua được một bụi nhện mặt quỷ diện vân thảo, còn có gần một nửa viên la vân quả. Cái gì, nhện mặt quỷ diện vân thảo và gần một nửa viên la vân quả? Nghe vậy, vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân liền không nhịn được trước kích động nói.
trực tiếp đứng lên, nhìn Hắc Phong Tử ánh mắt sáng. Nhện mặt quỷ diện Vân Thảo vừa vặn có thể chữa khỏi lão tổ ám tật. La Vân quả là có thể kéo dài dài thọ nguyên sinh mạng bảo vật, coi như là gần một nửa viên, đối với lão tổ bây giờ loại chuyện này, vậy tuyệt đối coi như là thuốc đại bổ. Trưởng giáo, tin tức này thật sự là thật. Những người khác giờ phút này vậy cuối cùng là bừng tỉnh, một mặt kích động nói. Nếu là tin tức này coi là thật là nói thật, vậy bọn họ lão tổ trong cơ thể ám tật, há chẳng phải là có thể giải quyết. Đến lúc đó, bọn họ Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí phá rồi sau đó lập, đảo Thương Lam vậy hai đầu xúc sinh, liền nhằm nhò gì liền à. Đương nhiên là thật, nhiều nhất còn nữa gần nửa tháng, vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo còn có gần nửa viên La Vân quả cũng sẽ bị mang về, trình cho lão tổ, đến lúc đó, cái gì đảo Thương Lam, cái gì Thương Khôn, cái gì Lam Kình, ha ha, cũng hắn mà đi chết đi cho ta. Ta Vân Long Sơn không đem bọn họ nghiền thành cho, mới là lạ. Đương nhiên biết, trưởng quận đạo nhân các người nghe vậy, cũng là không nhịn được mặt mũi kích động phụ họa. Vân Long Sơn càng cường đại, bọn họ mới vậy vượt có thể vượt ngạo mạn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng tím từ trên trời hạ xuống, từ vậy mật thất ra nhanh chóng cướp đi vào, rơi vào Hắc Phong Tử lòng bàn tay. Đưa tin phù Hắc Phong Tử khẽ nhíu mày. Đem vậy đưa tin phù mở ra, một lát sau. Cái gì, hắn sắc mặt lập tức kích động. Chuyện gì xảy ra, trưởng giáo, chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, vậy bên trong mật thất mọi người nhìn lẫn nhau. Áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân không nhịn được hỏi. Chuyện gì, việc lớn, chuyện thật tốt. Chỉ gặp vậy Hắc Phong Tử lúc này sắc mặt tràn đầy kích động và tham lam, thậm chí còn lè lưỡi liếm liếm, mới thở một hơi thật dài. Chậm rãi mở miệng nói, các người có biết hay không vậy Minh Thần Động địa bàn bên trong, có một tòa Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch. Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch, hình như là có chuyện như vậy. Vậy trưởng quận đạo nhân cau mày suy nghĩ một chút, mới vừa mở miệng một cái, nhưng liền lại bị vậy Hắc Phong Tử cắt đứt. Thám tử hồi báo, vậy Minh Thần Động Hắc Huyền Mỏ Đồng Mạch chỗ sâu, thật giống như còn cất giấu một tòa bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch. Hắc Phong Tử lấy cực nhanh ngữ tốc, nói. Cái gì, bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, thiệt hay giả? Hắc Phong Tử tiếng nói vừa dứt, bên trong mật thất, cơ hồ tất cả mọi người cả người cũng kịch liệt run lên, rồi sau đó, vậy một đôi bên trong đôi mắt trực tiếp là có nồng nặc tinh mang cùng tham lam xuất hiện. Thậm chí coi như là vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân nghe vậy cũng không nhìn được con ngươi rụt một cái, ánh mắt chấn động. Trưởng giáo, tin tức này là thật, bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, tin tức này từ đâu ra? Vậy trưởng quận đạo nhân thanh âm không che giấu được chấn động, nhưng mà, hắn vẫn còn là cưỡng ép chế trụ sao động tâm trạng, dò hỏi. Là người chúng ta từ vậy Hồng Sư Động nội bộ hỏi dò đi ra ngoài. Thật giống như vậy Hồng Sư Động không chỉ là Hồng Sư đạo nhân chết, liền vậy tứ đại trưởng lão cũng còn chết ba cái. Ba người kia, trực tiếp là bị Hồng Sư đạo nhân âm thầm chia binh hai đường, phái đi tấn công vậy Minh Thần Động Hắc Huyền Đồng Quảng Mỏ. Hắc Phong Tử nhắm hai mắt. Liếm môi, nói. Chia binh hai đường, ma, ta liền nói xúc sinh kia nghĩ như thế nào phải cùng chúng ta Vân Long Sơn hợp tác, nguyên lai, cuối cùng muốn đem chúng ta làm đầu thương, thật là vô sỉ. Nghe vậy, vậy mấy cái hộ pháp trưởng lão hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được tức miệng mắng to. Đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc rõ ràng Hồng Sư đạo nhân tại sao phải bất chấp bị Tử Viêm Cung nghi kỵ nguy hiểm, cũng muốn cùng bọn họ Vân Long Sơn hợp tác. Nguyên lai. Là đánh được cái chủ ý này, đem bọn họ làm đầu thương à. Thật là đáng chết, chết thật tốt, chết không hết tội. Bất quá bây giờ chúng ta ngược lại vẫn phải cảm ơn hắn. Nếu không phải hắn Hồng Sư đạo nhân, chúng ta lại tại sao có thể có cơ hội và lý do, danh chánh ngôn thuận hướng vậy Minh Thần Động ra tay. Bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch à, nếu là chúng ta có thể có được, vậy đơn giản đã phát tài. Vậy Hắc Phong Tử híp mắt. Hiện vào lúc này trong lòng bực bội và tức giận đã sớm tán đến ngoài chín tầng mây. Làm trò đùa, bây giờ có lý do và cơ hội đem vậy bỏ túi Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch đoạt tới tay, còn có cái gì không biết đủ. Ha ha, xem ra chúng ta Vân Long Sơn thật là chịu ông trời chiếu cố. Chết Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, nhưng nghênh đón Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, đây quả thực. Quá thỏa đáng, ha ha, ha ha ha. Không sai, không sai. Có vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, hơn nữa lão tổ khôi phục,
chúng ta Vân Long Sơn đằng bay quật khởi còn không phải là trong tầm tay. Bất quá bây giờ việc cần kíp là nhất định phải đem tin tức này che. Muôn ngàn lần không thể để cho hắn Tử Viêm Cung cũng biết tin tức này. Không sai, không sai. Thời gian quá gấp, nếu là vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo đạt tới gần một nửa viên La Vân quả có thể sớm một chút mang về, để cho lão tổ khôi phục, chúng ta vậy chưa đến nỗi ở nơi này lo lắng đề phòng, đêm dài lắm mộng. Trong đại điện truyền tới kích động thêm lo lắng nhiệt nghị thanh. Không có biện pháp, đây chính là một tòa đã hình thành kích thước hắc huyền đồng tinh quáng mạch à. Dùng cái sinh động hình tượng tỷ dụ, đó chính là mua ba cái bọn họ Vân Long Sơn như vậy thế lực, cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Mà bây giờ, vậy một tòa hoang dại, mới mẻ bỏ túi hắc huyền đồng tinh quáng mạch giống như là lột sạch quần áo đại mỹ nhân như nhau, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cái này làm cho bọn họ không động tâm, không kích động mới là lạ. Bọn họ cũng không phải là thánh nhân, thiếu linh thạch, thiếu một con. Còn như vậy minh thần động, không đúng, hẳn là Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão xúc sinh thất phu. Đến khi bọn họ lão tổ khỏi bệnh xuất quan, bọn họ hai cái, nhằm nhò gì? Trưởng quận, ta đem hộ tống vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo và gần một nửa viên La Vân quả đội ngũ liên lạc Phương Hy cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức lên đường, tự mình rời núi một chuyến, đem những thứ đó mau sớm cho ta mang về. Để tránh đêm dài lắm mộng. Rồi sau đó, liền gặp vậy Hắc Phong Tử vậy vèo một tiếng đứng lên, nhìn về vậy trưởng quận đạo nhân, con ngươi lóe kích động ánh sáng, một mặt nghiêm túc nói. Ta biết, vậy áo bào tím đầu chọc trưởng quận đạo nhân cũng là không chút do dự đáp ứng. Sau nửa giờ, trưởng quận đạo nhân liền rời đi Vân Long Sơn. Mà vậy Hắc Phong Tử, thì một thân một mình đi tới Vân Long Sơn nào đó trong cấm địa. Vậy cấm địa ở vào Vân Long Sơn nguy hiểm nhất, nhưng cũng là nhất linh khí sung túc địa vị, hiện đầy cấm chế, hiện đầy phù văn. Cùng với trận pháp, làm Hắc Phong Tử dè đặt tiến vào trong đó sau đó. Chính là gặp được một tòa cỏ dại mọc tùm cửa động phủ. Mà ở đó cửa động phủ bên tay phải, lồi lõm trên tường đá, thì có một cái giống như là mộc chuông giống như vậy, treo ở trên gỗ, treo ở nơi đó. Hắc Phong Tử đi lên, phách động liền một chút vậy mộc chuông. Làm. Nhất thời, liền có một loại không cách nào hình dung một ngạt thanh thúy một tiếng chuông vang lên, rất là yếu ớt, nếu không phải tu sĩ trải qua rèn luyện bén nhạy ngũ giác. Sợ rằng cũng thật vẫn là không nghe được. Quá yếu ớt. Thế nhưng Hắc Phong Tử ở vỗ vang lên mộc chuông sau đó, liền thu tay về, yên tĩnh đợi. Cho đến chưa tới nửa giờ sau đã qua. Ầm ầm. Chưa tới nửa giờ sau, vậy cỏ dại mọc tùm cửa động phủ ầm ầm mở ra, lộ ra đen thùi, giống như là hung thú miệng vậy âm u cửa vào lối đi. Đi sau khi tiến vào, bất ngờ phát hiện vậy trong động phủ lại ngoài dự đoán của mọi người không việc gì xoay ngược lại, mà là cùng ngoại giới nhìn thấy, thật không có gì khác biệt. Cỏ dại mọc tùm, mạng nhện dày đặc, bụi bặm bổ nhào. Nhìn như dị thường hẹp hòi cùng nhăn nhíu bẩn thỉu. Mà ở đó động phủ tận cùng bên trong cái gian phòng đó, Hắc Phong Tử gặp được một cái ngồi xếp bằng ở tử ngọc thạch phía trên giường tóc tai bù xù cụ già. Mặc trên người trước rách dưới bát quái y, hiệp dài mắt nhỏ, mũi ưng, cho người cảm giác cũng rất âm trầm. Nhất là hắn hiện vào lúc này diễn cảm, càng cho người cảm giác âm u. Hắc Phong Tử, trước không phải nói cho người gần đây không có sao chớ quấy rầy ta tinh tu sao. Ta được là một lần hành động chữa khỏi ta ám tật, làm chuẩn bị. Lần này chỉ cho phép thành công không thể thất bại. Lão kia người mở mắt ra, hẹp dài ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hắc Phong Tử, có chút bất mãn mở miệng nói. Hiển nhiên, cái này lão tổ không phải người khác, chính là Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, Ngọc Đàn đạo nhân. Lão tổ, A Long chết, có thể nghe nói Hắc Phong Tử nhưng dừng một chút, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi nói gì, Ngọc Đàn đạo nhân con ngươi co giúp một cái, rồi sau đó, một cổ kinh khủng hơi thở liền từ trong cơ thể hắn cáu kỉnh thả ra ngoài. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói. Vân Đàm đạo nhân chăm chú nhìn Hắc Phong Tử, hai mắt đỏ như máu, âm lãnh mở miệng nói. Lão tổ là như vậy. Trước Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân đến cửa thuyết phục A Long cùng nhau đối phó gần đây mới quật khởi một nhà thế lực, Minh Thần Động, lại không nghĩ rằng, vậy Minh Thần Động sau lưng nhưng là Thương Khôn, Lam Kình vậy hai cái lão thất phu. Hắc Phong Tử mặt không cảm giác, chậm rãi mở miệng nói, sau đó,
vậy Thương Khôn bị dẫn đi ra, Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong ba người đều bị đích thân hắn giết chết. Ngọc Đàn đạo nhân bàn tay phải hung hăng hướng xuống vỗ một cái, vậy tử ngọc giường đá ầm ầm nổ tung, thành là bột. Thương Khôn à Thương Khôn, người thật là to gan. Xem ra, người thật lấy là ta Ngọc Đàn không làm gì được ngươi. Liền ta bên ngoài chú cháu cũng dám giết. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân giận dữ ngược lại cười, sắc mặt dữ tợn gần từng chữ một. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe Ngọc Đàn đạo nhân như vậy sắc mặt dữ tợn tự mình lẩm bẩm, vậy Hắc Phong tử không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nghe. Vèo. Một khắc sau, vậy Ngọc Đàn đạo nhân chợt quay đầu nhìn về Hắc Phong tử, lạnh lùng, trong lời nói tràn đầy cắn răng nghiến lợi âm thấm sát khí, nói, vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo còn có La Vân quả còn bao lâu nữa mới có thể mang về? Nhiều nhất gần nửa tháng. Bất quá, ta mới vừa rồi đã để cho trưởng quận tự mình rời núi trước đi tiếp ứng, muốn đến, đây là ở giữa vẫn có thể lại rút ngắn một chút. Hắc Phong tử lập tức nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, ngoài ra, lão tổ, ta bên này còn có một kiện chuyện lớn bằng trời, muốn hướng ngươi báo cáo. Chuyện lớn bằng trời, nghe vậy, vậy Ngọc Đàn đạo nhân hơi giật mình. Hắn lại không ngốc, há có thể không hiểu, dưới tình huống bình thường, Hắc Phong tử làm sao có thể như thế khoa trương đối với hắn nói. Chuyện lớn bằng trời, cái gì chuyện lớn bằng trời, trong nội tâm hắn mặt phần kia lửa giận tạm thời bị đè ép một chút đi xuống. Nhìn về Hắc Phong tử, ngưng nhiên hỏi. Vậy Minh Thần Động, vậy trước kia chính là Kim Thiềm Động. Ở bọn họ vậy trên địa bàn nguyên lai có một tòa Hắc Huyền mỏ đồng mạch, bất quá, liền lúc trước, chúng ta nằm vùng ở Hồng Sư Động nội bộ thám tử nhưng truyền về liền tin tức, nói vậy Minh Thần Động Hắc Huyền mỏ đồng mạch chính giữa, tựa hồ, còn mai táng một tòa Hắc, Huyền, Đồng, Tinh, Mỏ, Mạch. Hắc Phong tử một chữ một cái làm hồi kết, mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân. Cũng là một chút xíu mắt thường có thể gặp con ngươi teo lại tới, sau đó, câu đều bị một loạt mừng như điên kích động hơi thở thay thế. Bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, chuyện này coi là thật, vậy Ngọc Đàn đạo nhân mặt đầy kích động, mở miệng nói. Sẽ không có giả, Hắc Phong tử nói như thế. Được, rất tốt, vậy trừ chúng ta ra, ngoài ra còn có ai biết tin tức này? Tử Viêm cung bên kia, có biết hay không? Vậy Ngọc Đàn đạo nhân lại liền vội vàng hỏi. Mới bắt đầu, hẳn cũng chỉ có Thương Khôn và Lam Kình vậy hai cái lão thất phu biết chưa? Cho nên bọn họ mới đưa vậy Kim Thiềm Động len lén diệt, mình chiếm đoạt. Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân cũng biết, bất quá hắn bây giờ đã chết, những thứ khác cao tầng vậy không sai biệt lắm xong đời 7-8 phần. Nói đến đây vậy Hắc Phong tử đột nhiên một lần, rồi sau đó giọng khẳng định nói, y theo bây giờ tình huống này, Tử Viêm cung bên kia nhất định là không biết, nếu không... Bọn họ làm sao có thể ngồi yên? Lão tổ, như thế thiên đại cơ hội tốt, chúng ta bên này có thể muốn nắm chặt. Chỉ cần có thể đuổi ở Tử Viêm cung biết được tin tức này trước, đem vậy bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch chiếm làm của mình, bọn họ muốn cho chúng ta phun ra ngoài. Ha ha, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Chờ trưởng quận trở lại một cái, lập tức đem vậy nhện mặt quỷ diện Vân Thảo cùng với La Vân quả đưa tới cho ta. Ha ha, có vậy bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Chúng ta Vân Long Sơn lo gì không quật khởi. Ha ha, ha ha ha. Vậy Ngọc Đàn đạo nhân tham lam tiếng cười càng ngày càng vang dội, làm cả tòa động phủ cũng đang rung rung. Thành tựu phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong khổng lồ nhất và an toàn tán tu nơi tụ tập, đảo Thương Lam không thể nghi ngờ là một như thường lệ náo nhiệt. Vô luận là đảo bên ngoài vậy thuyền nhỏ xuyên tới xuyên lui cùng dừng lại bên bờ, hoặc giả là vậy hòn đảo trung ương bỏ túi thành phố. Cũng là bóng người nhốn nháo, tiếng người ồn ào. Một bức náo nhiệt cảnh tượng. Mà ở hôm nay, cách mấy tháng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cuối cùng là lại leo lên hòn đảo này tự trên. Đảo Thương Lam Kim Bảo Hiên lưu ra trước cửa. Trần Phi người mặc vào một bộ hơi có vẻ cổ phong thúc yêu quần áo trắng, một đầu mịn tóc chỉa chỉa, con người sáng như tinh thần, nhìn như ngược lại là rất có như vậy mấy phần anh tuấn tiêu sái mùi vị. Khí vũ hiên ngang, khí chất bất phàm. Mà ở sau lưng hắn một trái một phải, tự nhiên chính là vậy chuyến này hắn cố ý khép lại Thương Khôn, Lam Kình hai người. Chuyến này, hắn nhưng mà đang đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chú ý. Hiện nay Minh Thần Động, trừ bọn họ, những người khác vậy phái không được cái gì công dụng.
mấy vị quý khách xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Mới vừa tiến vào vậy Kim Bảo Hiên cửa, lập tức thì có gã sai vặt nhiệt tình chào đón, hỏi. Bởi vì làm cho này hòn đảo ngay chính giữa mảnh khu vực kia cũng không lớn, cho nên vàng này Bảo Hiên lưu ra, liền xây dựng ở Kim Bảo Hiên cửa hàng phía sau. Cho nên trên lý thuyết mà nói, nghĩ đến lưu ra đi, đều phải trước từ nơi này Kim Bảo Hiên cửa hàng cửa đi vào. Cái này thật ra thì cũng coi là một loại làm ăn doanh tiêu sách lược. Làm người thấy Kim Bảo Hiên lầu một vậy làm người ta hoa cả mắt các loại bảo vật sau đó, có thể không động tâm, có thể không ngứa tay, có thể không muốn mua đồ. Ta là tới gặp các người tộc trưởng, Trần Phi hướng gã sai vặt kia cười nói. Gặp chúng ta tộc trưởng, gã sai vặt kia ngẩn người, theo bản năng hỏi, không biết các người mấy vị là. Liền nói là bạn cũ tới, nửa năm ước hẹn, tin tưởng các người tộc trưởng sẽ rõ, Trần Phi cười một tiếng, mở miệng tiếp tục nói. Vậy, xin mấy vị hơi ở nơi này chờ một chút, ta lập tức đi hướng phía trên bẩm báo. Gã sai vặt kia vốn có chút chần chờ, bởi vì là lấy hắn thân phận nhưng mà không có tư cách báo lên Lưu Mỗi gia chủ. Bất quá, làm hắn thấy Trần Phi vậy mây thưa gió nhẹ thái độ, đạt tới Trần Phi sau lưng vậy một trái một phải, Thương Khôn, Lam Kình trên người hai người nhàn nhạt trào hiện ra cảm giác đè nén, nhưng trực tiếp là làm hắn không nhịn được cả người giật mình một cái. Trực tiếp nói cho hắn, đang đứng ở trước mặt hắn Trần Phi ba người, lai lịch tuyệt không đơn giản. Cho nên hắn chuẩn bị đem chuyện này trước bẩm báo cho bọn họ trưởng quỹ. Một lát sau, người nọ gọi Lưu Nhị gia Kim Bảo Hiên Lưu gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng Lưu Chính, liền dẫn người khẩn cấp hỏa liệu xuất hiện ở Kim Bảo Hiên cửa hàng một môn nơi cửa chính. Người khác không biết vậy nửa năm ước hẹn là cái gì, hắn lại như thế nào không biết. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là Trần Phi Trần Đại Sư tới. Ngài là, nhưng mà làm hắn thấy Trần Phi vậy tấm hơi có chút xa lạ trẻ tuổi diện mạo, cũng không do ngây ngẩn. Bởi vì là ban đầu, Trần Phi cũng không phải là dùng, gương mặt này, gặp được hắn. Làm sao, Lưu gia chủ, không nhận biết ta. Trần Phi lấy tay ở trên mặt nhẹ sờ một cái, bắp thịt trên mặt của hắn liền một hồi lay động, bắt đầu biến hóa, biến thành ban đầu hắn ngụy trang dung mạo gương mặt đó. Lưu Chính con ngươi hơi rụt một cái. Nguyên lai là như vậy. Trần Đại Sư, người đây có thể có chút không chỗ nói, ta cũng thiếu chút nữa không có thể đem ngài nhận ra. Cái này hai vị là, T, lớn, lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Thấy tình cảnh này Lưu Chính kia vẫn không rõ, Trần Phi ban đầu gương mặt đó, là thay đổi dung mạo. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Rồi sau đó, làm hắn chuẩn bị chu toàn mọi mặt, thật ra thì cũng có chút là muốn vì chậm tách ra lúng túng. Chuẩn bị chiếu cố một chút đi theo Trần Phi sau lưng vậy một trái một phải, hai vị nhìn giống như là nô bộc hoặc người theo đuổi thời điểm, thấy rõ ràng các nàng mặt mũi, nhưng không nhịn được một chút sắc mặt sợ hãi, chấn động. Bởi vì là, đây không phải là bọn họ đảo Thương Lam lớn đảo chủ, hai động chủ, Thương Khôn, Lam Kình sao? Hả, cái gì? Nguyên lai mọi người đang thấy Lưu gia tộc dài Lưu Chính tự mình xuất hiện, đều đã đủ giật mình, mà bây giờ... Khi bọn hắn vừa nghe đến từ vậy Lưu Chính trong miệng không kềm hãm được sợ hãi, bật thốt lên, lớn, lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Mấy chữ, bên trong đại sảnh, cơ hồ là ngay tức thì một hồi chớ có lên tiếng. Rồi sau đó, liền gặp tất cả mọi người đều không nhìn được hướng vậy Trần Phi sau lưng hai người nhìn, cẩn thận vừa thấy, nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhìn được con ngươi rụt một cái, cảm giác mình thiếu chút nữa bị sợ ngu. Bởi vì là... Bọn họ quả nhiên gặp đến lúc này đang một trái một phải đứng ở Trần Phi bên người hai người, kinh thật là dưới chân bọn họ mảnh đất này thống lĩnh. Đảo Thương Lam lớn đảo chủ, Thương Khôn đạo nhân, đảo Thương Lam nhị đảo chủ, Lam Kình lão nhân. Trước bọn họ sở dĩ không có phát hiện, bất quá là bởi vì là Thương Khôn, Lam Kình hai người lúc này đều mặc trước một bộ có cái mũ trường bào, có thể khiêm tốn mà thôi. Có thể vậy Lưu Chính lập tức đứng được gần như vậy, lại làm sao có thể không thấy rõ. Không phát hiện được. Thuộc hạ Lưu Chính, gặp qua lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Rồi sau đó, liền gặp vậy Lưu Chính cũng không đoái hoài tới cái gì Trần Phi, hướng vậy Thương Khôn Lam Kình hai người cung cung kính kính khom người nói. Nụ cười dị thường khiêm tốn. Không có biện pháp, Thương Khôn, Lam Kình thân phận bực nào địa vị. Đây chính là bọn họ đảo Thương Lam chân chính người có. Bọn họ đảo Thương Lam đều là phụ thuộc vào ở đối phương thủ hạ. Đổi câu mà nói, Thương Khôn, Lam Kình hai người chính là lão đại bọn họ.
gặp được lão đại, người nói hắn Lưu Chính dám không khiêm tốn. Bất quá làm hắn Lưu Chính tuyệt đối không có nghĩ tới sự việc là, Thương Khôn, Lam Kình hai người nghe vậy, không những không có cùng hắn nói chuyện, thậm chí lộ ra có nụ cười, còn không giải thích được trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó, liền như cũ đàng hoàng đứng ở Trần Phi sau lưng không nói câu nào, không lên tiếng không ra khí. Xem đùa giỡn, muốn nếu đổi lại là ngày thường, Lưu Chính như vậy tôn kính bọn họ, Thương Khôn, Lam Kình hai người có lẽ trong lòng còn biết hơi cao hứng một chút, nhưng bây giờ, Trần Phi ở nơi này, bọn họ nếu là ngạo mạn, đây nên đem Trần Phi muốn để nơi nào. Đổi câu mà nói, nếu là bọn họ hiện vào lúc này thật cười ha hả và vậy Lưu Chính nói mấy câu, không chừng Trần Phi trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chứ. Cướp chủ nhân ngọn gió, vẫn là được rồi. Trước Lam Kình lão nhân ở Trần Phi trước mặt như vậy đáng ép, không phải là một cái tiên hoạt ví dụ. Bọn họ lại không ngốc, dĩ nhiên không biết vào loại này cái hố. Cái này, thấy vậy vậy Lưu Chính tự nhiên không nhìn được nụ cười trên mặt có chút ngượng ngùng, không biết mình kết quả làm sao đem hai vị đảo chủ đắc tội, còn ác hung ác trợn mắt nhìn hắn một cái. Nhưng sau đó, hắn nhưng thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, giống như là gặp quỷ vậy vèo một tiếng, nhìn về Trần Phi. Lớn, đảo chủ nhị đảo chủ các người, các người. Trần Đại Sư, cái này, cái này. Nguyên bản bởi vì là có Thương Khôn, Lam Kình hai người đột nhiên xuất hiện, vậy Lưu Chính liền tự động đem Trần Phi cho coi thường. Nhưng bây giờ, làm hắn lập tức bừng tỉnh, nhưng phát hiện bọn họ đảo Thương Lam lớn đảo chủ nhị đảo chủ, Thương Khôn đạo nhân, lại thật giống như người làm, người theo đuổi vậy, đang yên lặng, đàng hoàng, một trái một phải ngoan ngoãn đứng ở Trần Phi sau lưng. Cái này, cái này, cái này. Nhất thời vậy Lưu Chính chỉ cảm thấy sau lưng vèo một tiếng, tràn đầy lạnh lẽo, rồi sau đó cả người thuận giá cả thiếu chút nữa đều cảm giác bị sợ choáng váng, nhìn lúc này đang đứng ở trước mặt hắn một mặt mỉm cười Trần Phi, nhất định chính là có dũng khí gặp quỷ xung động. Tim ùm cuồng loạn. Trời ạ, không phải đâu. Chẳng lẽ, thật là hắn hiện nghĩ ở trong lòng như vậy. Lớn đảo chủ nhị đảo chủ bọn họ, được rồi, thành Trần Đại Sư người theo đuổi. Nhưng vấn đề là, điều này sao có thể, coi như là trước mắt cái này Trần Đại Sư lợi hại hơn nữa, vậy chưa đến nỗi để cho hai vị đảo chủ đều như vậy hạ mình hàng đắt, thành là đối phương người theo đuổi chứ. Dẫu sao hai người bọn họ nhưng mà cái này ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực tiếng tăm lừng lẫy yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp, siêu phàm vô địch cường giả. Nhưng hắn lại làm sao biết, coi như là như vậy, chớ nói Thương Khôn, Lam Kình hai người tới. Coi như là chân chánh trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng có thể bị Trần Phi làm đi vào bộ bên trong, tự giác hướng trong hố mặt nhảy. Lưu tộc trưởng, chúng ta có phải hay không hẳn đổi cái địa phương nói chuyện? Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi cuối cùng là mở miệng nói chuyện. Phải, vậy Lưu Chính nghe vậy không nhịn được cả người giật mình một cái, liền vội vàng gật đầu điểm cùng tựa như gà con mổ thóc, không chút do dự, nói Trần Đại Sư, lớn đảo chủ nhị đảo chủ. Mời cùng ta tới, mời. Tuy nói là cả người giật mình một cái, rõ ràng có chút tỉnh hồn, bất quá vậy Lưu Chính hiện vào lúc này rõ ràng đầu óc còn mang một ít hỗn loạn. Cho nên ngay cả nói chuyện cũng là cả lăm. Không có biện pháp, chủ yếu là ngày hôm nay ở trước mặt hắn đã phát sanh một màn này, thật sự là quá rung động lòng người, quá làm hắn không có cách nào tưởng tượng. Bọn họ đảo Thương Lam lão đại. Lớn đảo chủ nhị đảo chủ bây giờ lại có thể thành Trần Đại Sư người theo đuổi, nói ra, ngươi dám tin. Thậm chí không chỉ là hắn, tại chỗ những người khác giờ khác này ở thấy một màn này, hơi đầu óc linh quang một chút, không, coi như là con heo, chỉ sợ cũng hiểu được để đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khác biệt chẳng qua là ở chỗ bọn họ không nhận được Thương Khôn, Lam Kình hai người chính miệng thừa nhận mà thôi. Nhưng vấn đề là, vậy có trọng yếu không? Hiển nhiên. Đó hoàn toàn căn bản cũng không trọng yếu. Nghĩ đến đây, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm giác mình là bị sợ choáng váng. Vậy từng gương mặt một lên thần sắc lại là trắng bệch. Nhìn Trần Phi các người rời đi bối cảnh, bọn họ thật cũng cảm giác mình thật giống như đang nằm mơ như nhau, nhưng vấn đề là, coi như là bọn họ liều mạng ở mình cánh tay, trên đùi mặt bóp, lau. Vậy vẫn là đau à? Cho nên, cái gì, muốn không muốn trâu bò như vậy? Mặt trắng nhỏ kia đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể liền Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ cũng như thế cùng người làm tựa như được đứng ở sau lưng hắn, đàng hoàng ngoan được không được. Ngoan ngoãn,
đây sẽ không là thật sao? Trong nháy mắt bên trong, vậy Kim Bảo Hiên cửa hàng một tầng bên trong đại sảnh tràn đầy từng ngọn pho tượng. Cương tại chỗ sững sốt rất lâu sau đó. Cùng lúc đó, Trần Phi các người cũng đã bị vậy Lưu Chính mời vào Lưu gia chủ trong nhà. Lưu gia chủ, còn nhớ lần trước ước định của chúng ta chứ? Đây là ta cho người bổ túc lễ ra mắt, xin hãy nhận lấy. Tiến vào Lưu gia chủ trạch sau đó, Lưu Chính đem Trần Phi các người dẫn tới chủ bên trong nhà cao nhất quy mô và đẳng cấp trong đại điện. Tại đại điện bên trong ngồi xuống, Trần Phi trực tiếp là lấy ra một cái thanh bạch xen nhau bình ngọc nhỏ, đưa cho đối phương, cười nói. Cái này, đây là... Đa tạ Trần Đại Sư, đa tạ Trần Đại Sư. Theo bản năng nhận lấy vậy bình ngọc, Lưu Chính còn có chút đờ đẫn. Nhưng sau đó liền gặp hắn kích động, lớn tiếng nói cảm tạ. Làm trò đùa, có thể luyện chế ra 6 văn ngân văn đan dược luyện đan đại sư thủ bút, kém đi nữa, có thể kém đi nơi nào. Huống chi dựa vào cái gì còn kém. Đây là, ta cũng quên đan dược này tên gọi là gì, bất quá, là chuyên môn dùng để luyện khí tầng 9 tu sĩ ngày thường tu luyện. Đan này trong bình mặt có 7 viên đan dược, người nửa tháng ăn vào một viên, viên thứ 3 sau đó nửa đường nghỉ ngơi 2 tháng, lại tiếp tục. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút. Cười nói, đến khi đem ngươi cái này 7 viên đan dược uống hoàn sau đó, thì có thể đủ đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới. Trần Đại Sư, lời ấy coi là thật. Nghe vậy, vậy Lưu Chính ngay tức thì chính là không nhịn được con ngươi rụt một cái, kích động kêu thành tiếng. Bất quá, hắn sau đó liền kịp phản ứng hắn lời này rất là không ổn, vội vàng sắc mặt lo lắng nói áy náy nói, xin lỗi, Trần Đại Sư, ta không phải cái ý này. Ta chẳng qua là quá kích động. Không có biện pháp, Trần Phi nói một chai nhỏ này đan dược, là có thể trợ giúp hắn đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, hắn có thể không kích động sao? Tâm tình đó thật là không có biện pháp hình dung. Yên tâm đi, ta không hẹp hòi như vậy. Nghe vậy Trần Phi cười một tiếng, nói. Đây là hắn trước cũng đã đáp ứng đối phương sự việc, mặc dù là chính hắn cần phải xuống, nhưng hắn cũng không muốn nói không giữ lời. Dù sao, đây cũng chính là hắn thuận tay chi lao mà thôi. Không có gì lớn không được. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là cảm ơn ngài, Trần Đại Sư. Vậy Lưu Chính lúc này rốt cuộc có chút đem trong cơ thể vậy chấn động cùng kích động đè xuống. Nhìn một cái còn đứng ở Trần Phi hai bên trái phải, nhắm mắt không nói Thương Khôn, Lam Kình hai người, trong lòng một hồi run rẩy đồng thời, vậy còn nhàn rỗi Trần Phi đứng dậy thật sâu cúi đầu một cái, cảm kích nói. Ở nơi này tu chân giới, nhưng mà lấy thực lực phi tôn, nếu là hắn có thể đột phá đến luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, đây chính là so cái gì đều phát hiện thực à. Cho nên, hắn hiện vào lúc này sao có thể không kích động. Cùng lúc đó, hắn thậm chí tựa hồ cũng có chút có thể hiểu. Tại sao Thương Khôn, Lam Kình hai vị lớn đảo chủ nhị đảo chủ, nguyện ý buông tha thân phận, buông tha dáng vẻ, nhưng làm, đối phương người theo đuổi, như vậy hơi có chút không quá hào quang thân phận. Trần Đại Sư lợi hại như vậy luyện đan đại sư, đây chính là đã từng luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược nhân vật hung ác. Thành là đối phương người theo đuổi, thật giống như không hề mất là một loại sáng suốt lựa chọn. Tốt lắm, nói tránh sự đi, Lưu gia chủ ngươi hẳn biết ta là tại sao tới chứ. Vậy ta liền nói thẳng, ta phái tới người trở về nói, quyền chân nhất bên kia thật giống như tiến triển không tệ. Cụ thể lúc nào, có thể đem người cũng mang tới. Sau đó, Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Quyền đại sư, bên kia, cái này. Có thể ở Trần Phi nhắc lên cái đề tài này sau đó, vậy Lưu Chính nhưng bỗng mặt liền biến sắc, có chút ấp úng. Giống như là, nửa đường có gì ngoài ý muốn xảy ra. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ cau mày, mở miệng hỏi, Lưu tộc trưởng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Trần đại sư, cái này, là. Nghe vậy, vậy Lưu Chính lại ấp úng một hồi. Cuối cùng vẫn là cắn răng, nói Trần Đại Sư, là như vậy, là Thanh Long Câu bên kia xảy ra vấn đề. Thanh Long Câu bên kia xảy ra vấn đề gì? Trần Phi chân mày lại cau một cái. Vậy Lưu Chính nhìn hơi biến sắc Trần Phi, sắc mặt hơi run một cái, nói, là như vậy, quyền đại sư y theo Trần Đại Sư ngài yêu cầu, ở chúng ta Ưng Giản Hạp cùng với chung quanh mấy cái khu vực. Lục tục đến cửa thăm hỏi 4-5 vị tán tu thân phận trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Mà ở nơi này trong, cũng có hai vị bị quyền đại sư thành công thuyết phục, bày tỏ nguyện ý tới chúng ta đảo Thương Lam gặp vừa gặp Trần Đại Thiếu Ngài,
nhưng là... Nói đến đây, vậy Lưu Chính hơi một lần, lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng đang nắm quyền đại sư dẫn vậy hai vị đại nhân trở về Ưng Giản Hạp, ở Thanh Long Câu làm sao cùng dừng lại, lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Nghe vậy, Trần Phi ánh mắt hơi đổi một cái, nhưng không có lên tiếng, yên tĩnh cùng vậy Lưu Chính tiếp tục nói. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Chính vậy không chần chờ, lại tiếp tục nói, ở Thanh Long Câu, thật ra thì vậy còn có một vị quyền đại sư sau cùng mục tiêu. Đó chính là chúng ta Ưng Giản Hạp khu vực tiếng tăm lừng lẫy tán tu cường giả, Đoan Mộc Lão Nhân. Đoan Mộc Lão Nhân, Trần Phi nghe vậy, hơi líu díu liền một tiếng, xem ra vấn đề này, là ra ở trên người hắn. Đúng vậy. Vậy Lưu Chính gật đầu một cái, cười khổ nói, vậy Đoan Mộc Lão Nhân mặc dù vậy bày tỏ có hứng thú gặp Trần Đại Sư Ngài, nhưng mà, hắn nhưng không muốn tự mình lên đường đến đảo Thương Lam tới. Hơn nữa, hắn tựa hồ vậy còn nghĩ ngoài ra vậy hai vị đại nhân, cũng cho khuyên xuống, đem bọn họ ở lại Thanh Long Câu. Nghe được cái này, Trần Phi trong con ngươi hơi thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ. Hắn cuối cùng là nghe hiểu chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là vậy Đoan Mộc Lão Nhân chỉ sợ cũng có địa phương nào, là cần cầu đến luyện đan sư, nhưng đối phương nhưng không nghĩ vừa lên tới liền bị người nắm lỗ mũi đi, hạ xuống dáng vẻ, rơi vào hạ phong. Cho nên mới dùng như vậy phương pháp bưng đỡ, làm giá. Muốn cho Trần Phi một cái nho nhỏ hạ mã uy. Như vậy cũng tốt giống như làm ăn đàm phán như nhau, người tới ta đi, răng môi giao phong, ai cũng không muốn bỗng dưng vô cớ rơi vào hạ phong. Ngược lại cũng là có thể hiểu. Quyền chân nhất đâu, ngay sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lại hỏi. Quyền đại sư bị vậy Đoan Mộc Lão Nhân ụp lên Thanh Long Câu. Cái này là mới vừa truyền về tin tức, ngay tại nửa giờ trước. Lưu Chính một mặt cười khổ nói. Đây coi là chuyện gì à? Điển hình thần tiên đánh nhau, bọn họ người phàm gặp họa. Trần Phi nghe vậy, hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt kia cũng có chút hơi âm trầm. Hơi cho điểm hạ mã uy, hắn cũng vẫn có thể hiểu, nhưng bây giờ lại đem người cũng cho trừ, cái này có phải hay không, cũng có chút quá mức. Tạch tạch tạch. Nghĩ đến đây, Trần Phi ngón tay ở cái ghế kia cầm trên tay mặt nhẹ nhàng có thứ tự gõ, ánh mắt hơi lóe lên. Một lát sau, liền gặp hắn đột nhiên quay đầu, hướng vậy Thương Khôn còn có Lam Kình hai người hỏi, vậy Đoan Mộc Lão Nhân là lai lịch gì? Hai người biết không? Biết một ít. Thương Khôn đạo nhân khẽ gật đầu. Nói, trừ vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Xanh Lơ Long đại nhân ra, theo ta biết, định cư ở Thanh Long Câu trúc cơ chân nhân cảnh tán tu cường giả có ba cái. Vậy Đoan Mộc Lão Nhân, ở nơi này trong ba người hẳn coi như là trung du một cái. Bất quá so với vậy Vân Long Sơn Ngọc Đàn đạo nhân lợi hại không thiếu. Như vậy à? Trần Phi sáng tỏ vậy gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, vậy Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long, là cái gì cảnh giới tu vi? Cái này. Ta không dám khẳng định, bất quá, hẳn là ít nhất ở trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên trở lên đi. Thương Khôn đạo nhân không phải rất xác định vừa nói, rồi sau đó hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói trước có cái những khu vực khác trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả đỉnh phong chạy đi Thanh Long Câu, dựa vào thực lực cường đại, đại náo một phen, kết quả sau đó liền lại không có người gặp qua hắn. Còn có loại chuyện này mà, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Ánh mắt hơi cả kinh. Đúng vậy, Trần Đại Sư, chuyện này ta trước kia cũng có nghe nói qua. Đúng là thật, vậy Lưu Chính vậy tựa hồ nghe nói qua chuyện này, chen miệng nói. Vậy xem ra, lần này đã qua liền được phải cẩn thận một chút. Nghe vậy Trần Phi hé mắt, cười đây lẩm bẩm nói. Tuy nói hắn chuyến này đã qua, và vậy Nguyễn Thanh Long cũng không có quan hệ gì, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vậy Thanh Long câu nhưng là đối phương địa bàn, cho nên... Muốn thật có cái chuyện gì, ồn ào, liền khẳng định không tránh được cùng đối phương gặp mặt. Nghĩ đến đây, hắn lại không khỏi đôi mắt híp lại, trong lòng có dũng khí hơi bực bội ý. Nguyên bản, nửa năm qua này, từ không tới có, đến nắm trong tay, khai sáng minh thần động, đến thu Thương Khôn, Lam Kình cái này hai đại kham gọi luyện khí cảnh vô địch người là nô bộc, là để cho trong lòng của hắn có như vậy vẻ đắc ý. Nhưng bây giờ, cái này vẻ đắc ý. Nhưng ở hắn nghe được Lưu Chính một phen sau đó. Hoàn toàn, triệt triệt để cây cách vỡ nát. Hiện nay hắn ở một phe này địa giới mà nhìn như náo nhiệt, nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế nhưng là chuyện nhỏ. Nếu không, vậy Đoan Mộc Lão Nhân làm sao dám đem người hắn cho giữ lại? Thậm chí,
nếu không phải bởi vì là hắn thực lực bây giờ quá yếu nói, làm sao sẽ cần ai cái đánh những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh tán tu chú ý. Phải biết bất kỳ một vị thanh danh lan xa luyện đan sư, bọn họ người theo đuổi, đều là mình tìm tới cửa, mà không phải là luyện đan sư tự mình đi tìm. Hắn Trần Phi, chẳng lẽ còn so với kia chút cái gọi là thanh danh lan xa luyện đan sư, yếu đi sao? Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì là hắn thực lực, còn chưa đủ. Phải được mau sớm có chút cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, nếu không, ta cũng không muốn một mực như thế bực bội đi xuống à. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền không nhịn được ở trong lòng lớn tiếng hạ quyết tâm. Nếu là hắn có thể có được chút cơ chân nhân cảnh sức chiến đấu, ít nhất ở bên trong khu vực này, cũng không cần như vậy bị động. Ngươi tốc độ tiến triển đã quá nhanh, hơn nữa bây giờ ngươi kế hoạch, cũng không phải là thất bại. Giữ bản tâm, ta cảm giác ngươi bây giờ tâm tính có chút vấn đề, có chút gấp. Có thể nhưng vào lúc này, trong thức hải lại đột nhiên truyền đến trận kinh không cau mày thanh âm. Nhắc tới, hắn cũng là rất lâu cũng không có phát hiện thân. Tim ta thái, ta biết, cảm ơn, nghe vậy Trần Phi chợt trong lòng cả kinh, thở một hơi thật dài, rồi sau đó, cuối cùng mới đem trong lòng của hắn vậy phiên trào tâm trạng ép xuống. Trận kinh không nói không sai, hắn bây giờ tâm tính, là thật giống như có chút vấn đề, quá gấp. Dùng thông tục dễ hiểu lời nói, đó chính là tâm ma hình thức ban đầu điểm báo trước. Ngươi không cần cảm ơn ta, đừng quên, ta cái mạng này, nhưng mà cũng còn nặn ở bên trong tay ngươi mặt. Thanh Long Cầu bên kia, ngươi muốn đi thì đi đi, không cần phải cố kỵ cái gì. Trong thức hải, Trận Kinh không thản nhiên nói. Thật, tốt lắm, tiền bối đa tạ ngươi. Trần Phi sắc mặt vui mừng, hắn lại không ngốc, làm sao biết nghe không ra Trận Kinh không lời này là phải giúp hắn chỗ dựa. Sau đó liền gặp hắn tò mò ở trong lòng hỏi, tiền bối, ngươi linh hồn, chữa trị. Còn không có, bất quá so với trước đó thấy ngươi thời điểm, khôi phục rất nhiều, hoặc giả là bởi vì làm cho này tu chân giới hoàn cảnh lớn, linh khí sung túc duyên cớ chứ. Vậy Trận Kinh không xác định líu díu liền một tiếng, lại mở miệng nói, ngoài ra, ta biết trong đầu ngươi hiếm lạ vật cổ quái nhiều. Ngươi có biết cái gì ngay tức thì tăng cường, bùng nổ linh thức cường độ bí pháp? Ngay tức thì tăng cường, bùng nổ linh thức cường độ bí pháp. Trần Phi hơi ngẩn ra, vòng lượn quanh đầu, nói, thật giống như biết chưa? Ngươi hiểu biết chính xác đạo, trong thức hải truyền tới Trận Kinh không lại là chết lặng, lại là thanh âm cổ quái. Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng, cái loại đó bí pháp tuyệt đối là vô cùng chân quý, giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn tùy tiện hỏi hỏi một chút, nào biết. Mà, thằng nhóc này trong bụng kết quả lại còn có nhiều ít hàng tích chữ à. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhàn nhạt nói, đừng quên tám cung huyền bên trong tháp vậy thượng phẩm pháp khí cấp yêu khôi. Đó là dùng linh thức thao túng, người linh thức cường độ nếu có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất nói. Tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên, liền sợ rằng rất khó có thể cầm ngươi thế nào. Đánh không thắng, chẳng lẽ còn không chạy lại sao? Yêu khôi, nghe vậy Trần Phi sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức từ vậy tám cung huyền bên trong tháp đem vậy thượng phẩm pháp khí yêu khôi lấy ra. Vèo một tiếng, một đạo ánh sáng lóe lên. Vậy nhìn như trụi lủi, giống như là thu nhỏ lại bản mộc đầu đứa bé yêu khôi, liền xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Có thể coi là như vậy, vậy mộc đầu em bé mới vừa xuất hiện, ở sau lưng hắn Thương Khôn, Lam Kình hai người thấy sau đó, liền không khỏi ánh mắt hơi rụt một chút. Lấy bọn họ nhãn lực, lại sao có thể sẽ không nhìn ra, cái này tướng mạo xấu xí mộc đầu em bé, tựa hồ lại là một món không được bảo bối. Chủ nhân, đồ chơi này là, Lam Kình lão nhân nhanh mồm nhanh miệng, không nhịn được tò mò, hỏi. Chủ nhân. Có thể hắn lời này vừa ra, nhưng đem vậy Lưu Chính Hủ được kém điểm một cái tử đem đầu lưỡi mình cắn đứt. Ngoan, ngoan ngoãn, hắn mới vừa rồi, nghe được là đồ chơi gì mà tới. Hắn không đang nằm mơ chứ. Thích, cái này, cái này. Vậy Lưu Chính lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt một hồi run run, nhưng ở vậy run run sau đó, lại là một hồi ngửa mặt trông lên và sùng bái. Ngoan ngoãn, nguyên lai hắn trước cũng còn muốn xóa, Thương Khôn. Lam Kình hai vị đảo chủ không phải Trần Đại Thiếu người theo đuổi, mà là nô bộc. Nếu không, Lam Kình nhị đảo chủ bây giờ làm sao sẽ như vậy thuận miệng, gọi Trần Phi Trần Đại Thiếu là chủ nhân. Bất quá, đây cũng quá ngạo mạn chứ.
lớn đảo chủ, nhị đảo chủ nhân, cái này, đây quả thực. Cho hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ à. Đương nhiên là hữu dụng thứ tốt, có đồ chơi này ở trên tay, ta trong lòng liền an ổn nhiều. Trần Phi thần bí cười một tiếng, tự lẩm bẩm, híp mắt. Nếu không phải trận kinh không nhắc nhở, hắn cũng sắp đã quên, nguyên lai, ở hắn trong tay còn có như vậy một kiện bảo bối tốt à. Được rồi, xem ra chúng ta được đi. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi đứng dậy. Trần đại sư ngài phải đi. Vậy Lưu Chính cả kinh nói. Đúng vậy. Trần Phi đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn vậy cách nhau mấy ngàn dặm Thanh Long Câu phương hướng, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, thấm ra lau một cái tinh mang. Bàn tay hắn, cũng là siết chặt, mới lại buông lỏng. Nếu bọn họ không muốn tới đây, vậy chúng ta cũng chỉ có đã qua hả? Ưng Giản Hạp Thanh Long Câu, Ưng Giản Hạp đất cường đại nhất tán tu tụ tập đất, trong đó thế lực lớn nhỏ tụ tập, cường giả, đi đồ nhiều vô số kể. Đây là một tòa dựng đứng ở treo cốc khe núi trong, gọi là bỏ túi thành phố địa vực, mà nội tình, nhưng là liền Tử Viêm cung cùng cao cấp thế lực cường đại cũng không dám nhẹ thức hắn chùm tua phong, phồn thịnh cực kỳ. Như vậy có thể gặp một ban. Ưng Giản Hạp Thanh Long Câu bên trong, có một phủ đệ, cây đứng ở đó treo cốc vách núi bên. Tên là Đoan Mộc Phủ, lộ vẻ được cực kỳ lớn khí. Giờ phút này, trò chuyện một chút mây mù vây quanh ở đó Đoan Mộc trong phủ ương, có một tòa bỏ túi hồ liền thật giống như Minh Châu vậy, tô điểm ở nơi đó, bay lên sương mù, lóe lên linh quang lóa mắt thải, còn có cầm nữ tiếng đàn lượn lờ, tí ti lọt vào tai, lộ vẻ được dị thường hoa mỹ. Mà ở đó hồ khu vực chính giữa, thẳng đứng một tòa trường đình, linh quang le que, trong sảnh lúc này đang có mấy người ngồi. Trong đó đặc biệt ba người, cả người tản mát ra hơi thở kinh khủng nhất. Một, là vậy ngồi ở trong sảnh chính giữa chủ vị tóc bạc mặt hồng hào cụ già, hai tấn có một món mái tóc dài màu trắng, thẳng đứng cổ bên bờ, con người hơi híp, môi khoan hậu, tuét miệng cười, cho người cảm giác giống như là một cái tiếu diện hổ vậy. Lúc này, nếu là có ở nơi này Thanh Long Câu lẫn vào lâu dài cụ già ở nơi này, nhất định sẽ không khỏi hơi biến sắc mặt, trong miệng mặt kêu lên một tiếng, Đoan Mộc lão nhân. Không sai, cái này cho người cảm giác âm lạnh lẽo, giống như là một cái tiếu diện hổ cụ già không phải người khác, chính là cái này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên tán tu cường giả. Đoan Mộc lão nhân. Bất quá lúc này đình này bên trong, nhưng thật giống như cũng không phải là chỉ có hắn một người. Chỉ gặp ở đó Đoan Mộc lão nhân trái phải mỗi tay từ vị thứ nhất chỗ ngồi, phân biệt ngồi hai vị làm người ta không dám xúc phạm nhìn thẳng bóng người. Bên trái vị kia, đầu chọc liếc mắt, mau mau táo táo xám trắng râu dài ngược lại là còn có như vậy mười mấy cây. Người này cho người cảm giác ít nhất là cái loại đó già 70 đến 80 lão đầu, khô ráo trong miệng răng cũng thiếu không thiếu. Bất quá, muốn vì vậy người thì phải dám khinh thị hắn mà nói, vậy thì hiển nhiên sai hoàn toàn. Cái này đầu chọc liếc mắt già 70 đến 80 ông già, tên là Lỗ Vượt Qua, ở nơi này Ưng Giản Hạp bên trong khu vực. Có lẽ rõ ràng không hiện, bất quá, nếu là ở đó ngoài mấy ngàn dặm một cái những thứ khác địa vực. Đạp trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên Lỗ Vượt Qua tên, nhưng vẫn là rất vang dội. Không sai, cái này Lỗ Vượt Qua cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Bàn về sức chiến đấu, sợ rằng không kém với vậy Đoan Mộc lão nhân nhiều ít. Trừ cái này ra, vậy Đoan Mộc lão nhân lúc này bên tay phải một vị kia, là một vị người mặc vào bụi đất màu vàng trường sam nước chữ mặt to chàng trai. Hắn ánh mắt như dao, vai rộng thể tráng, uy vũ thô bạo, cho người cảm giác đầu tiên chính là không dễ chọc. Mà trên thực tế, cũng đích xác là như vậy. Thiết sư tử, nghiêm chu, đây cũng là hắn ngộn số và tên chữ. Người này tuy và Đoan Mộc lão nhân, Lỗ Vượt Qua hai người như nhau, đều là tán tu thân phận trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả, nhưng là... Nghe nói trong tay hắn đã nhuộm qua bất quá một vị cùng cấp tu sĩ, chết máu. Đổi câu mà nói, cái này thiết sư tử nghiêm chu trên tay nhưng mà có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả án mạng. Loại người này, không thể so với vậy cái trước hai người lợi hại hơn. Đoan Mộc huynh, ta nghe nói cái gì đó đảo Thương Lam bên kia, đã có tin tức truyền tới. Như thế nào, vị luyện đan sư kia, nguyện ý đến bên này sao? Mấy người ngồi ở đó bên trong phòng khách. Vậy Lỗ Vượt Qua, đột nhiên gạt ra chân mày cười hỏi. Ừ, nghe vậy, vậy thiết sư tử nghiêm chu cũng là con ngươi hơi giật giật, đem để ly trà trong tay xuống, nhìn về Đoan Mộc lão nhân.
Lỗ huynh ngươi ngược lại thật là tin tức thật linh thông. Bên kia vừa mới truyền tới tin tức, ngươi cũng đã trước thời hạn biết. Bị hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả như thế trực câu câu nhìn, vậy Đoan Mộc lão nhân ngược lại là không có mất bình tĩnh cái gì, mà là hơi lắc đầu, híp mắt khẽ cười cười, liền lại tiếp tục mở miệng nói, bất quá không sai, bên kia quả thật đã truyền tới tin tức, vị luyện đan sư kia. Bây giờ thật giống như đã ở tới chúng ta Thanh Long Câu trên đường. Thật, nghe vậy, vậy Lỗ vượt qua tràn đầy người già hạt ban trên mặt chính là một hồi kích động, rồi sau đó không khỏi cười lên, nhìn Đoan Mộc lão nhân nói, vẫn là Đoan Mộc huynh ngươi có biện pháp. Nếu là không có ngươi mà nói, chúng ta cứ như vậy đần độn chạy đi cái gì đó đảo Thương Lam, đến lúc đó, nhất định sẽ thuộc về cục diện bị động. Ha ha, nghe được cái này vậy Đoan Mộc lão nhân khẽ mỉm cười, trong ánh mắt, nhưng là để lộ ra một món nhàn nhạt cao ngạo, mở miệng cười nói. Những cái kia cái các luyện đan sư, mỗi một người đều là tâm cao khí ngạo, trong mắt không người, lỗ mũi hướng lên trời. Cho nên phải là chúng ta thật ngoan ngoãn chạy đi vậy đảo Thương Lam, không chừng sẽ bị người nọ như thế nào gây khó khăn, như thế nào cay nghiệt đâu. Hắn nhất định sẽ nhận là chỉ cần chúng ta là muốn cầu cạnh hắn, đây chính là hắn ngạo mạn vốn. Không sai, những thứ này cái luyện đan sư, dựa vào mình biết luyện đan, giống như không biết mình là đồ chơi gì mà, thứ gì. Cho bọn họ chút mặt mũi liền chỉ biết là dẫm lên mặt mũi, trong mắt không người, hừ, đồ chơi gì. Chấm, vậy Lỗ vượt qua hình như là tràn đầy nhận thức vậy, cau mày, cắn răng nghiến lợi mắng. Trên thực tế, hắn bởi vì là một ít chuyện cần cầu đến luyện đan sư hỗ trợ, hắn cái này mấy năm gần đây nhưng mà không bớt cùng những cái kia lỗ mũi hướng lên trời người giao tiếp, nhưng coi như là như vậy, nín tức cành hông không nói, đến bây giờ sự kiện kia lại có thể cũng còn không làm được. Người nói trong lòng của hắn không tức giận mới là lạ. Cho nên lần này, Đoan Mộc lão nhân nói một chút cấp cho vậy không biết thần bí luyện đan sư một nho nhỏ hạ mã uy, hắn liền không chút do dự ăn nhịp với nhau. Tượng đất cũng có ba điểm lửa, huống chi hắn Lỗ vượt qua đường đường trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên cường giả, há lại là cái gì đùa giỡn. Lời mặc dù là như thế nói, nhưng nếu là, một khi lồng khéo thành vụng, nên làm cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này vậy nước chữ mặt to thiết sư tử nghiêm chu nhưng có chút lo âu mở miệng, nói. Tuy nói, những cái kia cái luyện đan sư thúi nóng này, cùng với cái loại đó lỗ mũi hướng lên trời, trong mắt không người tư thái là có chút làm người ta ghét, nhưng vấn đề là, dù sao cũng là bọn họ có cầu ở phía trước, cho nên tư thái hạ thấp một chút, vậy dễ hiểu. Nếu không, nếu là đối phương không muốn ra tay giúp bọn họ, vậy phải làm thế nào? Không có biện pháp. Ai kêu bọn họ là cầu người một phương? Đáng đời bị động. Nghiêm huynh, nói có thể không phải nói như vậy. Phải biết, chúng ta ba người là thân phận gì. Chúng ta nhưng mà đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ, cho nên, coi như người nọ địa vị là luyện đan sư, chẳng lẽ, cũng không nên cho bọn ta mặt mũi sao? Vậy Đoan Mộc lão nhân nhàn nhạt mở miệng, chán ở giữa vậy cổ tử kiêu ngạo vẻ lộ vẻ được hơn nữa rõ ràng. Rồi sau đó lại gặp hắn nhàn nhạt nói, những cái kia cái từ lỗ mũi hướng lên trời người, dựa vào bọn ta muốn cầu cạnh hắn, liền tự cho là đúng, coi trời bằng vung. Ta phải nói, hừ, còn không bằng trực tiếp ra tay đem bắt lại, đến lúc đó, hắn còn dám không vì bọn ta làm việc. Bắt lại, vậy Lỗ vượt qua thật giống như có chút ý động, híp mắt lẩm bẩm nói. Đoan Mộc huynh, cái này lời cũng không thể nói bậy bạ. Có thể vậy, thiết sư tử, nghiêm chu nghe vậy nhưng chợt thần sắc trầm xuống, thanh âm dần dần lạnh xuống, nói, đệ ta sự việc ngươi hẳn biết, người này nếu có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn ngân văn đan dược, thì hẳn là hy vọng cuối cùng của ta. Nói đến đây vậy nghiêm chu dừng một chút, thanh âm lại lần nữa lạnh hơn, nói, xấu xí nói ta nói trước ở trước mặt, nếu là người nọ không có biện pháp cứu đệ ta, thì thôi, nhưng nếu là một khi có một chút hy vọng. Vậy ta cũng không muốn người bất kỳ phá xấu xa. Nếu không, đừng trách ta nghiêm mẫu người trở mặt không nhận người. Vừa nói, một cổ tàn bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn dần dần giật tán ra. Rất là kinh người. Vậy Lỗ vượt qua cùng với Đoan Mộc lão nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Nghiêm huynh, ngươi làm gì vậy? Đoan Mộc huynh khẳng định không ý đó, chẳng qua là tùy tiện nói một chút. Đừng tức giận, đừng tức giận. Rồi sau đó liền gặp vậy Lỗ vượt qua cười đứng ra giảng hòa nói. Cùng lúc đó, còn gặp mắt thần mịt mờ thật sâu nhìn nghiêm chiều rộng một cái. Trong ánh mắt kia, tràn đầy kiêng kỵ. Tên này,
chẳng lẽ đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên đỉnh cấp? Ha ha, nếu Nghiêm huynh không thích nghe lời này, vậy ta không nói. Nói sau ta cũng có cầu với người nọ phải không? Vậy Đoan Mộc lão nhân ha ha cười một tiếng, qua loa lấy lệ đã qua. Mấy ngày sau đó, nào đó ngọn núi lĩnh trung tránh có ba đạo phát ra thấp giọng gào thét thanh âm đang bay nhanh. Vậy ba đạo thân ảnh chính là ba đầu uy phong lẫm lẫm hắc vũ hung chó sói, Trần Phi, Thương Khôn, Lam Kình ba người ngay tại cưỡi ở phía trên. Hiển nhiên, bọn họ lúc này là đang chạy về Thanh Long Câu trên đường. Bất quá nhắc tới, như vậy thời gian dài đường xá xa xôi, đối với Trần Phi mà nói thật đúng là một lần khó khăn phải cùng mới lạ thể nghiệm. Dẫu sao hắn trước kia cũng không có cưỡi hung chó sói, đuổi thời gian dài như vậy đường. Chủ nhân, lại bay qua trước mặt cái đó đỉnh núi, Thanh Long Câu hẳn liền đến nhanh. Dọc đường, vậy Thương Khôn đạo nhân đột nhiên chỉ phía trước một tòa dốc, cao ngất đỉnh núi mở miệng nói. Phải đến, vậy hãy mau, tăng tốc độ đi. Nghe vậy Trần Phi thần sắc khẽ động, mở miệng nói. Ngao ô, ngao ô ngao ô ngao ô. Dưới háng ba đầu hung chó sói không chút nghĩ ngợi ngửa đầu gầm thét một tiếng, tăng tốc độ hướng núi kia đầu nhảy tới. Khi bọn hắn nhảy tới núi kia đầu sau đó, một bức có động thiên khác khác hẳn mà thôi cảnh tượng chính là một chút xíu xuất hiện. Vạch trần vậy cái khăn che mặt thần bí. Chỉ gặp vậy dốc, cao ngất đỉnh núi sau đó, bất ngờ là một cái phảng phất là thiên hắc giống vậy to lớn rãnh sâu, kéo dài tới phương xa chỗ sâu. Đó là, không chỉ có như vậy. Làm Trần Phi thấy rõ ràng ngày đó hắc vậy to lớn rãnh sâu lên đại khái sau đó, không khỏi lập tức liền trong mắt đều có chút hơi híp. Bởi vì là ở đó một xếp xếp, từng cái kéo dài tới xa xôi chỗ sâu dốc rãnh sâu trên vách đá, lại là có từng ngọn san sát nhà cửa. Những nhà kia vật theo bất ngờ vách đá mà xây, có, thậm chí còn là che ở đó hai bên trong thạch động, một tầng tiếp theo một tầng. Làm người ta lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, thật là cảm giác hết sức rung động. Và ngạc nhiên. Đây chính là Thanh Long Câu. Trần Phi tò mò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, đây chính là Thanh Long Câu. Vậy Thương Khôn đạo nhân gật đầu cười, nói. Đạt được Thương Khôn đạo nhân như vậy trả lời khẳng định, Trần Phi ánh mắt hơn nữa kinh dị. Nhìn vậy trước mắt rung động, mới là cảnh tượng quan sát hồi lâu, hắn mới dần dần thu hồi ánh mắt quang. Đi thôi, chúng ta đã qua. Rồi sau đó liền gặp hắn đánh hung chó sói bay nhanh bay vậy đi. Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng là không chút do dự đi theo. Càng hướng Thanh Long Câu đến gần, Trần Phi ba người tốc độ liền càng chậm lại. Bởi vì là đến lúc này, đã không phải là chỉ có bọn họ đoàn người, ở hướng vậy Thanh Long Câu đến gần. Dọc đường, các loại linh quang lóe lên bóng người chạy như bay qua. Có, dưới háng như bọn họ như nhau, là cưỡi hoặc là uy mãnh, hoặc là phiêu giật. Hoặc là xinh đẹp thú cưỡi, cũng có, là cặp chân kia hạ dứt khoát đạp các loại khí tức cường đại trung phẩm pháp khí. Mà làm những cái kia có người sẽ từ Trần Phi ba người bên cạnh vượt qua đi qua thời điểm, cơ hồ phần lớn, cũng biết không nhịn được theo bản năng hướng Trần Phi ba người dưới háng hung chó sói liếc một cái. Sau đó, bọn họ nhìn về Trần Phi ba người ánh mắt cũng đã mang theo chút kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là có chút nhãn lực kính nhi. Rõ ràng Trần Phi bọn họ ba người dưới háng vậy hắc vũ hung chó sói, người bình thường, căn bản là thuần phục không được, chớ nói chi là cái gì cưỡi. Giống như hắc vũ hung chó sói cái loại đó lợi hại hung thú, vốn là trời xanh tính hung hãn, thậm chí tàn nhẫn, cưỡng ép làm ra vẻ cưỡi mà nói, sợ rằng khả năng lớn nhất tính chính là sẽ lồng khéo thành vụng, đem mình cho nhập vào, làm thành trọng thương. Mà bây giờ, vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói. Bất kỳ một đầu hiện vào lúc này đều là lạ, cùng chỉ nghe lời cún con tựa như được. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ hết thảy. Bất quá đối với những người lui tới kia ánh mắt kính sợ, Trần Phi bọn họ cũng lười để ý. Nhất là Thương Khôn, Lam Kình hai người, sợ rằng bọn họ cũng sớm đã thói quen liền chứ. Cái này Thanh Long Câu, quả thật so đảo Thương Lam tốt hơn nhiều. Vừa hướng trước vậy Thanh Long Câu làm sao cùng đến gần, Trần Phi vừa cười nói. Không nói cường giả số lượng, chỉ là kiến trúc này quy mô, thật giống như đảo Thương Lam thì hoàn toàn không có biện pháp và cái này Thanh Long Câu so à. Đó là tự nhiên, cái này Thanh Long Câu người khai sáng nhưng mà Nguyễn Sanh Lơ Long đại nhân, lấy hắn thực lực, còn có uy vọng, hấp dẫn rất nhiều không phục Tử Viêm cung mạnh đại tông môn thế lực, cùng với tán tu đến chỗ này. Trăm hoa đua nở, lâu ngày,
chỗ này coi như là Tử Viêm cung, Cự Không giáo, Bùi gia các loại, đều đã rất nhức đầu chứ. Ha ha, Thương Khôn đạo nhân cười nói. Hi hi, nếu là cùng chúng ta thành công đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới, cũng không gặp được có thể so với vậy Nguyễn Thanh Long kém. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đây là trực tiếp đến cửa đi tìm vậy Đoan Mộc lão nhân, vẫn là. Vậy Lam Kình lão nhân cười hắc hắc cười, lại hỏi. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, đường xá xa xôi vài ngày như vậy, không cần phải cấp ở nơi này tạm thời, hơn nữa, ta thật giống như vậy không cần phải thật thì phải đến cửa đi tìm bọn họ. Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt lẩm bẩm nói. Mà nhưng vào lúc này, một vị người mặc vào thanh long câu hộ pháp đội thép dòng khôi giáp binh lính xít tới gần. Hắn ánh mắt rơi vào Trần Phi ba người dưới háng hắc vũ hung chó sói lên, rõ ràng lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó liền gặp hắn cung cung kính kính hướng Trần Phi ba người khom người nói, ba vị đại nhân, chúng ta thanh long câu quy định không cho phép hung thú cưỡi vào thành, cho nên. Biết, Trần Phi từ vậy dưới háng hắc vũ hung chó sói phía trên nhảy xuống, hướng vậy hộ pháp đội binh lính cười nói, như vậy ba đầu người liền phiền toái ngươi giúp chúng ta an bài một chút. Các người ba cái nghe lời một chút, đừng làm rộn chuyện. Hướng vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói cúi đầu hạ thấp giọng nói một câu, Trần Phi liền trực tiếp là bước hướng vậy thanh long trong rãnh mặt đi tới. Ngao ô ngao ô ngao ô. Từ sau lưng hắn truyền đến ba đạo dâng chào sói chu. Sau đó, vậy ba đầu hắc vũ hung chó sói liền bị mang đi. Trong này còn thật là náo nhiệt à. Tiến vào thanh long câu, đập vào mắt có thể thấy được hoàn toàn đều là đầu người nhốn nháo cảnh tượng. Cái này thanh long câu không hổ là toàn bộ Ưng Giản Hạp bên trong khu vực khổng lồ nhất tán tu nơi tụ tập, quản rộng trên mặt đường, cơ hồ đầy người. Hơn nữa từng cái hơi thở nội liếm, đều là bất phàm. Này, các người có nghe nói hay không, nghe nói có người ở đó Cự Không giáo địa giới mà lại phát hiện một tòa cổ xưa mộ huyệt. Nghe nói lai lịch không nhỏ à. Người mới biết à. Ta nhưng mà đã sớm biết, ta nghe nói, vậy hình như là một vị mấy trăm năm trước, hết sức liền không phải luyện đan sư phần mộ. Đều không nói đan dược còn có luyện đan tài liệu, sợ rằng ở đó trong mộ, còn biết không hề thiếu những thứ khác chân quý vật chôn theo. Nghe nói vậy tòa cổ xưa mộ huyệt là bị Tư Mã đại nhân phát hiện trước, nhưng sau đó lại bị Cự Không giáo người nhanh chân giành trước. Bất quá, Tư Mã đại nhân cũng không phải là cái gì hiền lành. Cho nên ta phỏng đoán mộ huyệt kia đồ vật bên trong, bọn họ hẳn sẽ chia một nửa. Không biết, không quá ta nghe nói, qua mấy ngày Tư Mã đại nhân sẽ ở vậy Thanh Long đình chủ trì một tràng đấu giá. Đến lúc đó lại xem, chẳng phải sẽ biết. Thật, đến lúc đó nhất định đi xem, vạn nhất thật có cái gì tốt bảo bối đâu. Bất quá đi đi, bên tai đột nhiên lẻ tẻ truyền đến như vậy tiếng nói nhỏ. Hết sức liền không phải luyện đan sư phần mộ. Trần Phi hé mắt, rồi sau đó nhiều hứng thú cười lên, nói, xem ra chúng ta vận khí còn thật không tệ. Muốn là ở đâu mặt có cái gì ta có thể dùng được đồ. Đến lúc đó được đi xem một chút, loại này cơ hội, có thể không thể bỏ qua à. Tư Mã đại nhân tự mình chủ trì đấu giá, vậy cũng quả thật hẳn là có mấy phần hàm kim lượng. Thương Khôn đạo nhân cũng là hơi có chút giật mình gật đầu một cái, lại nói, chủ nhân. Vậy Tư Mã đại nhân cũng là cái này thanh long câu ba đại trúc cơ chân nhân cảnh một trọng thiên một trong cường giả. Vốn tên là Tư Mã Khôn. Như vậy, vậy thì càng hẳn đi qua. Trần Phi chố mắt nhìn, còn có hứng thú. Oanh, oanh, oanh. Có thể nhưng vào lúc này, sau lưng cách đó không xa cửa vào nơi cửa chính nhưng lại đột nhiên truyền đến chói tai phá không vang lớn. Từng đạo chói mắt cầu vòng không chút kiêng kỵ lăng không trung bước vào thanh long câu nhập môn chỗ. Lăng không trung mà qua, có chừng mấy chục đạo nhiều. Xuy xuy xuy. Sau đó, mọi người bên tai liền giống như là vang lên từng đạo hung thú tiếng gào thét. Nhìn sang, chỉ gặp vậy hung khí lăn lộn, linh quang lóe lên, bất ngờ là tất cả hơi thở khủng bố, bề ngoài giữ tợn hai đầu yêu dị hung thú. Vậy tất cả hung thú phía trên, tất cả chở một người tu sĩ, ăn mặc giống vậy kiểu quần áo, sau lưng mặt in hai cái lớn, Cự Không, hai chữ. T, là Cự Không giáo người, kinh người như vậy chiến trận, như vậy to lớn xếp trận, trọng yếu nhất là những người đó sau lưng trên y phục mặt in, Cự Không, hai chữ, trực tiếp là làm không ít người con người co giúp một cái, âm thầm kinh hãi đứng lên. Ngược lại hút khí lạnh lên tiếng. Cự Không giáo, Ưng Giản Hạp ba đại đỉnh cấp siêu cường thế lực. Bàn về nội tình, bàn về tổng hợp sức chiến đấu,
sợ rằng so với kia Tử Viêm cung cũng mạnh hơn ra một ít. Cho nên, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ dám coi thường Thanh Long Câu quy củ. Đem vậy hung thú thú cưỡi điều khiển vào thành chứ. Không chỉ có như vậy, những thú dữ kia còn trực tiếp là từ bọn họ trên đầu, lăng không trung dẫm lên. Loại này được là, nếu là chui vào chỗ có vấn đề hoặc là nói khó nghe một chút, thật là đều là vũ nhục. Trong mắt không người. Hừ, không phải là dựa vào cự không giáo lợi hại sao? Thật lấy là mình là đồ chơi gì mà, hừ. Có người hùng hùng hổ hổ mắng thầm, hiển nhiên là không phục lắm. Nhưng càng nhiều người hơn, ngẩn ra sau đó, vậy vẻn vẹn chỉ là lắc đầu một cái, liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Nếu không còn có thể thế nào? Ở nơi này tu chân giới, nói cho cùng hay là thực lực phi tôn à? Đi thôi, đi trước tìm một có thể nghỉ ngơi và chỗ tu luyện. Ta tựa hồ cảm giác được cảnh giới có chút hơi giãn ra. Nhìn vậy cự không giáo người đánh hung thú phách lối lăng không tới, Trần Phi hơi bĩu môi, hướng vậy sau lưng Thương Khôn, Lam Kình hai người chậm rãi mở miệng nói. Chẳng qua là hắn lời này vừa ra, vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người liền lập tức không nhịn được ánh mắt cả kinh. Chủ nhân ngươi lại phải đột phá, vậy Lam Kình lại là không nhịn được nói, một mặt kinh ngạc kinh hô lên, nói. Phải biết, từ bọn họ thành là Trần Phi nô bộc sau đó. Liền không thiếu đảm nhiệm Trần Phi bồi luyện công tác, tự nhiên cũng rất rõ ràng, bọn họ chủ nhân Trần Phi, cái này không phải mới vừa mới đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới. Cái này bây giờ làm sao liền lại? Chẳng qua là hơi có như vậy một chút xíu manh mối. Muốn hoàn toàn đột phá, vẫn là kém một ít, cần thời gian. Bất quá Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói. Hắn mới vừa rồi lời kia chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy. Dẫu sao hắn mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới, coi như là dập đầu thuốc, vậy chưa đến nỗi nhanh như vậy lại phải tiếp tục đột phá à? Nguyên lai là như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân lúc này mới, chuyện đương nhiên, gật đầu một cái, lại nói sau nói cái này Thanh Long Câu có chuyên môn dùng để đối bên ngoài thuê ở tu luyện đình viện và động phủ. Người trước cấp bậc còn có linh khí trình độ đậm đà, hốc muốn so với người sau cao một chút. Ta mang ngài qua khu. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, rồi sau đó liền gặp bọn họ hướng Thanh Long Mương sâu chỗ đi tới. Ở đó Thanh Long Mương sâu chỗ, có một tòa rõ ràng có thể cảm giác là bị một cái linh mạch cho xuyên qua mà qua thấp lùn núi cao chót vót. Xa nhìn sang rất là bắt mắt. Bất quá vậy thấp lùn núi cao chót vót bây giờ lại có thể trực tiếp là bị tiêu diệt, hình thành một khối rất là bóng loáng khu vực, ở phía trên kia san sát thẳng đứng các loại các dạng linh quang lóe lên đình viện. Linh khí lại hết sức đậm đà, cho người cảm giác cấp bậc cao cấp. Đi tới vậy đến gần tu luyện đình viện khu vực thời điểm, Thương Khôn trực tiếp là dẫn Trần Phi trước đi tới một tòa khá là khí phái lầu các chính giữa. Vừa đi vào lầu đó các chính giữa, Thương Khôn liền hướng một cái trong đó ngồi ngay ngắn ở bàn gỗ phía sau tu sĩ nhàn nhạt mở miệng nói, cho ta thuê ở một gian địa cấp tu luyện đình viện. Nửa năm thời gian, dứt lời, liền gặp hắn đã vẫy tay ném ra ngoài một túi linh thạch. Tràn đầy thịnh thịnh, lóng lánh mọi người hoa cả mắt. Địa cấp tu luyện đình viện, những người này là ai à, như thế có linh thạch, vậy địa cấp tu luyện đình viện nửa năm dạy thuê, có thể chỉ là tiền mướn thì phải 300 hạ phẩm linh thạch, cũng sắp có thể mua một kiện phổ thông trung phẩm pháp khí. Dùng để thuê ở đồ chơi này, không phải phá của sao? Có người đỏ con mắt nói. Xuyệt, im miệng, cũng đừng làm cho bọn họ nghe. Vậy đỏ con mắt người đồng bạn vội vàng thần sắc kinh biến đem quát bảo ngưng lại ở, sợ bị Thương Khôn, Trần Phi các người nghe được. Xem đùa giỡn, hắn lại không ngốc, làm sao có thể không biết có thể xuất nổi linh thạch thuê chỗ ở cấp tu luyện đình viện nhân vật lớn, há lại là bọn họ loại này cá nhỏ tôm nhỏ có thể tùy tiện đắc tội. Căn bản cũng không phải là một tầng thứ, được không? Bệnh đau mắt thật là bệnh, phải trị à? Phải, mấy vị đại nhân các người tới đúng dịp. Này địa cấp tu luyện đình viện vừa vặn cũng chỉ còn lại có như thế một tòa, các người tới có thể thật là đúng lúc. Vậy ngồi ở bàn gỗ phía sau tu sĩ lập tức trên mặt chất đống nổi lên nồng đậm nụ cười, nhìn Thương Khôn các người nhiệt tình cười nói. Hắn là cái này Thanh Long Câu bên trong, đặc biệt phụ trách tu luyện đình viện mướn người. Dĩ nhiên, đây cũng không phải điểm chính là hắn nếu có thể đem địa cấp tu luyện đình viện, loại này cao cấp nơi tu luyện thuê ở đi ra ngoài. Nhưng mà có thể được chia. Mà vậy chia số lượng, Quang bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng hắn cũng có thể làm mộng cũng cười tỉnh. Cho nên,
hắn hiện vào lúc này lại làm sao có thể không nhiệt tình, không kích động. Cái này hắn ma nhất định chính là ông thần tài tới cửa à. Mấy vị đại nhân, đây là các người thuê ở tu luyện đỉnh viện linh phù chìa khóa. Chữ địa số 5, cầm chìa khóa này trực tiếp đi qua là được. Rồi sau đó liền gặp hắn dùng, tốc độ của ánh sáng, thật nhanh làm xong thuê dừng tay tiếp theo, từ vậy bàn gỗ hạ lấy ra một quả màu đen linh phù. Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, đưa tay đón nạp màu đen linh phù. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bàn tay lại đột nhiên từ phía sau đưa tới. Tựa như là hoành hành bá đạo, không chút kiêng kỵ vậy, trực tiếp là hướng màu đen kia linh phù bắt tới. Cùng lúc đó, một đạo ngạo mạn vô cùng trẻ tuổi thanh, cũng là ở cùng trong chốc lát phảng phất là không cho phép nghi ngờ vậy vang lên. Này địa cấp tu luyện đình viện, ta muốn. Này địa cấp tu luyện đình viện, ta muốn. Làm vậy ngạo mạn vô cùng trẻ tuổi thanh vang sau khi thức dậy, một cái trắng noãn như ngọc bàn tay, liền giống như là báo săn mồi móng vuốt vậy, tốc độ nhanh tốc vô cùng, hướng vậy bàn gỗ phía sau tu sĩ đưa ra ngoài màu đen linh phù bắt đi. Tốc độ kia do như sấm, để cho người ứng phó không kịp. Thậm chí coi như là Thương Khôn như vậy không giống bình thường cao thủ, lúc này vậy bởi vì là sơ sót khinh thường, hoặc là càng phải nói là không nghĩ tới. Bị vậy chỉ trắng noãn như ngọc bàn tay được như ý, đem màu đen kia linh phù cho cướp đi. Ai, tự tìm cái chết, rồi sau đó nháy mắt tức thì, vậy Thương Khôn mặt mũi trực tiếp là ngay tức thì đổi được đột nhiên phát lạnh xuống, xoay đầu lại, cặp kia già nua trong con ngươi, lại là lướt qua lau một cái lăng liệt vẻ. Đây nên là biết bao lâu, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả, cũng không khả năng như vậy từ hắn trong tay cướp đồ chứ. Một khắc sau, vậy Thương Khôn trong cơ thể trực tiếp là hiện ra kinh khủng yêu khí, giống như nước lũ vậy dưới vào bàn tay hắn chính giữa. Hắn cũng không để ý tới đã bị cướp đi vậy cái màu đen linh phù, mà là vậy chỉ rót rót vào khủng bố yêu khí bàn tay chợt nâng lên, hóa là tay dao. Vo ve. Giống như thực chất vậy khủng bố yêu khí trực tiếp là phốc thử phốc suy ngưng tụ ở bàn tay hắn trên, tản mát ra nhàn nhạt làm người ta hoảng sợ hơi thở, da đầu tê dại. Yêu quang chấn động ở giữa, coi như là không khí vậy đều giống như là bị cắt ra như nhau, làm người ta trong lòng run rẩy đến sợ. Cái này một dao nếu là bị chém trúng, sợ rằng, coi như là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới cường giả cánh tay, vậy được trực tiếp là bị giống như chém dưa sắt thức ăn vậy chặt xuống tới. Khoảnh khắc ở giữa hóa là hai khúc. Ồ, Thương Khôn bàn tay hóa dao, hung hăng chém xuống tới, cùng lúc đó một đạo rõ ràng mang kinh dị bất ngờ thanh vậy vào lúc này có chút lo lắng vang lên. Hiển nhiên, người kia cũng là bị Thương Khôn cái này lăng liệt phản kích làm cho giật mình. Cái này sinh lão đầu nhi sức chiến đấu lại có thể như thế mạnh. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ, vẫn là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp. Quân thiếu gia, mau buông tay. Bất quá bây giờ lúc này cũng không phải là hắn suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Lúc này nếu như vậy quân thiếu gia nghi ngờ muốn cướp màu đen linh phù mà nói, sợ rằng một khắc sau, lão đầu này bàn tay, thì phải đem tay hắn cổ tay kể cả vậy cái màu đen linh phù cùng nhau lưu lại. Ta, đáng chết. Vậy được gọi chi là, quân thiếu gia, cũng chính là ngạo mạn vô cùng nam nhẹ giọng chủ nhân, một vị người mặc vào phiêu giật trường bào màu đen người tuổi trẻ nghe vậy sắc mặt biến. Một bên là cảm nhận được vậy Thương Khôn lạnh thấu xương phản kích, cái này một cái tay dao lại có thể như vậy lợi hại, làm trong lòng của hắn không kềm hãm được theo bản năng sợ. Bên kia, nhưng là ở thấy đối phương lại dám hướng hắn Tư Mã Quân ra tay, không biết hắn là thân phận gì, mà cảm giác được làm nhục. Bất quá, loại thời điểm này hắn ngược lại cũng không ngu, hiểu không là hành động theo cảm tình thời điểm, nếu không, đối phương nếu là thật dám đem hắn cái cánh tay này cổ tay. Kể cả màu đen kia linh phù cắt đi, hắn đi nơi nào khóc đi. Khi đó không đồng nhất thiết đã trễ rồi. Nghĩ đến đây, người trẻ tuổi kia mặt đầy làm nhục cùng tức giận, buông tay ra, đem màu đen kia linh phù ném ra ngoài. Mà đang ở tiếp theo. Xì một tiếng. Ngay tại hắn buông tay ra tại một chớp mắt kia, một đạo tựa như là lưỡi dao sắc bén vậy khủng bố tay đao ảnh tử, hoành cắt đi, rồi sau đó chỉ là vậy kéo dài ra lực lượng. Thuận tiện lấy một loại mắt thường có thể thấy được yêu khí sóng gợn chấn động phát ra mở ra. Phịch. Sắc 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 sắc. Một tiếng nổ vang, tay kia dao đang phía dưới mặt đất đá xanh gạch trực tiếp là bị yêu khí sóng gợn cho chấn động nổ tung, hóa là bột. Cùng lúc đó,
Thương Khôn một cái tay khác cuối cùng là vậy nhanh như thiểm điện đem màu đen kia linh phù cho bắt ở trong tay mặt. Hừ. Tiếp theo, lại là một tiếng hừ lạnh thanh. Vậy dọc theo người ra ngoài yêu khí sóng gợn trực tiếp là nổ tung, đánh phía trước, làm vậy ngạo mạn vô cùng nam nhẹ giọng chủ nhân mọi người ở đây hơi co rúm lại kinh hoàng con ngươi dưới, vô cùng chật vật ngã quỵ đi ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất. Bất quá sau đó nhưng có một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hắn, đem vô cùng chật vật tư thái cản lại. Hơn nữa tay áo bào huy động ở giữa, linh khí phun trào ra tới. Rốt cục thì làm vậy còn sót lại yêu khí sóng gợn bắt đầu bị từng đoạn chấn động tản ra. Nhưng mà lúc này, mọi người bên tai cũng đã vang lên một đạo cuồng nộ vô cùng tiếng kêu thảm thiết. CMN, CMN lại dám hướng ta Tư Mã Quân ra tay. Có biết hay không ta là ai? Có biết hay không ra ra ta là ai? CMN cái này lão già kia có phải hay không muốn tìm cái chết? Chỉ gặp vậy người mặc vào màu đen phiêu giật trường bào người tuổi trẻ. Lúc này đang ngã nhào trên đất, sưng mặt sưng mũi hướng Thương Khôn giữ tợn tức giận mắng. Mà ở người trẻ tuổi kia Tư Mã Quân bên người, còn có một vị người mặc vào vàng nhạt, màu xanh tương ở giữa khôi giáp trong người già nam tử, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thương Khôn, sống mũi rất cao rất dài, ánh mắt cũng giống như vậy, cho người cảm giác rất không cân đối. Hắn lúc này, một mặt hung tợn nhìn Thương Khôn, mặc dù trong ánh mắt kia cũng có chút kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn. Nhưng giống như là bị một loại tên là, không có sợ hãi, tâm trạng hoàn toàn tràn đầy. Hắn ánh mắt băng hàn nhìn Thương Khôn, uy nghiêm nói, các hạ là người nào? Lá gan thật đúng là lớn à, không biết chúng ta Quân thiếu gia, là họ Tư Mã. Hắn giọng mặc dù hung tợn, có thể lại có một loại rất là cao ngạo ý nghĩa. Giống như tên họ là Tư Mã, liền trời xanh cao hơn người một bậc, rất đáng giá được lỗ mũi hướng lên trời, ánh mắt dài ở trên trời. Bất quá, hắn lời này vừa nói ra, tại chỗ những người khác sắc mặt nhưng là theo chân liền biến. Cái gì, hắn nói người trẻ tuổi kia họ Tư Mã, hơn nữa tên chữ vẫn là Quân, đây chẳng phải là. Chẳng lẽ hắn chính là Tư Mã Khôn đại nhân thương yêu nhất hai cháu trai, Tư Mã Quân. Cái đó Thanh Long Câu nổi danh cậu ấm đại thiếu. Thật giống như thật đúng là hắn, trước kia ta có một lần ở đó Túy Hoa Lâu khoảng cách gần gặp qua hắn. Lần này có trò hay để nhìn. Tư Mã Quân ra ra nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả, Tư Mã Khôn đại nhân. Hơn nữa ta nghe nói thằng nhóc này là điển hình lòng dạ nhỏ mọn, tỷ vết nào phải trả. Ai dám đắc tội hắn, vậy hoàn toàn đều là tìm chết được là, huống chi, bây giờ cái này vẫn bị đánh, mất hết mặt mũi. Hây, lời mặc dù là như thế nói, bất quá, ta xem ra lão đầu thật giống như cũng không phải người bình thường. Tư Mã Quân bên người tên kia các người thấy không? Đây chính là Tư Mã Phủ nổi danh cao thủ luyện khí tầng 9, Hạ Nguyên Khuê. Có thể nhìn dạng như bây giờ, thật giống như liền hắn đều không phải là lão đầu kia đối thủ à. Cái gì, hắn chính là Hạ Nguyên Khuê. Ta biết hắn, thật giống như đã từng có một gan dám đắc tội Tư Mã Phủ luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, chính là ở hắn trong tay không minh bạch chết. Vậy nói như vậy, đám người kia, cũng là lợi hại ngạnh cha mà. Ngạnh cha mà, chớ có nói đùa. Trừ phi phía sau bọn họ vậy đứng một vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh chỗ dựa, nếu không, bọn họ cầm bản lãnh gì đi theo Tư Mã Phủ làm khó dễ. Đây không phải là khôi hài sao? Không sai, cường giả trúc cơ chân nhân cảnh có thể không phải là đùa. Coi như là chúng ta Thanh Long Câu, kể cả Nguyễn Thanh Long đại nhân ở bên trong, cũng chỉ có 4 người mà thôi. Xốc xếch không chịu nổi bên trong lầu truyền đến từng đợt rung động vô cùng tiếng bàn luận xôn xao. Tư Mã Quân, đây chính là bọn họ Thanh Long Câu có danh tiếng cậu ấm đại thiếu, chính là Tư Mã Phủ Tư Mã Khôn đại nhân thương yêu nhất hai cháu trai, chỉ là một điểm này, cũng đủ để làm hắn ở nơi này Thanh Long Câu xông pha, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ nhìn hắn vậy sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, tấm tắc, ba tên kia là thật không biết, vẫn là vô cùng gan dạ, lại dám hướng Tư Mã Quân động thủ, sẽ không sợ Tư Mã Phủ tìm bọn họ phiền toái. Nhưng tiếc là, đừng nói Trần Phi bọn họ đúng là không biết, cái này dám can đảm cướp bọn họ đồ tiểu tử, lại có một chút cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới ra ra, như vậy cường hãn bối cảnh. Coi như là biết, thì phải làm thế nào đây? Rồi sau đó liền gặp Trần Phi mặt không cảm giác mấy bước đi lên tới, từ vậy Thương Khôn trong tay tiếp nhận màu đen kia linh phù, cầm ở đối phương tầm mắt trước mặt quơ quơ, mới nhún vai một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, là họ Tư Mã. Xin lỗi. Chúng ta ở nông thôn,
kiến thức thiếu, không biết cái gì tư mã không tư mã, bất quá. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút, nhìn vậy nghe vậy sắc mặt đã có chút biến Tư Mã Quân cùng với Hạ Nguyên Khuê hai người, ánh mắt híp một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lướt qua nhàn nhạt dùng mình, chậm rãi lẩm bẩm nói, bất quá, các người mới vừa rồi là muốn cướp chúng ta đồ. Cái này líu díu thanh lời của ở giữa, lại cho người cảm giác rõ ràng mang một chút xíu dùng mình. Ước chừng chẳng qua là cảm giác được Trần Phi lời nói trong vậy vẻ lạnh lẽo, vậy Hạ Nguyên Khuê liền theo bản năng trong lòng run lên, sắc mặt lại lần nữa biến đứng lên. Ngươi, sau đó liền gặp mắt thần có chút kinh nghi nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới, Trần Phi đang minh xác đã biết bọn họ lai lịch và thân phận dưới tình huống, còn lại dám hướng về phía bọn họ Trần trụi Trần triển lộ ra một ít dùng mình. Càng không nghĩ đến, giống như là Trần Phi loại này tuổi quá trẻ người tuổi trẻ, lại có thể làm hắn Hạ Nguyên Khuê đều cảm giác được một tia tim hồi hộp run rẩy. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Con bà nó, CMN là thứ gì, dám như thế đối với ta Tư Mã Quân nói chuyện. Đừng lấy là thật lực lợi hại một chút thì ngon, có biết hay không cái này Thanh Long Câu là ai địa bàn? Có biết hay không cái này Thanh Long Câu mấy người kia lợi hại nhất? Là gia gia ta, là gia gia ta Tư Mã Khôn. Lão nhân gia ông ta nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên siêu cường cao thủ. CMN tin không tin chỉ cần lão tử bây giờ một câu nói, là có thể tùy thời tìm người tới đem mấy người các ngươi chó má tất cả đều giết chết. Tất cả đều đầu lìa khỏi xác. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Quân ở thấy Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy ra oai, bày ra loại này tư thái, nhất thời không nhịn được nổi giận. Nhảy cỡn lên, sắc mặt oán độc, dữ tợn cùng với cao ngạo chỉ Trần Phi ba người một lần quát mắng. Rất là ngạo mạn. Cái này Tư Mã Quân dẫu sao còn trẻ, trọng yếu hơn chính là có cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên gia gia, cho nên từ nhỏ đến lớn cũng ngạo mạn, cuồng ngông thói quen. Ở nơi này Thanh Long Câu, ai dám không cho hắn Tư Mã Quân mặt mũi. Cho nên hắn bây giờ coi như là đã phát giác, Trần Phi ba người sợ rằng không bình thường, lai lịch không nhỏ, nhưng mà hắn nhưng càng tin chắc gia gia mình Tư Mã Khôn mới là nghiêu bức nhất. Đối phương lại dám trêu chọc hắn Tư Mã Quân, còn dám đánh hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Cái này làm hắn không hổn hển mới là lạ. Cho nên lúc này, còn trẻ hết sức lông bông Tư Mã Quân cuối cùng là không nhịn được nhảy cỡn lên, chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng. Quân thiếu gia. Vậy Hạ Nguyên Khuê ở gặp đến lúc này Tư Mã Quân lại vẫn chỉ Trần Phi lỗ mũi mắng, nhất thời không nhịn được trong lòng một cái lộp bộp, hơi biến sắc mặt quát lên. Tuy nói, bàn về bối cảnh bọn họ Tư Mã Phủ khẳng định không sợ, nhưng vấn đề là, hảo hán cũng phải không ăn thua thiệt trước mắt, à. Bây giờ đối phương ba cái tên này thêm cùng nhau, rõ ràng so hắn Hạ Nguyên Khuê lợi hại, cho nên phải là thật đem đối phương chọc tức, làm, động thủ nói sau. Hắn Hạ Nguyên Khuê ngược lại là không có vấn đề, người Tư Mã Quân đâu. Lưu lại nơi này bị đánh. Đây không phải là ngu đần sao? Ai, nếu không phải bởi vì làm cho này ngu đần có cái nghiêu bức ra ra, lại là nhất bị Tư Mã đại nhân sủng ái, lấy hắn Hạ Nguyên Khuê thực lực và thân phận. Làm sao đắng ngày ngày đi theo ở nơi này loại đầu óc có cái hố cậu ấm đại thiếu bên người, là hắn an tiền mã hậu đâu. Bất quá những ý nghĩ này và ý niệm mặc dù đều đã xuất hiện, có thể nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, làm hắn nắm lấy có phải hay không nên ngăn cản Tư Mã Quân như vậy tiếp tục phách lối thời điểm, Trần Phi nghe được đối phương nói, đã lúc này sắc mặt liền trầm xuống. Đoan Mộc lão nhân làm giá chuyện này, vốn là để cho trong lòng của hắn có chút cáu, mà bây giờ... Lại đụng phải cái như thế, dị thường quen thuộc, ngu đần cậu ấm đại thiếu, hắn làm sao có thể không muốn trước đánh một đánh, phát tiết một chút. Đem chúng ta toàn bộ giết chết, tốt, vậy ta ngược lại muốn xem, là ta muốn giết chết ngươi, vẫn là ngươi trước giết chết chúng ta. Tới đây cho ta đi, Trần Phi khóe mắt và trong ánh mắt đều ở đây vậy ngay tức thì hiện ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Vung tay lên, cuồn cuộn linh quang còn có kiếm khí chính là cấp tốc phun trào ra. Ngưng tụ thành năm móng, cách thật xa chính là hướng vậy Tư Mã Quân nhiếp liền đã qua, một chảo kéo một cái. Con bà nó, hu hu, hu hu, nghe được Trần Phi phách lối như vậy lời nói phản kích, vậy Tư Mã Quân nguyên bản còn điều kiện phản xạ giận dữ, nhưng sau đó, hắn liền sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt xông ra kinh hoàng. Bởi vì là, hắn lại có thể cảm giác có một cổ vô hình linh khí sẽ ở đó ngay tức thì lại đã kẹt hắn cổ. Sau đó hắn cả người liền bị vậy lạnh như băng lực lượng xách lên, lăng không trung bay về phía Trần Phi.
Quân thiếu gia, các người dám. Vậy Hạ Nguyên Khuê thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trần Phi các người lại có thể thật còn dám động thủ, theo bản năng muốn ngăn cản. Tư Mã Khôn đem hắn an bài ở Tư Mã Quân bên người, chính là vì bảo vệ hắn an toàn, cho nên nếu là thật xảy ra vấn đề gì nói, hắn đối hắn áy náy. Oanh! Ta khuyên ngươi đàng hoàng đứng ở đó, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng sau đó liền gặp hắn màng nhĩ trợt một hồi, một cổ kinh khủng yêu khí giống như là biển sâu núi lửa phun trào vậy, chấn động vang khắp ở màng nhĩ của hắn trong. Một cổ kinh khủng yêu khí sau đó trực tiếp là đem phong tỏa. Hắn sắc mặt lại lần nữa biến, có chút sợ hãi nhìn Thương Khôn, chỉ gặp người sau mặt không cảm giác lạnh lùng đối với hắn nói. Cái này Hạ Nguyên Khuê, mặc dù thực lực coi như qua phải đi, có thể ở Thương Khôn bực này đổi tai người trong mắt, nhưng thật liền không coi vào đâu. Cùng phổ thông luyện khí tầng 9 không việc gì khác biệt. Vèo. Mà nhưng vào lúc này, vậy Tư Mã Quân cả người đã bị Trần Phi cách không bắt trở về, sách cổ, thân thể treo ở giữa không trung. Sắc mặt chợt xanh chợt tím hít thở không thông. CMN có phải hay không muốn tìm cái chết? Mau thả ta, bót. Vậy Tư Mã Quân kịch liệt vùng vẫy, sắc mặt oán độc, dữ tợn, tức miệng mắng to, hắn cả người linh khí lại là cáu kỉnh không chịu nổi. Nhưng sau đó, một đạo thanh thúy chàng pháo tay nhưng làm đây là ở giữa lập tức liền đều yên lặng. Ngươi, CMN lại dám tát ta bạt tai. Vậy Tư Mã Quân mặt đầy đờ đẫn, cảm giác được trên mặt một hồi đau nhói. Nói chuyện một hồi cả lăm, hiển nhiên, là thật không nghĩ tới Trần Phi lại dám trực tiếp cho hắn một cái tát. Phải biết hắn nhưng mà Tư Mã Quân cháu trai à. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn lại bị ngay trước dưới con mắt mọi người, bị một cái tát sạch sẽ lanh lẹ vung trên mặt, đây coi là cái gì, đây là bực nào làm nhục cùng sỉ nhục. Hắn Tư Mã Quân Tư Mã Đại Thiếu chưa từng bị qua như vậy làm nhục. Trong nháy mắt. Trong lòng của hắn cuồng nộ liền bộc phát. CMN ta muốn giết ngươi, mau thả ta, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải làm thịt ngươi, để cho ngươi biết ta Tư Mã Quân là thân phận gì, địa vị gì. Bót, vậy Tư Mã Quân bị Trần Phi một cái tay xách ở giữa không trung, kịch liệt vùng vẫy, sắc mặt nhăn nhó, vô cùng dữ tợn, cực kỳ tức giận, tức miệng mắng to. Nhưng sau đó, lại một cái tát hung hăng rơi vào hắn trên mặt, vậy vang độ, vậy lực đạo. Cũng sắp đem hắn tu sĩ này, ra mặt dày cũng sắp phung mơ hồ. Hắn CMN cái này nhóc xác rưởi, cái này chó má lại còn dám đánh hắn. Còn bà nó à còng tiền thăng phần trăm. Vậy Tư Mã Quân trong lòng mặc dù lại lập tức một hồi tức miệng mắng to, có thể hắn chân chính trong miệng, nhưng có chút hiên thức ăn, giữ tợn trên dưới giật giật, lại không phát ra âm thanh. Không có biện pháp, nếu là Trần Phi lại hướng hắn trên mặt phung một cái tát, vậy phải làm thế nào? Không mắng, Trần Phi cười mỉa nhìn đối phương, nhàn nhạt hỏi. Ta nói cho ngươi, bót, vậy Tư Mã Quân lại là một bộ hung tợn dáng vẻ chết nhìn chằm chằm Trần Phi, chuẩn bị đem ra mình mang ra tới, mở miệng uy hiếp, nhưng sau đó, lại một cái tát thanh thúy vô cùng vung hắn trên mặt. Liền vậy người chung quanh gặp được, nghe được thanh âm kia, cũng cảm giác mình ra mặt hung hăng quất một cái. Cái này hắn ma, là thật đánh à, bọn họ cũng cảm thấy đau. Ngươi, liên tục bị ba bàn tay, coi như là Tư Mã Quân phách lối như vậy quán cậu ấm đại thiếu, hiện vào lúc này cũng là thật có chút hiên, có chút sợ hãi, hai cái tay bưng bít ở trên mặt, ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi. Ta cái gì ta, có phải hay không còn muốn ta lại tới một chút? Trần Phi đưa tay giơ lên, cười híp mắt nói. Có thể nụ cười kia, ở đó lúc này Tư Mã Quân trong mắt nhưng cùng ác ma không việc gì khác biệt. Chỉ gặp người sau thấy vậy bàn tay. Trong lòng theo bản năng chính là run lên, rồi sau đó lập tức không nhịn được lực lượng lớn phe phẩy đầu, rung giọng nói, không, không muốn. Ngươi mau thả ta. Thả ngươi, chúng ta chuyện mới vừa rồi cũng còn không nói rõ ràng đâu, thả ngươi làm gì. Nghe vậy Trần Phi lắc đầu một cái, híp mắt cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vậy Tư Mã Quân sắc lệ nội cha, ánh mắt có chút run động nhìn Trần Phi. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản à, hơi cho điểm tiền tổn thất tinh thần là được. Ta người này vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn. Như vậy đi, chúng ta không phải đều muốn vậy địa cấp tu luyện đình viện. Ngươi cầm 300 hạ phẩm linh thạch đi ra, cho ta ở một năm, chuyện này liền có thể tính như vậy, như thế nào? Trần Phi nhìn vậy Tư Mã Quân ánh mắt, giống như là gặp được cái gì tán tài đồng tử. Ánh mắt sáng,
cười híp mắt nói. Mặc dù lấy hắn kỹ thuật luyện đan, làm sao cũng không khả năng nói sẽ thiếu thiếu linh thạch, bất quá, đây không phải là tiền tổn thất tinh thần, sao? Dám cướp bọn họ đồ, cái này 600 hạ phẩm linh thạch vẫn là rất công đạo. Có thể hắn lời này vừa ra, bây giờ mọi người lại là một mảnh xôn xao. Ta xoa một chút lau. Hắn là cái này, đây là muốn lừa gạt Tư Mã Quân. Không phải đâu, cái này cũng được. Tên này là không phải là muốn linh thạch muốn điên rồi. Người đánh không nói, còn muốn tiếp theo lường gạt, tiền tổn thất tinh thần, đó là thứ quỷ gì? Bất quá nói thật, lại có lá gan dám lường gạt đến Tư Mã Quân trên đầu, đây không phải là có chút quá vô cùng gan dạ. Đúng vậy, nếu là kinh động Tư Mã Khôn đại nhân, đến lúc đó không thì xong rồi sao? Cơ hồ tất cả mọi người nghe được Trần Phi câu nói kia cũng không nhịn được sắc mặt cứng lại. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái gì đó tiền tổn thất tinh thần, rốt cuộc là thứ quỷ gì, bất quá, bọn họ lại không ngốc, cho nên há lại sẽ không nhìn ra Trần Phi cái này bây giờ là muốn lường gạt Tư Mã Quân. Đây chính là 600 hạ phẩm linh thạch à, dùng tới mua một kiện tương đối lợi hại trung phẩm pháp khí cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi, mà bây giờ, Trần Phi nhưng muốn lường gạt Tư Mã Quân nhiều như vậy. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là người cũng bị đánh. Bây giờ còn muốn bị lường gạt, cái này hắn ma mới là nhất lẳng lơ, không phải sao? Cái gì, tên này kết quả là nghĩ như thế nào, lai lịch gì, dám như thế khi dễ Tư Mã Quân cái gì đại thiếu? Chẳng lẽ hắn thật không sợ Tư Mã Quân sau lưng Tư Mã Phủ? Cường giả trúc cơ chân nhân cảnh Tư Mã Khôn sao? Loại nhân vật đó, có thể có phải hay không cái gì đùa giỡn? Ngươi nói gì? Mà vậy Tư Mã Quân nghe vậy cũng là không nhìn được ngay tức thì thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, một mặt giận dữ và dữ tợn, còn tiền tổn thất tinh thần. Cái này hắn mà cái này nhóc xác rưởi là đang chơi hắn Tư Mã Quân. Hắn đều bị đánh cho thành như vậy, liên tục bị ba bà tai, trên mặt đau nhói, làm đau, trọng yếu nhất chính là vẫn là dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bị đánh, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi còn lại có thể há mồm muốn hắn thứ quỷ gì tiền tổn thất tinh thần. Đây không phải là đang chơi hắn Tư Mã Quân là cái gì. Đây quả thực là không đem hắn Tư Mã Quân coi vào đâu. Không đem sau lưng hắn Tư Mã Phủ, không đem ra ra hắn Tư Mã Khôn coi vào đâu. Thật là lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy. Các hạ, các người làm như vậy, có phải hay không thật là quá đáng. Ta thừa nhận thực lực các người đích xác rất mạnh. Nhưng là, nơi này chính là Thanh Long Câu, nhưng mà ta Tư Mã Phủ địa bàn. Mong rằng các hạ không muốn làm được quá mức, để cho ta Hạ Nguyên Khuê khó xử. Mà nhưng vào lúc này, vậy Hạ Nguyên Khuê thật sự là không nhịn được lên tiếng. Sắc mặt cực độ khó coi nói. Hiển nhiên, liền hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi lại còn có gan hướng bọn họ muốn thứ quỷ gì tiền tổn thất tinh thần. Đây là đang làm nhục bọn họ. Để cho ngươi khó xử. Ha ha. Xem ra ngươi là thật đem mình làm là thứ gì. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi khó xử, thì thế nào? Vậy một mực không lên tiếng Lam Kình một mặt cười lạnh đi lên. Hắn vốn là cũng là hiếu chiến phân tử, bây giờ, lại như thế nào bỏ qua? Phịch! Chỉ nghe được một tiếng một ngạt tới cực điểm rên, vậy Lam Kình cười lạnh lại trực tiếp ra quyền, bao quanh úy ánh sáng màu lam, lực đạo vô cùng, oanh phá không khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng vậy Hạ Nguyên Khuê đập tới. Cái gì, ngươi, vậy Hạ Nguyên Khuê sắc mặt biến, cảm giác được áp lực kinh khủng đang phảng phất là rời núi lấp biển vậy hướng hắn tấn công tới. Trong ánh mắt kia, trực tiếp là ngay tức thì liền có một loại tên là kinh nghi còn có run rẩy tâm trạng ở phóng thích ra ngoài. Không có biện pháp, hắn Hạ Nguyên Khuê mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là ở đó luyện khí tầng 9 tầng thứ 9 giữa mà nói. Cho nên coi như là vậy Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử, sợ rằng cũng so hắn lợi hại rất nhiều, nhưng bây giờ, vậy Lam Kình lão nhân đâu? Sớm ở hơn 10 năm trước, Lam Kình lão nhân cũng đã có thể đem vậy Hắc Phong Tử đuổi giết đến cửa không cửa xuống đất không đường. Như vậy một so sánh, chênh lệch thật là quá mức rõ ràng. Không, đáng chết, vậy Hạ Nguyên Khuê sắc mặt hốt hoảng, cắn răng thầm mắng một tiếng, hắn con ngươi. Trực tiếp là có một cổ màu đen lực lượng hiện ra. Cho người cảm giác hết sức âm u, vậy rất âm lãnh, giống như là cái loại đó chôn giấu trong lòng đất rất nhiều năm âm khí như nhau. Đó là huyền âm khí, mặc dù cũng không hoàn toàn, có thể đang luyện khí cảnh tầng thứ cảnh giới này chính giữa vậy vẫn là coi như rất hiếm thấy,
cho nên cái này Hạ Nguyên Khuê mới có thể so phổ thông cùng cấp tu sĩ lợi hại. Vậy huyền âm khí cuồng loạn phun trào, xông lên tay hắn cánh tay, quả đấm, sau đó giống như là súng cối vậy chấn động oanh đánh ra ngoài. Cùng vậy Lam Kình quả đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Màu xanh da trời yêu khí cùng màu đen kia huyền âm khí ở nơi này ngay tức thì phảng phất là dừng lại, cứng còng ở đó vậy giữa không trung, nhưng ngay khi sau đó mấy giây sau đó, màu đen kia huyền âm khí lại bị thế như trẻ che oanh nghiền. Thực lực không tệ, đáng tiếc muốn cùng ta chính diện cứng lại, ngươi còn kém quá nhiều. Lam Kình tuét miệng cười lạnh, một quyền kia trực tiếp là xuyên thấu vỡ nát màu đen huyền âm khí, ở đó Hạ Nguyên Khuê cùng với mọi người tại đây khó tin bạo xúc, kinh hoàng trong con ngươi, hung hăng rơi vào vậy Hạ Nguyên Khuê trên lồng ngực. Phịch, chỉ nghe gặp một tiếng rên, vậy Hạ Nguyên Khuê liền đơn giản là sắc mặt cực độ vặn vẹo, cảm giác được một cổ cuồng bạo vô cùng quả đấm, rơi vào hắn trên mình. Vèo một tiếng, kinh khủng lực lượng ở trên thân thể hắn mặt bùng nổ, làm hắn cả người tựa như là đạn đại bác vậy đổ bắn ra, đánh xuống ở đó gác lửng phòng khách ranh giới vách tường cấm chế trên. Người sau ngay tức thì liền bạo phát ra lăng liệt chói tai ồn ào, cấm chế ánh sáng lúc tối, một hồi cuồng tránh. Lẩm bẩm. Trong chốc lát, trừ cái này khó khăn tiếng nuốt nước miếng, cơ hồ toàn bộ lầu các bên trong đại sảnh cũng ở vào cái này vô cùng yên tĩnh chính giữa. Trừ Trần Phi cùng với vậy Thương Khôn đạo nhân ra, cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ nhìn đang vỗ một cái quả đấm Lam Kình, trên gương mặt kia, hoàn toàn là bị kính sợ cùng kinh hoàng cho phủ đầy sợ ngây người. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, coi như trước đã hơi có chút cảm giác được, Trần Phi đám người thực lực sợ rằng có thể so với vậy Hạ Nguyên Khuê lợi hại chút, nếu không, ba cái tên này làm sao sẽ như thế có sức, làm sao sẽ như thế xa xỉ, đi thuê ở vậy địa cấp tu luyện đình viện. Nhưng bây giờ, làm chân chính thực lực đặt ở trước mắt, thực lực sai biệt lại có thể sẽ như vậy khủng bố, bọn họ vậy vẫn là không nhịn được mỗi một người đều ngu, đều ngây người. Cái này hắn ma những người này kết quả cái gì lai lịch? Cái này cũng thật lợi hại chứ. Bây giờ ngươi còn có muốn hay không khó xử? Nhìn trong phế tích đang hộc máu Hạ Nguyên Khuê, vậy Lam Kình híp mắt cười lạnh nói. Người sau nghe vậy run lên, môi nhu nhu giật giật, cuối cùng mới miễn cưỡng nặn ra một bộ cười theo thần sắc, chiến sừng sững nói, không dám, không dám. Hiển nhiên, tên này là bị Lam Kình một đấm cho khuất phục. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tại đây lại là không nhìn được một hồi bỗng nhiên, lại lần nữa nhìn về Trần Phi đám người ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần sùng bái. Không có biện pháp, Hạ Nguyên Khuê ở nơi này Thanh Long Câu mặc dù không coi là cao cấp nhất, nhưng vấn đề là, cũng là cái loại đó tiếng tăm lừng lẫy à. Mà bây giờ, loại cao thủ này lại bị người một đấm liền cho khuất phục, cái này hắn ma không ngạo mạn. Hạ thúc thúc, ngươi, các người. Vậy Tư Mã Quân thấy tình cảnh này cũng có chút nán lại, không nghĩ tới Trần Phi các người sức chiến đấu lại có thể mạnh như vậy, sau lưng chợt lạnh, trong lòng run rẩy một cái lộp bộp. Tốt lắm, chúng ta bây giờ mà nói tránh sự mà. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười híp mắt nhìn Tư Mã Quân, hỏi tiền tổn thất tinh thần, một năm địa cấp tu luyện đình viện, có cho hay không? Cho, có thể, nhưng mà ta bây giờ không mang nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Vậy Tư Mã Quân bây giờ nào còn dám làm ra vẻ, dáng vẻ run rẩy vẻ mặt đưa đám nói. Sao lại vang lên hắn thật giống như không có tùy thân mang nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Bót! Trần Phi lại một cái tát phung trên đầu hắn, giọng dần dần có chút không khách khí nói, không mang CMN không biết trước xa trước. Ra ngươi không phải cái gì Tư Mã Khôn, 600 hạ phẩm linh thạch cũng không lấy ra được, vẫn là nói, bọn họ không để cho ngươi xa. Vừa nói. Trần Phi đưa mắt nhìn về phía vậy bàn gỗ phía sau đang một mặt đờ đẫn tu luyện đình viện công tác tu sĩ. Có thể xa, có thể xa. Tư Mã Quân thiếu ra thân phận gì, dĩ nhiên có thể xa. Tu sĩ kia chào đón Trần Phi ánh mắt, nhất thời cả người giật mình một cái, không chút do dự nhanh chóng nói. Tuy nói cái này Tư Mã Quân sau lưng là Tư Mã Khôn, có thể bọn họ cái này tu luyện đình viện sau lưng nhưng cũng là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân à. Vậy Tư Mã Quân lá gan lớn hơn nữa, ngạo mạn đi nữa, dám dựa vào bọn họ linh thạch. Không thể nào. Tốt lắm, người xem, bọn họ nói có thể trước xa trước. Vừa nghe đến công việc kia tu sĩ lời này, Trần Phi trên mặt lập tức hiện ra nụ cười, quay đầu, nhìn về vậy Tư Mã Quân. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác lại giơ lên,
thật giống như, tùy thời chuẩn bị điều động. Ta xa. Loại chuyện này hắn Tư Mã Quân mặc dù trong lòng 1.000 cái không tình nguyện, 10.000 cái giận dữ tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể xa. Nếu không, trừ phi hắn còn nguyện ý trên mặt nhiều đi nữa ai mấy cái. Một lát sau, vậy Tư Mã Quân liền một mặt đắng ép, ủ rũ cúi đầu ký xuống 300 khối hạ phẩm linh thạch bán chịu giấy nợ, áo não cùng vậy Hạ Nguyên Khuê rời đi. Chẳng qua là, từ hắn lúc rời đi oán độc, vô cùng dữ tợn nhìn về Trần Phi ánh mắt tới xem, vị này cậu ấm đại thiếu, hẳn sẽ không nguyện cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu không, chuyện này nếu là bị truyền đi, hắn Tư Mã Quân lại sẽ bị người sửa chữa thảm như vậy, còn bị bắt chẹt. Hắn mặt để nơi nào? Chó rác rưởi, người cho ta chờ, có bản lãnh các người ba cái ở nơi này Thanh Long Câu đừng đi. Ta Tư Mã Quân không chỉnh chết các người, ta cũng không họ Tư Mã. Đến khi bọn họ hoàn toàn rời đi Lầu Các sau đó, vậy Tư Mã Quân oán độc vô cùng uy hiếp thanh mới từ cửa kia bên ngoài truyền vào. Tùy thời cung kính chờ đợi, Trần Phi không thể đưa hay không bĩu môi, một mặt không có vấn đề nói. Dù sao hắn bây giờ chính là cần điều chỉnh cùng hả giận thời điểm, đối phương nếu như nguyện ý tiếp tục như vậy tới, lớn không sợ tới hiến thân, nói, hắn dĩ nhiên hoan nghênh vô cùng. Thấy tình cảnh này, bên trong đại sảnh mọi người không khỏi trố mắt nhìn nhau, cuối cùng là đem cái này một chàng kinh tâm động phách kịch hay xem xong. Bất quá bọn họ quả thật không nghĩ tới, ở nơi này Thanh Long Câu tiếng tăm lừng lẫy, không ai dám chọc được cậu ấm đại thiếu Tư Mã Quân, lần này lại có thể sẽ ở bọn họ trước mặt, bị sửa chữa thảm như vậy. Hơn nữa còn bị lường gạt đi 600 viên hạ phẩm linh thạch, đây quả thực. Đây quả thực làm bọn họ khó có thể tưởng tượng. Mấy vị đại nhân, vậy Tư Mã Quân quả thật rất được Tư Mã Khôn đại nhân sủng ái, cho nên, các người có thể phải cẩn thận một chút. Vậy bàn gỗ sau tu luyện đình viện công tác tu sĩ lần nữa làm xong thủ tục, vừa đem màu đen kia linh phù giao phó cho Trần Phi, một bên hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười nói, đa tạ nhắc nhở. Chúng ta sẽ chú ý. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, rồi sau đó lại gặp hắn cười nói, không biết có thể hay không dẫn chúng ta qua đi một chút. Ta là lần thứ nhất tới, không quen thuộc đường. Dĩ nhiên có thể, mấy vị đại nhân, mời. Tu sĩ kia tự nhiên không dám cự tuyệt, tạm thời đi tìm một người giúp hắn đợi ban sau đó, hắn liền dẫn Trần Phi ba người đi ra Lầu Đó Các, đi đình viện khu vực. Nghe ngươi nói thế nào Tư Mã Khôn, ngươi đối với bọn họ rất quen thuộc sao? Chính là cái này Thanh Long Câu mấy vị kia cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Ở trên đường, Trần Phi đột nhiên hướng tu sĩ kia mở miệng hỏi. Ngài là nói Tư Mã Khôn đại nhân, Đoan Mộc lão nhân đại nhân, còn có Thanh Xương đại nhân. Chỉ cần là chúng ta Thanh Long Câu tu sĩ, khẳng định cũng rõ ràng bọn họ mấy vị. Tu sĩ kia hơi ngẩn ra. Rồi sau đó cuối cùng rõ ràng Trần Phi kêu hắn dẫn đường dụng ý là cái gì, vội vàng mở miệng nói. Vậy như vậy, không ngại nói cho ta nói đi, liền bọn họ ba vị, tình huống cụ thể, cùng với đại khái thực lực những thứ này. Trần Phi lại đang nói. Dĩ nhiên không ngại, tu sĩ kia gật đầu một cái, bắt đầu nhắc tới. Ở chúng ta Thanh Long Câu, trừ Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân ra, còn lại tổng cộng có ba vị cường giả trúc cơ chân nhân cảnh. Bọn họ theo thứ tự là Thanh Xương đại nhân, Đoan Mộc lão nhân đại nhân, còn có Tư Mã Khôn đại nhân. Mà ở bọn họ ba vị trong, Thanh Xương đại nhân hẳn là thực lực cường đại nhất một vị, hơn nữa vẫn là duy nhất phái nữ. Phái nữ, Trần Phi hơi ngẩn ra. Phái nữ cao thủ nhưng mà cũng không thấy nhiều. Đúng vậy, bất quá Thanh Xương đại nhân gần đây đi sâu vào giản gia, vô cùng là thần bí, cho nên giống như chúng ta loại tầng thứ này tu sĩ. Cũng sợ rằng đáp lời biết rõ điều không phải rất nhiều. Chỉ biết là có như thế một nhân vật lợi hại ẩn cư ở chúng ta Thanh Long Câu mà thôi. Vậy ngươi làm sao biết nàng là lợi hại nhất? Trần Phi hiếu kỳ nói. Đó là bởi vì là, tu sĩ kia hơi dừng lại một chút, mà là nhìn chung quanh một hồi, mới hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, vậy Thanh Xương đại nhân mặc dù đi sâu vào giản gia, có thể trước, nhưng phát sinh qua một chuyện. Một chuyện, Trần Phi chân mày cau lại. Càng hiếu kỳ hơn, nói chuyện gì? Nghe nói vậy Thanh Xương đại nhân là một đại mỹ nhân, vẫn bộ dạng thướt tha, vừa mới tới chúng ta Thanh Long Câu ẩn cư thời điểm, bị vậy Tư Mã Khôn đại nhân gặp được, nổi lên lòng xấu xa, kết quả. Tu sĩ kia một hơi nói đến đây, chậm giọng,
ở nơi này ngay tức thì liền vậy Lam Kình cùng với Thương Khôn cũng có chút hiếu kỳ dựng lỗ tai lên. Bởi vì là chuyện này, hai người bọn họ đều giống như còn không biết. Kết quả cái gì, hắn kết quả này hai chữ, trực tiếp là để cho Trần Phi trong lòng nghe được lòng ngứa ngáy ngứa, không kịp chờ đợi, nói. Kết quả vậy Tư Mã Khôn đại nhân nghe nói lúc ấy thì bị đánh gãy một cái chân, hoàn toàn không phải là đối thủ, sau đó, ở trong phủ tu dưỡng ước chừng gần nửa năm mới khôi phục. Tu sĩ kia lúc này mới đem câu trả lời nói ra, một bộ mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hiển nhiên, giống như là Trần Phi các người đại nhân vật như vậy và hắn cùng nhau bát quái Thanh Xương đại nhân, cái này làm cho hắn cảm giác rất thoải mái, rất có mặt mũi. Ngày đó liền bị đánh gãy một cái chân, vị này Thanh Xương đại nhân, có chút sinh mãnh à. Trần Phi ba người không khỏi nhìn lẫn nhau, đều cảm giác có dũng khí ở, nghe mảng lớn mà, mùi vị. Một mặt cổ quái. Theo ngươi nói như vậy Tư Mã Khôn chính là các người Thanh Long Câu ba đại cường giả trúc cơ chân nhân cảnh trong, yếu nhất vậy một cái. Một cái khác đâu, vậy Đoan Mộc lão nhân thực lực như thế nào? Rồi sau đó lại gặp Trần Phi mở miệng hỏi. Đoan Mộc lão nhân đại nhân cụ thể thực lực ta không biết, bất quá, lão nhân gia ông ta đều đã thành là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả hơn 20 năm, muốn đến cũng không nên sẽ yếu mới đúng. Tu sĩ kia vừa nói, một bên sau đó, lại bỗng trước mắt sáng lên, chỉ phía trước nói, ba vị đại nhân, đến nơi rồi. Đây chính là chữ địa số 5 tu luyện đình viện. Nguyên lai bất chi bất giác ở giữa, bọn họ đều đã đến chỗ rồi. Ở bọn họ trước mặt đang có một tòa linh khí hết sức đậm đà mắc tiền sân nguy nga thẳng đứng. Vô luận là linh khí độ dày, hoặc giả là hoàn cảnh, cũng đương kim cao cấp. Như thế nhìn nói, chỗ này ngược lại cũng không thua thiệt vậy 600 hạ phẩm linh thạch. Dẫu sao một phần tiền một phần hàng mà. Ở chúng ta Thanh Long Câu chỗ tu luyện, tổng cộng chia là thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, tốt nhất là thiên cấp, nhưng chẳng qua là có một tòa, chính là chúng ta Thanh Long Câu câu chủ Nguyễn Thanh Long đại nhân ngự dụng chỗ tu luyện, lại tiếp theo chính là địa cấp tu luyện đình viện, tổng cộng có 5 tòa, nơi này, liền là một cái trong số đó. Tu sĩ kia chỉ trước mặt chỗ tòa này chữ địa số 5 tu luyện đình viện cao giọng giới thiệu, đi theo, hoặc như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu một cái, hơi có mấy phần thở dài nói, hơn nữa, đất này chữ số 5 tu luyện đình viện còn cùng những thứ khác 4 chỗ, có chút không giống nhau lắm. Không lớn như nhau, cái gì không lớn như nhau, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ba vị đại nhân có thể tĩnh tâm cảm thụ một chút đất này chữ số 5 tu luyện đình viện chung quanh giật tán ra linh khí. Tu sĩ kia không có cụ thể nói rõ, mà là bán một cái thắt hút. Tĩnh tâm cảm thụ. Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng còn là theo chân làm theo. Rồi sau đó liền gặp hắn đột nhiên nhướng mày một cái, có chút không xác định kinh nghi lẩm bẩm nói, đây là, kiếm khí. Đại nhân ngươi cảm giác được, nhanh như vậy. Tu sĩ kia kinh nghi nhìn về Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi cũng chỉ dùng như thế chốc lát ở giữa, lại có thể liền cảm thụ được đất này chữ số 5 tu luyện đình viện bí mật, chợt gật đầu một cái, xác định nói, không sai. Đất này chữ số 5 tu luyện đình viện cùng những thứ khác 4 chỗ khác biệt chỗ bất đồng, chính là ở kiếm khí này phía trên. Vậy trong không khí này kiếm khí là làm sao tới? Thương Khôn đạo nhân từ cạnh hơi khẽ cau mày nói. Coi như là hắn, cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng. Trong không khí hàng năm lơ lửng, giải rác kiếm khí, hơn nữa còn là không có rễ vô duyên, đây cũng không phải là chuyện đùa. Đây thật ra là bởi vì là... Không biết ba vị đại nhân có thể hay không nghe nói qua, mê kiếm, trình hạng công danh tự này. Tu sĩ kia không có trực tiếp trả lời, mà nói như vậy nói. Ngươi nói gì, mê kiếm, trình hạng công, hắn không phải biến mất sao, hắn chẳng lẽ còn không có chết. Nghe vậy, Lam Kình sắc mặt chợt biến đổi, liền liền tiếng nói cũng bất giác được nâng cao mấy phần, chất vấn. Làm sao, ngươi biết kiếm này si trình hạng công, Trần Phi chố mắt nhìn nói. Ngoại trừ chính hắn ra, hắn cũng không gặp Lam Kình bởi vì sao người mà đây dạng thất thố qua. Chẳng lẽ, kiếm này si trình hạng công thật đúng là cái gì danh nhân? Rất lợi hại phải không? Không chỉ có Lam Kình biết, ta cũng biết. Hơn 10 năm trước hai chúng ta, thiếu chút nữa cùng nhau bị tên kia giết chết. Lam Kình chưa kịp nói chuyện, vậy Thương Khôn lại có thể liền cướp trước một bước lên tiếng. Lắc đầu một cái, cười khổ nói. Cái gì? Thiếu chút nữa đem hai người giết tất cả. Trần Phi nghe vậy chân mày xốc tung, con người lại hơi híp, hỏi các người một người còn là hai người.
Hắn đâu? Chúng ta là hai người chung một chỗ, mà hắn, chỉ là một người. Thương Khôn đạo người nói. Như thế lợi hại, chẳng lẽ đàn ông đã là trúc cơ chân nhân cảnh cấp cường giả khác? Trần Phi hơi sững sờ, sắc mặt lộ vẻ được có chút bất ngờ nói. Thương Khôn, Lam Kình thực lực của hai người bọn họ, coi như là ở hơn 10 năm trước, sợ rằng cũng chỉ có thể là trúc cơ chân nhân cảnh, cái loại đó cấp cường giả khác, mới có tư cách và thực lực có thể uy hiếp đạt được bọn họ sinh mạng chứ. Không phải, ta nhớ rất rõ ràng, tên kia lúc ấy khẳng định liền cũng chỉ là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Lam Kình chen miệng nói. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, Trần Phi sắc mặt hơn nữa cổ quái. Kiếm này Si Trình Hạng Công là một rất lợi hại người, rất lợi hại vật, ở chúng ta Ưng Giản Hạp, sợ rằng kỳ danh đầu so một ít khiêm tốn cường giả trúc cơ chân nhân cảnh cũng lớn. Ngược lại thì tu sĩ kia bất giác được có cái gì kỳ quái, đương nhiên gật đầu một cái, nói. Rồi sau đó lại gặp hắn dừng một chút, tiếp tục nói, 12 năm trước, mê kiếm Trình Hạng Công đột nhiên biến mất, hoàn toàn nhân gian bốc hơi, không gặp tung tích, với là từ từ, thì có tin đồn truyền ra, người này chỉ sợ là chết. Dẫu sao hắn cũng coi là cừu địch khắp thiên hạ, cơ hồ toàn bộ Ưng Giản Hạp, đều có hắn kết thù xuống kẻ địch. Toàn bộ Ưng Giản Hạp đều có hắn kẻ địch, nghe vậy Trần Phi lại không nhịn được chân mày quất rút ra. Có thể phối hợp đến loại trình độ này, cừu địch khắp thiên hạ, cũng coi là không dễ dàng à. Xem ra cái này cái gì mê kiếm Trình Hạng Công, đúng là một người tàn nhẫn mà. Không phải người bình thường. Đúng vậy, tên này ban đầu chính là một cái người điên. Toàn bộ Ưng Giản Hạp nào có lợi hại, hắn đi ngay kia khiêu chiến. Hơn nữa động thủ vô cùng ác độc, trừ không giết người, những thứ khác căn bản là hoàn toàn không lưu chỗ trống, thường nghe nói hắn đem người đó ai ai đánh trọng thương, cần nghỉ ngơi mấy tháng nửa năm. Lam Kình một mặt buồn bực phụ họa nói, trong ký ức lộ ra đắng ép. Hiển nhiên, hơn phân nửa hắn hơn 10 năm trước cũng là như thế tới. Có thể để cho hắn Lam Kình trọng thương nghỉ ngơi cái mấy tháng nửa năm. Vậy thật coi như là không dễ dàng à. Cho nên cái này ấn tượng rất là sâu sắc. Hiện nay thỉnh thoảng hồi tưởng lại, cũng không khỏi trong lòng có chút không bần. Muốn đổi thành bây giờ, hắn sợ rằng, cũng sẽ không giống như hơn 10 năm trước thua được thảm như vậy. Đáng tiếc. Vậy hắn cái này 12 năm qua, đi đâu? Trần Phi hé mắt, lại hỏi. Cách nay 2 năm trước 10 năm trước, trong khoảng thời gian này, kiếm kia Si Trình Hạng Công thật ra thì không có chết. Mà là ở đất này chữ số 5 tu luyện trong đình viện nhắm sống chết quan. Tu sĩ kia giọng trang nghiêm nói. Sống chết quan, là muốn đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh. Nhưng mà, coi như là đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, vậy không cần 10 năm lâu như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn thất bại, vẫn là đến cuối cùng mới thành công. Lam Kình lão nhân con ngươi rụt một cái, giọng nghi ngờ nói. Tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh. Nhiều nhất chỉ cần nửa nguyệt thời gian, liền có thể trong sáng thành cùng bại. Kiếm kia Si Trình Hạng Công coi như là không phải người bình thường, vậy chưa đến nỗi kéo dài tới 10 năm lâu như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, hắn là thất bại, vẫn là có cái gì khác duyên cớ? Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn đúng là đệ tử này tu luyện trong sân nhà đợi 10 năm. 10 năm sau đó, cũng chính là 2 năm trước, hắn lại là đột nhiên biến mất, mà đây chữ địa số 5 tu luyện đình viện. Biến thành như vậy. Tu sĩ kia lắc đầu một cái, lại nói sau nói. Nguyên lai là như vậy. Thương Khôn ánh mắt có chút lóe lên, tự lẩm bẩm. Ba vị đại nhân, địa phương ta đã cho các người dẫn tới, vậy ta có thể hay không, hãy đi về trước. Sau đó liền gặp tu sĩ kia thận trọng hỏi. Hắn chẳng qua là tạm thời tìm người giúp hắn đỉnh một chút, có thể mau sớm chạy trở về, đương nhiên là tốt nhất có thể mau sớm chạy trở về. Ừ. Cảm ơn ngươi dẫn chúng ta tới đây. Trần Phi gật đầu một cái. Mấy vị đại nhân cáo từ. Tu sĩ kia vội vàng cung kính cong khom người thể, xoay người rời đi. Đi thôi, chúng ta vào đi nghỉ ngơi một chút. Trần Phi xoay người, đem màu đen kia linh phù cầm ở trong tay mặt, cười nói. Đi thôi. Vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người liền đi theo Trần Phi đi vào chữ địa số 5 tu luyện đình viện chính giữa. Trong này kiếm khí nếu so với phía ngoài rõ ràng rất nhiều, mặc dù tốt giống như can dự không được bình thời tu luyện thường ngày, nhưng là... Chữ địa số 5 tu luyện trong đình viện, tuyệt đối coi như là có động thiên khác, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, đại bàng phần bố cáo ngọc thế, linh khí đậm đà. Nhưng bây giờ lúc này,
Trần Phi đám người sự chú ý nhưng rõ ràng không có ở phía trên này. Ồ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi hình như là đột nhiên phát hiện cái gì, con người híp một cái, liền nhấc chân dọc theo vậy hành lang hướng đỉnh viện chỗ sâu đi tới. Chỉ gặp ở đó đỉnh viện chỗ sâu, bất ngờ có một tòa mô hình nhỏ luyện võ trường to nhất, bên trong sân cánh bắc bên bờ thẳng đứng một tòa đen thui to lớn vách tường, phía trên hiện đầy các loại đao thương kiếm kích dấu vết. Xốc xếch không chịu nổi, cơ hồ không một khối mà là nguyên vẹn, sạch sẽ bóng loáng địa phương. Đây là cái gì? Trần Phi cau mày nhìn vậy đen thui to lớn vách tường, trong thân thể, tam dương chân hỏa kiếm khí lại có thể bất chi bất giác vô hình náo động. Rất không an phận. Đây là hắc diêm thạch, vô cùng cứng rắn, liên liên tầm thường thượng phẩm pháp khí cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trên đó mặt lưu lại một ít nhỏ dấu vết, mà không thể phá hủy. Loại đá này thường thường bị dùng để thử chiêu mà, lâu ngày, hẳn là được như vậy. Vậy Thương Khôn đạo nhân nhìn lướt qua hắc tường, mở miệng nói. Không đúng, Trần Phi nhìn vậy hắc diêm tường đá vách đá, có mắt thường khó mà nhìn thấy yếu ớt bóng loáng lưu chuyển, cho người lấy mông lung cảm giác. Lại ở đó mông lung chính giữa, còn có một loại không giải thích được đồ càng ngày càng để cho hắn lòng ngứa ngáy ngứa. Sẽ ở đó phía trên thạch bích, giống như là có một cổ quái ma tính lực lượng đang kêu gọi hắn, lại để cho hắn khó mà kháng cự, không nhịn được toàn bộ chú ý lực cũng hoàn toàn tập trung vào phía trên kia. Cái này phía trên thạch bích có đồ. Vào giờ khắc này, Trần Phi mím môi, cảm giác trong cơ thể tam dương chân hỏa kiếm khí đều giống như không bị khống chế. Dần dần hiện ra trong cơ thể, ngọn lửa cuồn cuộn, kiếm khí mênh mông. Chủ nhân ngươi làm sao? Thấy tình cảnh này vậy Lam Kình hơi biến sắc mặt, muốn đi đánh thức Trần Phi, lại bị bên cạnh Lam Kình lập tức ra tay ngăn cản. Đợi một chút, lại xem. Vậy Thương Khôn nhìn Trần Phi lúc này quỷ dị trạng thái chau mày, yên lặng nửa ngày sau đó, mới lên tiếng. Cùng lúc đó, Trần Phi bên trong thân thể màu ngà linh quang vậy bắt đầu có phản ứng, tản ra hào quang. Lấp lánh rực rỡ, tản mát ra hắn linh tính. Cái loại đó ma tính lực lượng, nhất thời có chút yếu bớt. Các người hơi đứng xa một chút, tạm thời hơi khôi phục thần trí, Trần Phi vừa đi về phía vậy vách đá, ngồi xếp bằng ở hắn phía dưới, vừa hướng trước Thương Khôn hai người nhàn nhạt nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hướng luyện võ trường to nhất bên ngoài lui ra ngoài. Cái này phía trên thạch bích. Thật giống như có vật gì. Nhìn vậy tràn đầy đao thương kiếm kích dấu vết hắc diêm tường đá vách đá, Trần Phi trong lòng ma tính lại xông ra, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, ở hắn trong tầm nhìn, vậy liễu loạn không chịu nổi trên vách đá, hết thảy cảnh tượng vậy hình như là bắt đầu đổi được hoảng hốt, mơ hồ. Bắt đầu đổi được mượt mà sạch sẽ. Rồi sau đó, một đạo yếu ớt vết nứt xuất hiện ở trên vách đá, tản ra kinh khủng kiếm khí. Lại ở kiếm khí kia trên, còn có loại nói không rõ không nói rõ đồ, làm Trần Phi ngay tức thì cũng có chút mao cốt tủng nhiên. Cả người lông tơ dựng đứng. Đó là vật gì? Trần Phi tuy nhắm mắt lại, có thể vậy mí mắt dưới con ngươi, cũng đã lặng lẽ không hơi thở co rút lại. Có một loại trước đó chưa từng có được cảm giác ở trong cơ thể hắn xuất hiện, cùng lúc đó, tam dương chân hỏa kiếm khí hừng hực thịnh vượng bốc cháy. Mà vậy tam dương chân hỏa kiếm khí biến hóa, vậy thật sự là quá rõ ràng, quá thông suốt. Và trước kia Trần Phi cùng bọn họ hai người lúc đối chiến so sánh, cái này tam dương chân hỏa kiếm khí, ít nhất đã trở nên mạnh mẽ gấp đôi trở lên. Lão già kia, cái này. Sân huấn luyện ra, vậy Lam Kình lão nhân ra mặt cùng con ngươi không khỏi hung hăng run lên. Hắn lại có thể từ vậy hừng hực cháy thịnh vượng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí phía trên, cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Là loại khí tức đó. Năm đó. Mê kiếm trình hạng công trên người loại khí tức đó. Thương Khôn đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể ở Trần Phi trên mình cảm giác được năm đó, kiếm kia si trình hạng công trên người khí tức thần bí. Vật kia, rốt cuộc là cái gì? Hơn 10 năm trước, Thương Khôn còn có Lam Kình bọn họ hai người liền đã đạt đến yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới, mà kiếm kia si trình hạng công, vậy ước chừng chẳng qua là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Có thể coi là như vậy, năm đó, lấy hai địch một, hai người bọn họ lại có thể. Vậy đều sắp bị giết chết. Nói thật, đây thật là một kiện rất làm người ta cảm giác chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất coi như là đến bây giờ, Thương Khôn, Lam Kình bọn họ hai người cũng không hiểu nổi, đến tột cùng là tại sao, dựa vào cái gì sẽ kém nhiều như vậy.
Bất quá đối với chuyện này, Thương Khôn trong lòng, nhưng thật ra là hơi có một ít chút mặt mũi. Còn nhớ được ở đó trận, trí nhớ như mới, đại chiến cuối cùng, hắn rốt cuộc ở vậy đối phương, cũng chính là mê kiếm trình hạng công trên mình bổ nhào bắt được một loại khí tức thần bí. Hơi thở kia vô cùng là mạnh mẽ, coi như là đến nay, vậy làm hắn khắc sâu ấn tượng, hoảng hốt ở giữa còn cảm giác có thể nhớ vậy run rẩy mùi vị. Mà bây giờ, cách hơn 10 năm, Thương Khôn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó ở kiếm kia si trình hạng công trên mình, đè được hắn cùng Lam Kình thậm chí đều có chút không thở nổi thần bí khí tức cường đại, bây giờ, lại có thể sẽ bây giờ Trần Phi xuất hiện. Nghĩ đến đây, hắn ánh mắt liền không nhìn được hơn nữa ngưng nhiên liền mấy phần, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một cái chớp mắt không chớp mắt. Cùng lúc đó, Trần Phi ngồi xếp bằng ở vậy hắc diêm phía dưới vách đá, quanh quẩn ở bên người hắn tam dương chân hỏa kiếm khí cho thấy mênh mông cảnh tượng, hoặc là thành rồng, hoặc là hóa phượng, khói bếp liễu liễu, dần dần khiến cho Trần Phi trong lòng khó hiểu có chút linh hoạt kỳ ảo, dâng lên một loại trước đó chưa từng có ý cảnh. Đây là... Trong thức hải, Trận Kinh không ánh mắt kinh động nhìn ngoại giới, bởi vì lúc này Trần Phi trong thức hải, đã bất ngờ đổi được gió nổi mây vần đứng lên, từng đạo kiếm khí trong suốt như ngọc, từng đạo kiếm quang nóng bỏng rực rỡ, từng đạo kiếm mang đỏ rực như lửa. Làm vậy hết thảy tất cả cũng như thế trần trụi trần, tinh tế cho thấy Trận Kinh không trước mắt thời điểm, vậy thức hải bên bờ, mông lung giống như là biên giới đất đai, giờ phút này vậy hình như là không tiếng động, nhưng giống ủng ủng rung động hướng càng khu vực bát ngát phát động đẩy tới. Trần Phi thức hải bắt đầu dần dần trở nên lớn, lấp lánh rực rỡ, hoa quang lưu chuyển. Ta thức hải trở nên lớn. Trần Phi ngồi xếp bằng ở dưới vách tường, vừa cảm thụ vậy hắc diêm trên vách đá giấu thần bí đồ, một bên tự lẩm bẩm, ngạc nhiên mừng rỡ thân thể mình bên trong lại có thể đột nhiên sẽ có như vậy biến hóa. Thức hải, coi như là tu sĩ căn bản một trong. Cho nên nếu như thức hải có thể lấy bất kỳ hình thức đổi chiều rộng, trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ, như vậy. Hắn người sở hữu khẳng định tất nhiên cũng biết sau đó thực lực tăng trưởng, đây là 100%. Không thể nghi ngờ. Nửa nén hương thời gian sau đó, cứ việc Trần Phi vẫn là ngồi xếp bằng ở vậy phía dưới vách đá một hơi một tí, có thể ở Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt, cũng đã đổi được lớn không giống nhau. Trần Phi trong thức hải, liên tục không ngừng phát ra từng cơn sóng biển vậy này thay nhau vang lên kiếm khí tiếng ré dài. Càng có một đạo đạo kiếm khí phóng lên cao. Rậm rạp chằng chịt, tiếng sóng không dứt, ầm ầm vang dội. Cơ hồ hiện đầy toàn bộ trong thức hải. Thằng nhóc này, lại có thể ở tuổi như vậy liền lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh. Chính mắt thấy như vậy cảnh tượng, coi như là sớm thành thói quen và chết lặng Trần Phi đổi tai tiềm lực cùng thiên phú Trận Kinh không, lúc này cũng là không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm, con ngươi hoảng sợ. Cái gọi là kiếm đạo ý cảnh, là chân chánh kiếm tu mới có tư cách có đồ. Đổi câu mà nói. Chỉ có như vậy kiếm đạo ý cảnh, mới có tư cách được gọi là một tên kiếm tu, một người chân chính kiếm tu. Kiếm tu, sức chiến đấu vô cùng, áp đảo cùng cấp bất kỳ kiểu tu sĩ trên. Mà vinh dự đặc biệt như vậy, trong đó 70% công lao liền được quy công cho kiếm này đạo ý cảnh. Một người lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh kiếm tu, và không có lĩnh ngộ, bọn họ chân thực sức chiến đấu ít nhất phải chênh lệch gấp đôi. Đây chính là gấp đôi à? Nói khó nghe. Loại này chênh lệch cũng có thể nói là có thể quét ngang. Nhưng loại vật này, loại này khó mà lĩnh ngộ tới cực điểm kiếm đạo ý cảnh, không phải vậy cũng chỉ có cái loại đó thấm nghệ ở kiếm đạo tiên trong biển rất nhiều năm mọi người, mới có thể lĩnh ngộ thành công sao. Trên thực tế, vậy có thể lĩnh ngộ kiếm đạo ý cảnh tồn tại, chỉ ít nhất cũng hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh cái loại đó tuổi tác và tầng thứ. Thậm chí coi như là những cái kia trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên tồn tại. Có thể lãnh ngộ suốt kiếm đạo ý cảnh, vậy nhưng thật ra là có tư cách được gọi chi là thiên tài kiếm đạo. Còn như trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ trở xuống, sợ rằng loại người như vậy, hoàn toàn chính là kiếm đạo quỷ tài. Hàng tỷ không một, nghĩ tới đây Trận Kinh không lắc đầu một cái, không nghĩ nữa dạy hắn, mà là hơi khẩn trương tiếp tục nhìn kỹ. Dẫu sao Trần Phi bây giờ tình huống này, nhưng mà còn không có thành công, nếu như nói thất bại, vậy thì thật quá đáng tiếc. Vèo, 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 ầm ầm long. Lại qua nửa giờ, Trần Phi trên mình vậy lăng liệt kiếm khí và thần bí kia ý cảnh, đều tựa như là nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất, dung chung một chỗ, tóe ra xé không khí sắc bén tiếng kiếm rít. Mà loại cảm giác này, giống như là núi lửa phun ra, hoặc là lớn thấp kẽ hở,
tràn ngập ở kiếm khí kia chính giữa, hoàn toàn đều là uy thế kinh khủng. Kiếm rít ré dài, xé không khí phảng phất là sấm vậy. Thương Khôn, Lam Kình hai người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, cổ sau lưng cũng cảm giác có chút bị mồ hôi làm ướt, dính, nhưng bọn họ ánh mắt vẫn còn là một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn Trần Phi ngồi xếp bằng bóng người, còn người rung động. Mặc dù bọn họ đã dần dần thăm dò rõ, bọn họ chủ nhân này, sợ rằng tuyệt đối là một người phi phàm, tiềm lực, thiên phú lợi hại đến nghịch thiên, nhưng bây giờ, như vậy cảnh tượng, như vậy thực lực kinh khủng tốc độ tăng trưởng, vậy vẫn là làm bọn họ ngây ngô hết. Bây giờ bọn họ đã không chậm trễ chút nào, nếu bàn về đơn đả độc đấu mà nói, hai người bọn họ bất kỳ một người nào, cũng không thể ở Trần Phi trong tay chống nổi 30 chiêu. Thậm chí bọn họ bây giờ cũng cảm giác mình trong lòng có loại ảo giác. Ở Trần Phi trên mình, bọn họ giống như gặp được ban đầu mê kiếm trình hạng công như nhau. Cái đó từng đem bọn họ đè được hoàn toàn không người có tính khí. Hô, Trần Phi mặt không cảm giác, há miệng, có từng luồng hắc tuyến từ hắn trong miệng khạc ra. Nhưng làm vậy hắc tuyến bị Trần Phi dần dần ói hết sức thời điểm, phủ cực thái lai, một cổ tràn đầy sinh cơ bừng bừng lực lượng, nhưng đem cướp lấy. Xuất hiện ở Trần Phi bên trong thân thể, quanh quẩn hắn toàn thân. Vật kia không phải cái khác, chính là Trần Phi bên trong thân thể màu ngà linh khí, lúc này đang lấp lánh rực rỡ, biểu dương nó bất phàm. Thời gian kế tiếp giống như là dừng lại vậy, Trần Phi hắn lại lần nữa một hơi một tí, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, có thể hắn loại này vốn là rất phổ thông rất thông thường được là, nhưng ở Thương Khôn, Lam Kình hai người trong mắt quỷ dị tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn. Hoàn toàn chiếm đoạt ở bọn họ ánh mắt. Sau đó, chớp mắt ở giữa đều là như vậy rất lâu, trong nháy mắt vẫn là như vậy rất lâu. Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng giống như là lâm vào một loại rất huyền diệu trạng thái tinh thần chính giữa, chăm chú nhìn Trần Phi, muốn bắt được người sau trong phút chốc biến hóa, hoặc là bất đồng. Sốt cuộc, khi bọn hắn cũng trông ánh mắt đau nhức là, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đứng lên, giơ tay lên chính là một kiếm. Một cổ lăng liệt tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là nhanh như chớp vậy, sáng chói hút trời trong phá vỡ không khí, rơi vào vậy đen thui hắc diêm thạch trên vách tường. Sau đó, một cổ làm người ra đầu tê dại một ngạt nổ ầm đi đôi với vậy hắc diêm vách đá lay động, mãnh liệt kinh người chấn động lên. Phịch, ầm ầm long. Vậy hắc diêm thạch trên vách tường trực tiếp là tóe ra nổ lớn. Hòn đá hoành bay, mặt đất nứt ra. Thậm chí liền liền bọc ở nơi này diễn võ trường chung quanh đẳng cấp cao cấm chế, vậy vào lúc này giống như là sắp tan vỡ vậy, đâm đâm, chói tai điên cuồng vang động trước. Làm người ta cảm thấy rung động. Không, không phải đâu. Hắc diêm tường đá vách đá lại có thể bị hủy hư như thế lợi hại. Thương Khôn, Lam Kình hai người rung động nhìn vậy khói báo động tản đi hắc diêm thạch trên vách tường. Còn người sợ hãi, khó tin. Bởi vì là chỉ gặp ở đó hắc diêm thạch trên vách đá. Lúc này lãng khói tản đi sau đó, lại xuất hiện một cái ít nhất chiều dài là nửa mét, sâu rơi vào hơn 10 cm bắt mắt vết kiếm. Có thể ở cái này lấy, cứng rắn vô cùng, nổi danh hắc diêm thạch phía trên thạch bích, lưu lại như thế một cái phá xấu xa trình độ kinh người vết kiếm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Thương Khôn, Lam Kình hai người liền cảm giác có chút ra đầu tê dại, chớ nói chi là bây giờ bọn họ vẫn là nhìn tận mắt. Loại cảm giác đó, cái loại đó trong lòng rung động. Thật là khó mà hình dung. Chủ nhân, ngài mới vừa rồi đây là. Bất quá ở thấy Trần Phi đã tỉnh lại, Lam Kình lão nhân lập tức xẻ tới, không nhịn được tò mò, hỏi. Hắn bây giờ là chân thực thật rất muốn biết, Trần Phi đến tột cùng là trải qua cái gì, tại sao phải có kinh người như vậy biến hóa. Ta lĩnh ngộ kiếm ý, Trần Phi híp mắt cười, cảm giác mình cường đại trước đó chưa từng có. Và trận kinh không trong miệng kiếm đạo ý cảnh bất đồng. Trần Phi truyền thừa trí nhớ chính giữa, đem hắn bây giờ loại này nơi lĩnh ngộ được đồ, gọi chi là kiếm ý. Thật ra thì cũng chính là một vật. Chân chính kiếm tu, sức chiến đấu vô cùng, nơi dựa vào đồ cơ bản đều là kiếm ý này, cùng với tầng thứ cao hơn ý cảnh tầng thứ và lĩnh ngộ. Mà kiếm ý này, cấp bậc từ thấp đến cao bị phân làm tiểu viên mãn, đại viên mãn, không rãnh. Ba cảnh giới. Hắn hiện tại mới vừa lĩnh ngộ kiếm ý. Dĩ nhiên chính là tầng thấp nhất tiểu viên mãn kiếm ý. Nhưng coi như là như vậy, cái này tiểu viên mãn kiếm ý có thể cho hắn mang tới sức chiến đấu tăng phúc, vậy vẫn có thể bị gọi là nghịch thiên, khủng bố. Kiếm ý, đó là vật gì? Lam Kình tựa hồ cũng không biết kiếm tu kiếm ý, cau mày tự lẩm bẩm.
Chẳng lẽ, năm đó kiếm kia Si Trình Hạng Công chính là lĩnh ngộ kiếm ý này, mới có thể ở luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cảnh giới, thực lực như vậy lợi hại. Mà vậy Thương Khôn nhưng hỏi ra một vấn đề khác. Hẳn là như vậy, Trần Phi gật đầu một cái, nói chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, mới có tư cách được gọi chi là một người chân chính kiếm tu. Mà kiếm ý đối với một tên kiếm tu sức chiến đấu tăng phúc, là vô cùng là kinh khủng. Nói đến đây, Trần Phi hơi dừng một chút, lại nói, ta đoán, ban đầu kiếm kia Si Trình Hạng Công khắp nơi tìm người khiêu chiến thời điểm đại chiến, chính là đã lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý. Mà hắn sau đó vậy biến mất 10 năm, vậy không chỉ là vì đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh, càng nhiều hơn, có phải là vì đánh vào đại viên mãn kiếm ý. Tiểu viên mãn kiếm ý, đại viên mãn kiếm ý, Thương Khôn, Lam Kình chố mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên đối với vật này quá mức xa lạ. Cùng lúc đó, Trần Phi trong thức hải trận kinh không vậy đột nhiên mở miệng nói, thằng nhóc, người cái này thức hải thật giống như bị kiếm đạo ý cảnh thương tổn tới một ít. Nhất mau sớm tìm biện pháp đem khôi phục, nếu không, sẽ có hậu hoạn. Thức hải bị thương tổn tới một ít, Trần Phi nhất thời cả kinh, kiểm tra trong cơ thể, lúc này mới phát hiện mới vừa khuếch trương trở nên lớn thức hải quả thật có chút vấn đề. Tựa hồ là bị lạnh thấu xương kiếm ý nơi bất ngờ thương tổn tới. Thức hải là tu sĩ căn bản một trong, nếu như bị thương, vậy cũng không coi vào đâu vấn đề nhỏ. Ta biết, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta bây giờ lập tức liền đi tìm luyện đan vật liệu, luyện chế có thể chữa trị thức hải bị thương đan dược. Trần Phi vội vàng mở miệng, lại hướng vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nói, các người trước tiên ở cái này nghỉ ngơi đi, ta có một số việc, đi ra ngoài một chút. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp bước chân bước lên đỉnh viện ra. Coi như là hắn Trần Phi, cũng đều vẫn là không dám khinh thị thức hải bị thương, bởi vì là loại vết thương này một khi nếu là càng kéo dài, lưu lại hậu di chứng, vậy thì sẽ phiền toái thiên đại. Là, chủ nhân, ngài cẩn thận một chút, nghe vậy, Thương Khôn, Lam Kình hai người lại sững sờ một chút, muốn cho tới bây giờ Trần Phi thực lực đại tăng, so bọn họ cũng còn cường đại hơn, cũng bình thường lại. Cùng lúc đó, cách nhau mấy ngoài 10 dặm nào đó tòa bên trong phủ đệ. Đầy đất bừa bãi, bàn ghế, bình hoa, thư họa xốc xếch bể đầy đất. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, Tư Mã Quân giống như là điên tử vậy ở đó Tư Mã phủ chỗ ở bên trong đi tới đi lui, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, lộ vẻ được cáu kỉnh vô cùng. Hắn ngừng lại, nhìn một bên sắc mặt giống vậy rất khó xem Hạ Nguyên Khuê, sắc mặt nhăn nhó và tức giận nói, Hạ Thúc Thúc, ra ra ta đem người phái đến bên người ta, là để cho ngươi tới bảo vệ ta, nhưng bây giờ... Ngươi chính là như thế bảo vệ ta. Càng nói, vậy Tư Mã Quân trên mặt vặn vẹo vẻ dữ tợn liền không khỏi càng bắt mắt đứng lên. Dẫu sao, lấy hắn thân phận hắn bối cảnh, chưa từng bị sửa chữa như vậy thảm qua. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người, lừa gạt cũng không gạt được, sẽ mất hết mặt mũi. Mà đối với hắn loại này cậu ấm đại thiếu mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ là mặt mũi. Nhưng bây giờ... Xảy ra hôm nay chuyện này một khi nếu là truyền đi, hắn Tư Mã Quân, còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Không bị người cười thành là ngu ngốc mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tư Mã Quân trong lòng vậy cổ tử lửa, liền giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, núi lửa bùng nổ, cản cũng không ngăn được. Ta, Hạ Nguyên Khuê khóe miệng rung động mấy cái, trên mặt thần sắc giống vậy lộ vẻ được 10 phần âm trầm. Đây cũng không phải là Tư Mã Quân lần đầu tiên như vậy than phiền. Và chất vấn hắn, hắn ở trong lòng đếm, chắc có 37 vẫn là 38 lần chứ. Trước bởi vì là cố kỵ Tư Mã Quân thân phận, hắn còn chỉ có thể nịnh nọt, miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói áy náy, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Dẫu sao phải biết ngày hôm nay hắn nhưng mà cũng bị vậy Lam Kình đánh. Giống nhau gặp gỡ, hắn Hạ Nguyên Khuê tâm tình, vừa có thể tốt đi nơi nào. Quân thiếu gia, chuyện này ngươi thật không trách được ta. Mấy tên kia chính là so ta lợi hại, ngươi nói, ta có thể làm sao? Sau đó, liền gặp hắn nhìn Tư Mã Quân mặt âm trầm, nhàn nhạt nói. Ta, lần này nếu đổi lại là Tư Mã Quân ngây ngẩn, không lời có thể nói. Đúng vậy, mấy người kia quả thật so Hạ Nguyên Khuê lợi hại, so hắn quả đấm lớn, hắn có thể làm sao? Đều là bởi vì là tên khốn kia, vậy lòng chó. Sau đó vậy Tư Mã Quân trong mắt cơ hồ mau phun ra lửa. Đem tất cả sai lầm cũng hoàn toàn thuộc về thêm ở Trần Phi trên mình. Hắn, Tư Mã Quân,
từ nhỏ chính là chĩa vào gia gia hắn, Tư Mã Khôn uy danh lớn lên, hơn nữa còn hết sức bị sủng ái, cho nên, mặc dù hắn thực lực không mạnh, có thể ở nơi này Thanh Long Câu địa giới mà lên, trước mặt người khác hay sau lưng người khác, lúc nào không phải uy phong lẫm lẫm, gọn gàng xinh đẹp. Người nào thấy hắn không khách khí kêu một tiếng quân thiếu gia. Vốn là lấy hắn như vậy điều kiện, như vậy bối cảnh, như vậy thân phận, tùy tùy tiện tiện cướp một tu luyện của cá nhân đình viện thuê ở tư cách, đó không phải là chuyện đương nhiên, tùy tùy tiện tiện, thật đơn giản sự việc. Nhưng là bây giờ, Tư Mã Quân tuyệt đối không nghĩ tới, chính là cái này kiện hắn vốn là nhận là đương nhiên sự việc, nhưng lại có thể hình như là đá một khối gậy sắt. Đối phương biết rõ ra ra hắn là Tư Mã Khôn, là đường đường cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, nhưng lại vẫn là dám không cho hắn Tư Mã Quân mặt mũi, hơn nữa còn đem hắn hung hăng đánh một trận. Nghĩ đến đây, Tư Mã Quân cũng cảm giác trên mặt hắn da thịt, vẫn còn ở làm đau trước đây. Hắn Tư Mã Quân làm sao từng ăn rồi bực này biết. Cho nên, người đây muốn cho hắn làm sao đem khẩu khí này biệt đi xuống. Vậy căn bản không có thể. Chó rác rưởi, vậy Tư Mã Quân trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Hạ Nguyên Khuê đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Rồi sau đó, hắn khóe miệng đột nhiên hiện ra lau một cái nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng, nói quân thiếu gia, ta nơi này ngược lại là có cái biện pháp có thể trả thù. Bất quá, người bên này thì phải bỏ ra một ít giá cao. À, biện pháp gì? Nói mau, bỏ mặc cái gì giá phải trả, chỉ cần có thể đem con chó kia rác rưởi giết chết, để tiết ta mối hận trong lòng, cái gì giá phải trả cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Quân nghe vậy lập tức xoay đầu lại, ở trong mắt có chút tia máu, dữ tợn, vặn vẹo nói. Chỉ cần có thể trả thù, giá phải trả, vậy coi như cái gì? Quân thiếu gia ngươi không phải cùng Viên Phi Vân Viên thiếu quan hệ rất tốt sao? Còn có Nguyễn Thanh Long đại nhân thủ hạ Vi thống lĩnh. Hạ Nguyên Khuê híp mắt nói. Viên Phi Vân còn có Vi thống lĩnh. Tư Mã Quân nghe vậy ngẩn người. Viên Phi Vân Viên thiếu, hắn tổ sư gia, cũng chính là hắn phụ thân sư phụ, là cái này Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư. Cấp 3 thượng phẩm. Hơn nữa hắn tổ sư gia vẫn là Nguyễn Thanh Long đại nhân ghế thủ lãnh chỗ thượng khách. Hơn nữa rất coi trọng hắn phụ thân, cho nên bàn về thân phận bối cảnh, sợ rằng cùng hắn Tư Mã Quân cũng không xính nhiều để cho. Dẫu sao hắn luyện đan sư loại thân phận này, chỉ là ba chữ kia, liền không phải là đùa. Huống chi Viên Phi Vân Viên thiếu hắn tổ sư gia còn là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Đó là cái gì khái niệm? Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, bên người bình thường sẽ đi theo rất nhiều trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên người theo đuổi. Mà Viên Phi Vân Viên thiếu hắn tổ sư gia khoảng cách cái loại đó đan đạo cảnh giới cũng chỉ có nửa bước xa. Người phần dĩ nhiên vô cùng tôn quý. Còn như vậy Vi thống lĩnh, chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn đại nhân thủ hạ, dùng tới quản hạt Thanh Long Câu ba lớn một trong thống lĩnh, sức chiến đấu cực mạnh. Bất quá người này có chút nịnh nọt, cho nên mới cùng hắn Tư Mã Quân ngày thường đi được tương đối gần. Dẫu sao hắn Tư Mã Quân ra, nhưng mà Tư Mã Khôn, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Không sai, Hạ Nguyên Khuê cười rất âm hiểm, nói, Viên Phi Vân Viên thiếu và quân thiếu gia ngươi quan hệ tốt như vậy. Người bị người khi dễ, hắn chẳng lẽ còn sẽ không giúp ngươi? Coi như Viên thiếu nguyện ý giúp ta ra mặt, nhưng vấn đề là, hắn thật giống như cũng không phải vậy ba lòng chó đối thủ à? Tư Mã Quân trần chờ nói. Cái này còn không đơn giản. Hạ Nguyên Khuê lắc đầu một cái, nói, Viên Phi Vân Viên thiếu thân phận gì? Ra ra hắn nhưng mà cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, những người đó coi như là lại vô cùng gan dạ, chẳng lẽ còn dám cùng thân phận tôn quý luyện đan sư làm khó dễ? Hơn nữa, coi như là bọn họ thật dám như vậy vô cùng gan dạ, đây không phải là còn có Vi thống lĩnh sao? Bót! Tư Mã Quân nghe vậy vỗ tay lớn một cái, trước mắt sáng lên, công khai. Vậy cứ làm như vậy. Có Vi thống lĩnh ở đây, ta không tin ba tên kia còn dám ở nơi này Thanh Long Câu bên trong cản rỡ. Ha ha, ha ha ha. Rồi sau đó liền gặp hắn âm cười lên. Hắn bây giờ nhưng là chân chính phía trên có người, trọng yếu nhất chính là còn có thể dùng, đã như vậy, cái này còn sợ cái dám. Ở chúng ta Thanh Long Câu, đồ tốt nhất, nhất toàn địa phương, cũng chỉ có Thương hội Thanh Long. Đó là Nguyễn Thanh Long Nguyễn đại nhân tự mình mở, ngay tại thành khu trung tâm. Người có thể đi xem.
Ở trên đường, một người đi đường chỉ Thanh Long Câu thành khu trung ương nhất, cho Trần Phi nói. Thương hội Thanh Long, ta biết, cảm ơn. Đạt được câu trả lời hài lòng, Trần Phi cười hướng người nọ cảm ơn. Chợt hướng Thanh Long Câu thành khu vực trung tâm đi tới. Có thể trị liệu thức hải bị thương đan dược, phẩm cấp đều không thấp. Ngươi chắc chắn ở chỗ này có thể mua được toàn bộ nguyên vật liệu. Trong thức hải, Trận Kinh không có chút nhíu mày mở miệng nói. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể chữa trị thức hải bị thương đan dược, ít nhất là cấp 4 cấp 5. Mà cái loại đó đan dược coi như là ở bên trong vực đều có chút hiếm thấy, hắn nguyên vật liệu dĩ nhiên cũng biết như vậy. Cho nên hắn mặc dù không có hoài nghi Trần Phi năng lực luyện đan, nhưng có chút bận tâm không thể ở nơi này Thanh Long Câu mua được toàn bộ luyện đan vật liệu. Dẫu sao ở hắn trong mắt, cái này Thanh Long Câu cũng chính là một vắng vẻ quê nghèo vùng đất hoang chứ. Trước xem nói sau, ta có chút bản đơn giản hóa đan dược toa thuốc, không nhất định nếu không phải là như vậy cao cấp, có thể sử dụng là được. Ừ, Trần Phi cười nói, nhưng sau đó, nhưng gặp hắn khẽ cau mày. Bởi vì là ngay tại trước mặt hắn, lúc này đang có cái, người quen, đang cắn răng nghiến lợi, mặt đầy oán độc và dữ tợn hướng hắn đi tới. Người này không phải người khác, chính là vậy Tư Mã Quân. Cùng lúc đó, còn có một cái khác mặt đầy ngạo khí người tuổi trẻ vậy đi ở bên người hắn. Chó rác rưởi, có thể để cho ta tìm được ngươi. Vậy Tư Mã Quân lúc này hiển nhiên vậy hình như là phát hiện Trần Phi, mặt đầy oán độc cùng dữ tợn, đi tới trước, chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói, bất quá không khỏi không thừa nhận ngươi lá gan thật đúng là lớn à, lại còn dám lưu lại ở cái này Thanh Long Câu không đi. Ngươi vậy hai người trợ giúp đâu? Hắn bây giờ nhưng mà mang theo người giúp tới, dĩ nhiên khí chất lớn không giống nhau, mười phần phấn khích, muốn tìm Trần Phi trả thù. Có thể hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, liền cái này mấy giờ bây giờ, Trần Phi cũng đã lại có thay đổi hoàn toàn vậy, lột xác biến hóa, lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý, thực lực đại tăng. Cho nên, cái này Tư Mã Quân ở hắn trong mắt thật hãy cùng con kiến nhỏ không khác biệt, hoàn toàn không để ở trong lòng. Sau đó, liền gặp hắn nhìn lướt qua đối phương chỉ lỗ mũi mình ngón tay, nhàn nhạt, lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất đem tay ngươi chỉ lấy ra, nếu không, ta không ngại giúp ngươi giúp hắn tháo xuống. Ngươi, vậy Tư Mã Quân trên mặt thần sắc nhất thời giận dữ, nhưng nghĩ tới trước Trần Phi liên tục quạt hắn ba bạt tai trong lòng bóng mờ diện tích bóng mờ, không khỏi trong lòng một sợ, ngón tay đi theo bản năng liền duỗi trở về. Bất quá ở có cái này động tác theo bản năng sau đó, vậy Tư Mã Quân theo sau trên mặt, nhưng thay đổi thần sắc hơn nữa vặn vẹo và dữ tợn. Cảm giác giống như là bị to lớn làm nhục. Sau đó liền gặp mắt thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc lệ nội cha nói, được, được, tốt. Ta đây muốn xem, chờ một hồi ngươi còn dám làm sao cuồng. Ngày hôm nay ta Tư Mã Quân không chỉnh chết ngươi, ta cũng không họ Tư Mã. Cái gì, hắn nói hắn kêu Tư Mã Quân, đó không phải là. Vây quanh một bên mọi người không khỏi sắc mặt lập tức liền hơi thay đổi. Tư Mã Khôn đại nhân hai cháu trai, Tư Mã Quân. Ở nơi này Thanh Long Câu nhưng mà danh tiếng không kém. Phải không, chỉnh chết ta. Trần Phi không khỏi bật cười khanh khách, chậm rãi mở miệng, nói thật, dám như thế uy hiếp nhà ta hỏa, 10 có 8 9 đều đã xuống đất phủ, gặp Diêm La Vương đi. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Ngươi, vậy Tư Mã Quân sắc mặt lại biến đổi, còn khó hiểu cảm giác có chút chột dạ. Khẩu khí thật là lớn, bất quá liền sau đó một khắc. Vậy đứng ở Tư Mã Quân bên cạnh người tuổi trẻ nhưng cũng mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, mặt coi thường cùng giễu cợt nhìn Trần Phi, lỗ mũi cũng hận không được hướng về phía trên trời, ở ta Viên Phi Vân trước mặt dám nói như vậy, ngươi là thật rốt nát, còn chưa biết cái gọi là đâu. Ha ha, hừ, chó rác rưởi, ngươi biết vị này là người nào không? Vậy Tư Mã Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, dương dương đắc ý chỉ người trẻ tuổi kia, nói, vị này chính là Viên Phi Vân Viên Thiếu. Hắn phụ thân chính là Viên đại sư đóng cửa đại đệ tử. Rào rào, hắn chính là Viên Phi Vân. Không phải đâu, chính là cái đó Viên Thanh Viên đại sư đóng cửa đại đệ tử nhi tử. Ta nghe nói hắn phụ thân rất được Viên đại sư coi trọng, thậm chí từng còn công khai khen hắn có thể vượt qua mình. Chặc chặc, Tư Mã Quân, Viên Phi Vân, lần này chúng ta cái này Thanh Long Câu nổi danh cậu ấm đại thiếu một chút đều tới đông đủ hai cái. Cái này còn có lớn náo nhiệt à? Thằng nhóc kia là ai à?
nhìn như hình như là đem Tư Mã Quân đắc tội. Lá gan có thể thật không nhỏ à? Hắn không biết Tư Mã Quân ra ra, nhưng mà Tư Mã Khôn đại nhân. Giống như là đá bị ném vào yên lặng mặt hồ, tung lên to lớn rung động. Làm vậy mặt đầy ngạo mạn người tuổi trẻ tự giới thiệu sau đó, toàn bộ hiện trường mọi người liền không khỏi xôn xao, hết sức chấn động. Không có biện pháp, dẫu sao ở tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, luyện đan sư cái danh từ này, đều là vô cùng là nhạy cảm. Huống chi, hắn Viên Phi Vân phụ thân vẫn là Viên Thanh Viên đại sư vô cùng là khí nặng đóng cửa đại đệ tử. Như vậy bối cảnh và thân phận, có thể không ngạo mạn. Ha ha, ha ha ha. Nghe được từ chung quanh truyền tới các loại xì xào bàn tán tiếng chấn động, vậy Viên Phi Vân hình như là rất hưởng thụ như vậy cảm giác vậy, mặt đầy ngạo mạn, khinh miệt nhìn về Trần Phi, nói, bây giờ, người biết ta Viên Phi Vân thân phận. Biết, vì có thể làm cho đối phương tiếp tục đem điều này ép trang bị, Trần Phi môi động mấy cái, cuối cùng vẫn là nhún vai một cái, nói. Vậy thì tốt, vậy Viên Phi Vân hài lòng gật đầu một cái, lại khinh miệt nhìn Trần Phi, di chỉ khí vung. Nói ta bỏ mặc ngươi cùng quân thiếu gia có cái gì ân oán hoặc là mâu thuẫn, nhưng là, nếu quân thiếu gia ngày hôm nay tìm tới ta Viên Phi Vân, vậy ta liền được cho hắn ra cái này đầu. Sau đó thì sao? Trần Phi lại lần nữa nhún vai một cái, nói. Ừ, gặp Trần Phi lại còn dám lấy như vậy thái độ và hắn phát biểu, cùng hắn ra, vậy Viên Phi Vân lập tức chân mày cau lại, nhìn Trần Phi, lạnh lùng khinh miệt nói, ngươi. Bây giờ quỳ xuống, đem ta còn có quân thiếu giải ống liếm sạch. Chuyện này coi như thế kết thúc. Rào rào, quỳ xuống liếm giải ống. Cái này, quả nhiên là giống như bọn họ loại này cậu ấm đại thiếu làm phong. Bất quá, ai kêu bọn họ có cái này sức đâu. Đúng vậy, có Viên Thanh Viên đại sư như vậy bối cảnh ở đây, ai dám nói một chữ không? Bốn phía một hồi xì xào bàn tán, nhưng rất hiển nhiên, tựa hồ cũng không coi trọng Trần Phi. Dẫu sao, vậy Viên Phi Vân có thể là có Viên Thanh Viên đại sư như vậy thiên đại bối cảnh, ở nơi này Thanh Long Câu, ai dám trêu chọc? Ai dám không cho mặt mũi? Mà nghe được chung quanh như vậy xì xào bàn tán tiếng nghị luận, vậy Viên Phi Vân trên mặt ngạo mạn không khỏi sâu hơn. Lỗ mũi cũng hận không được hướng về phía trên trời. Nói lầm bầm, chó rác rưởi, có Viên thiếu thay ta ra mặt, lần này ta xem ngươi còn dám hay không nói nửa câu nói bậy. Ta Tư Mã Quân không giết chết ngươi, ta cũng không họ Tư Mã. Vậy Tư Mã Quân cũng là một mặt dương dương đắc ý khinh miệt nhìn Trần Phi. Trong lòng cười thầm. Ngày hôm nay có Viên Phi Vân thay hắn ra mặt, Trần Phi nếu là không đem hai người bọn họ giải ống liếm sạch, đó chính là cùng Viên Phi Vân đối nghịch. Có thể Viên Phi Vân là ai? Ở sau lưng hắn, có thể là có Viên Thanh Viên đại sư như vậy thiên đại bối cảnh. Chỉ cần có đầu óc người. Liền tuyệt đối sẽ không cùng Viên Phi Vân đối kháng. Liếm giày ống, mà nghe được đối phương như vậy tiếng nói, Trần Phi khẽ nhíu mày, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, đi theo liền hơi híp. Tuy nói lời như vậy, hắn đã trên trái đất mặt nghe qua gặp qua trăm ngàn trở về, theo lý thuyết hẳn trong lòng đã sớm miễn dịch. Nhưng là, đối phương bây giờ loại này tư thái cùng giọng, vậy vẫn là có chút làm trong lòng của hắn mất hứng. Hoảng hốt ở giữa. Hắn tựa hồ lại gặp lại liền trên trái đất những cái kia đầu óc có cái hố phú đệ nhị, quan đệ nhị. Bị hắn quyền đấm cước đá, càn quét sửa chữa. Nghĩ đến đây, trong đầu cố gắng hồi tưởng lại dĩ vãng chiêu thức. Trần Phi híp mắt nhàn nhạt nhìn đối phương, hỏi, ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Bàn về như thế nào làm cậu ấm đại thiếu tức giận hơn, phát cáu dậm chân, vậy rất hiển nhiên, cũng chỉ có so hắn càng ngạo mạn, càng làm ra vẻ. Ngươi nói gì? Ngươi dám cùng Viên thiếu nói như vậy? Vậy Tư Mã Quân lập tức âm hiểm há miệng liền quát lên. Hắn dĩ nhiên ước gì Trần Phi vậy cùng Viên Phi Vân đánh lên, bởi vì là chỉ có như vậy, chó này rác rưởi mới có thể chết thảm hại hơn. Ngươi nói gì? Vậy Viên Phi Vân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn Trần Phi, nói, ngươi dám cùng ta Viên Phi Vân đối nghịch. Hắn đúng là một cái thiên phú tu luyện, thiên phú luyện đan cũng không được người, nhưng vấn đề là, ba hắn nhưng ngạo mạn à. Phải biết ba hắn đây chính là Viên Thanh Viên đại sư coi trọng nhất đóng cửa đại đệ tử, bây giờ cũng đã là luyện đan sư cấp 3 hạ phẩm. Như vậy thân phận bối cảnh, chẳng lẽ còn không ngạo mạn? Hơn nữa Viên Thanh Viên đại sư đã từng còn công khai nói qua, lấy ba hắn thiên phú luyện đan, thậm chí cũng rất có thể vượt qua Viên Thanh Viên đại sư thành tựu bây giờ. Cái này ý vị như thế nào?
Viên Thanh Viên đại sư bây giờ là cái này Thanh Long Câu lợi hại nhất luyện đan sư, cấp 3 thượng phẩm, nếu có thể vượt qua hắn mà nói, đây chẳng phải là chính là. Nghĩ đến đây, vậy Viên Phi Vân liền không nhịn được trong lòng càng tràn đầy sức, trên mặt thần sắc nhưng là hơn nữa ngạo mạn, hơn nữa âm trầm, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ta bây giờ cuối cùng lại cho ngươi một lần cơ hội, quỳ xuống. Đem ta còn có quân thiếu giày ống liếm sạch, như vậy ngày hôm nay chuyện này, ta Viên Phi Vân còn có thể đại phát từ bi, đại nhân có đại lượng, không nhắc chuyện cũ. Nếu không, ha ha. Nếu không, như thế nào? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, tiếp tục làm ra vẻ. Ngươi, vậy Viên Phi Vân trên mặt vẻ ngạo mạn rốt cuộc cứng lại, nhìn Trần Phi, có chút dữ tợn nói, thằng nhóc, ngươi là đang gây hấn với ta Viên Phi Vân. Nếu không thì sao? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, nói về ngươi bây giờ nói nhảm nhiều như vậy, cũng không ngại mệt mỏi. Ngươi nếu là thật có bản lãnh có thể làm gì ta, làm sao không thử một chút? Ngươi nói gì? Vậy Viên Phi Vân thốt nhiên nổi giận, mặt đầy tức giận, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi, rất tốt, rất tốt. Viên thiếu, quân thiếu, làm sao, chuyện gì xảy ra mà sao? Nhưng vào lúc này, có mấy người ngang ngược đẩy ra đám người đến gần tới. Những người đó từng cái lớn lên hoặc là cao lớn thô kệch, hoặc là âm hiểm xảo trá, nhưng lại có chung một cái đặc điểm, đó chính là cả người hơi thở hết sức cường hãn. Lại cũng đạt tới luyện khí tầng 8, thậm chí luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Nguyên lai là các người, Viên Phi Vân nhìn sang, trên mặt hiện ra nhàn nhạt thần sắc, có chút qua loa lấy lệ. Viên thiếu, có cần gì giúp, người nói một tiếng là được. Trong mấy người kia, một người trong đó nhìn như hết sức uy mãnh. Nhưng nhìn Viên Phi Vân lộ ra tức cười lấy lòng, hiến mị vẻ, nói. Vậy được. Vậy Viên Phi Vân không mặn không lạt nhàn nhạt nói câu, đưa tay chỉ hướng Trần Phi, hung tợn, âm lãnh nói, cho ta đem hắn hai cái tay hai cái chân lấy xuống. Ta đây muốn xem, kết quả là món hàng gì sắc, lại dám cùng ta Viên Phi Vân làm khó dễ, tự tìm đường chết. Tình nguyện là ngươi ra sức, Viên thiếu. Vậy xem ra hết sức uy mãnh người lập tức hướng bên người mấy người nháy mắt. Hung tợn vây hướng Trần Phi, đây chính là hiếm có cơ hội tốt, có thể lấy lòng Viên thiếu, bọn họ há có thể bỏ qua. Né tránh điểm, là liễu công những người đó, từng cái giết người mắt không nháy, hơn nữa còn rất lợi hại, nghe nói bọn họ từng thành công từng giết yêu thú cấp 2 hậu kỳ cao thủ. Có người nhận ra những người đó lai lịch, vội vàng biến sắc nói. Rào rào, nguyên bản vây chung quanh người lập tức tản ra, thối lui về phía sau. Lộ ra một khối rất khu vực rộng rãi. Giống như là sợ bị ảnh hưởng đến, tự mình xui xẻo. Thấy tình cảnh này vậy Viên Phi Vân trên mặt thần sắc lại đang đổi được hơn nữa ngạo mạn, nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là ở xem một cái không biết sống chết, tự tìm đường chết ngu si. Mặc dù cái này Liễu Công mấy người cũng không có bị hắn coi vào đâu, nhưng mà, những người này có thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Tầm thường giống như bọn họ thế hệ này người tuổi trẻ. Có thể có cái luyện khí tầng 8 cảnh giới tu vi liền đã coi như là rất ngày đầu. Có thể chút thực lực này, nhưng ở Liễu Công mấy người kia trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Rồi sau đó, liền gặp một mặt khinh miệt nhìn về Trần Phi, nói, dám cùng ta Viên Phi Vân làm khó dễ, người lá gan thật coi như là thật lớn, bất quá, chỉ là gan lớn hữu dụng sao. Không biết lượng sức người, ha ha. Lấy hắn thân phận cùng bối cảnh, bạn cùng lứa tuổi ai không muốn lấy lòng hắn. Hiến mị với hắn. Muốn cùng hắn cái này tương lai luyện đan đại sư nhi tử đóng quan hệ tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi cái này không biết từ đâu xuất hiện tiểu tử, lại dám cùng hắn Viên Phi Vân đối nghịch. Cái này làm cho trong lòng của hắn sinh ra bất mãn mãnh liệt. Chó má, đến bây giờ ngươi đang còn muốn Viên thiếu trước mặt tự tìm cái chết. Ta cùng Viên thiếu giải ống, ngươi liếm là không liếm. Một bên, vậy Tư Mã Quân chen miệng nói. Trên mặt thần sắc lộ vẻ được vô cùng làm hãnh diện chậm cùng sướng thoải mái, còn có vậy từng tia âm hiểm. Hắn trong lòng bây giờ mặt muốn nhất chuyện, liền là như thế nào đem Trần Phi chỉnh chết, tự nhiên chuyện này vượt nháo càng lớn mới phải. Bởi vì là chỉ có như vậy, vậy vì thống lĩnh, mới phải tự mình ra mặt bắt người. Thằng nhóc, ta Liễu Công hôm nay ở nơi này thả cái bảo. Nếu là ngày hôm nay ngươi không thể để cho Viên thiếu còn có quân thiếu trong lòng lửa phát ra ngoài. Như vậy, cũng đừng trách chúng ta mấy huynh đệ, lòng dạ độc ác. Vậy vóc người uy mãnh Liễu Công hung tợn nhìn chằm chằm Trần Phi, uy hiếp nói. Không sai, thứ không biết chết sống,
lại dám trêu chọc Viên thiếu còn có Quân thiếu, thật là vô cùng gan dạ, tự tìm đường chết. Không biết Viên thiếu còn có Quân thiếu là thân phận gì? Và hắn phế nhiều lời như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ bắt lại, để cho hắn cho Viên thiếu còn có Quân thiếu liếm đế giày. Chung quanh hắn vậy mấy cái cao lớn thô kệch người vậy bắt đầu hung tợn phụ họa. Một mặt cười nhạt hình dáng. Ha ha, ha ha ha, thấy tình cảnh này vậy Viên Phi Vân Viên thiếu không khỏi đắc ý, ngón tay một phung, chỉ Trần Phi lỗ mũi, cười to nói, thằng nhóc, người bây giờ nhìn thấy. Dám ở nơi này Thanh Long Câu cùng ta còn có Quân thiếu làm khó dễ, ngươi là có mấy cái đầu. Ngươi bây giờ sẽ ở ta trước mặt ra oai thử một chút. Vậy Liễu Công các người nghe vậy trên mặt vậy lộ ra cười nhạt. Chính là một cái tán tu, liền dáng vẻ bọn họ trước đều giống như không gặp qua, nhưng lại dám còn dám ở nơi này Thanh Long Câu địa giới mà bên trong đắc tội Viên thiếu và Quân thiếu, đây không phải là đầu óc có vấn đề tự tìm cái chết, là cái gì? Chó má, quỳ xuống. Cho ta còn có Viên thiếu liếm đế giày. Vậy Tư Mã Quân thấy tình cảnh này lập tức âm hiểm hét lớn. Quạt gió thổi lửa. Hắn biết Trần Phi sức chiến đấu, sợ rằng tuyệt không phải Liễu Công bọn họ mấy cái phế vật có thể so sánh, bất quá, đây cũng không phải điểm chính. Điểm chính là chỉ cần cái này chó má dám ở nơi này động thủ, như vậy, hắn dám can đảm ở cái này Thanh Long Câu gây chuyện tội danh, liền coi như là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đến lúc đó, ha ha. Ta xem ngươi còn có cái gì tư cách hoành, hừ, quỳ xuống, gặp Tư Mã Quân hống được như vậy uy phong, vậy Viên Phi Vân cũng không cam chịu yếu thế, uy phong lẫm lẫm hét lớn. Thằng nhóc, ngươi không có nghe gặp Viên thiếu còn có Quân thiếu nói. Vậy hung thần ác sát Liễu Công các người vậy hướng Trần Phi hung tợn vây lại, cả người nhộn nhạo mãnh liệt linh quang,